Bốn anh em. Một gia đình nọ có bốn huynh đệ. Người anh cả trước 40 tuổi chuyên sát sinh ăn thịt. Tính trong thập ác nặng hay nhẹ gì cũng đều phạm, không ác nào mà chẳng làm. Đến 40 tuổi, nhờ đọc Lục Tổ Đàn Kinh mà phát tâm tu hành, tính đến nay đã 20 năm. Tuy trải qua đủ mài dũa gian lao, nhưng anh trọn chẳng thối tâm. Anh kể cho các bạn đồng tu nghe, mình đã nhớ ra nhiều đời trước từng là đệ tử Phật, do dâm tâm chưa đoạn nên bị đọa làm rồng. Đến đời này được gặp lại Phật Pháp, nhờ Bồ Tát Quan Thế Âm từ bi cứu độ mà biết đường về nhà. Nếu không nhờ tu học theo Phật Pháp, thì chắc chắn mãn đời này anh sẽ vào bụng bò, dê, do anh ăn thịt bò, dê quá nhiều, nên biết mình chết rồi, ắt sẽ làm bò dê. E là phải nếm cảnh bị lột da xẻ thịt mấy trăm lần, rồi tiếp theo phải làm heo để trả nợ, kế đó là làm cá, tôm, kiến, trùng, muỗi, vân vân. Nghĩa là phải làm súc vật vô số kiếp để trả nợ sát sinh. Như vậy thì biết đến bao giờ mới được mang thân người trở lại? Có tính cũng không tính xuể. Nhờ tu mà anh mở sáng túc mệnh, nhìn thấu các đời. Anh kể về chú hai em mình lúc 30 tuổi bị chết vì bướu não. Anh nhìn ra chú hai vốn là từ trong loài heo tới, giờ lại đầu thai làm heo nữa, chính là con heo trắng đầu to trong nhà. Biết rõ điều này rồi, vì thương em nên anh thiết lập bàn hương án, chí thành lễ Phật, quỳ tụng 108 biến chú Đại Bi cầu cho em. Sau đó anh theo dõi thì thấy con heo trắng đầu to bỗng lăn ra chết bất ngờ và được sinh lên cõi trời. Anh nhìn thấy rõ cảnh chú em hiện giờ đang quét vườn hoa. Anh nói thầm, được ở trên trời thì dù có quét hoa viên cũng còn sướng hơn là bị đọa trong cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Anh hy vọng nhị đệ dưới lực gia trì của chú Đại Bi tương lai sẽ về nhân gian tu hành, học Phật, xuất ly tam giới, viên thành Phật quả. Phần chú ba và chú tư, ngay từ lúc bé đã không ưa chơi đùa cùng nhau. Lớn lên thường hay vì chút chuyện nhỏ mà đánh nhau, nên nhiều lần bị cha mẹ trách mắng. Sau khi họ thành gia rồi, lại vì nhà đất mà tranh giành, gây hấn nhau suốt mấy mươi năm. Anh cả dùng đủ cách giáo hóa mà chú tư tuy có tin Phật, nhưng nếu buộc phải bỏ tranh chấp thì khó hơn lên trời. Anh cả kể, hai chú em này kiếp trước là hai con rồng xanh, kiếp đó họ cũng không hòa thuận, một bề gây đánh nhau cho đến khi đầu thai vào nhân gian. Kiếp này nếu họ không hóa giải oán hận, thì chắc chắn do những ác nghiệp đã tạo, họ sẽ xuống địa ngục, rồi từ địa ngục lên sẽ đọa vào súc sinh, tiếp tục tranh đấu dằn dai không dứt. Anh cả tâm sự, mình đã khuyên giải họ hơn 20 năm nay mà vô hiệu. Đây là do bởi nhiều đời họ tạo nghiệp ác sâu nặng, đối với Phật Pháp không có lòng kính tin. Gia đình tụ hội cùng nhau là do thiện duyên hay ác duyên, vô duyên thì không tụ. Hoặc vì đòi nợ hay trả nợ mà tìm đến, không nợ thì chẳng tới. Sau này, anh cả đã vì cha mẹ và hai em tụng 108 bộ kinh Địa Tạng. Hai tháng sau, mẫu thân bắt đầu thay đổi trước tiên. Tiếp theo là chú ba, chú tư quyết định buông bỏ oán thù xưa, không còn tranh giành ầm náo với nhau nữa. Cho dù đây chỉ là bắt đầu, nhưng mối oán kết suốt hơn 30 năm được chuyển hóa trong một ngày. Đây không thể không ca ngợi uy thần công đức của kinh Địa Tạng. Tôi kể câu chuyện có thực này ra là mong các đệ tử Phật sớm buông bỏ hết mọi ân oán cá nhân, đừng do dự nữa. Vì một khi vô thường tới, những ân oán chưa kết thúc này sẽ biến thành chướng ngại mạnh mẽ, ngăn cản bạn ra khỏi tam giới. Có câu rằng, chịu thiệt thòi chính là chiếm ưu thế. Buông xả chính là được tất cả. Xả có nghĩa là quên triệt để tất cả hận, yêu trong dĩ vãng, đắc quả liễu sinh thoát tử, lìa khổ được vui. Bất kể bạn sinh ra là nữ hay nam,
bạn đâu biết lúc nào mình chết. Cho dù có sống đến 100 năm, bạn cũng không rõ cách chết của mình ra sao. Là bệnh hoạn hành chết hay bị hoạn tử, hoặc chết lành, đã có sinh thì phải có tử. Bất kể cả đời bạn sống trong nghèo túng hay vinh hoa phú quý, thì cuối cùng rồi ai cũng phải lìa đời tay không, ra đi trong tiếng khóc vĩnh biệt của thân quyến, giống như bài Hảo Liễu Ca đã viết. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, duy có công danh quên chẳng được. Vui dày thuở xưa nay đâu rồi, chỉ có mồ hoang xanh cỏ thôi. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, duy có tiền vàng quên không nổi. Trọn ngày chỉ hận trữ chưa đầy, mê mãi đến khi nhắm mắt ngủm. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, nhưng nào có quên được yêu đương. Sống nghe bạn tình nói mật đường, mình chết rồi họ theo người khác. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, nhưng luyến cháu con buông không được, si tâm phụ mẫu đeo mang nhiều. Nhìn đi được bao con cháu hiếu. Đây là bài ca mà đạo nhân hay ngâm nga, giải thích rất rõ. Vạn sự trên đời, liễu tức ngộ là tốt nhất. Nếu muốn tốt thì tu cho liễu. Chữ liễu trong đây chính là khai ngộ, buông tất cả thế gian, tu đạo bồ đề, lìa khổ được vui, tức là liễu, cũng là hảo. Thế gian chớ vội phê bình người tin Phật là kẻ chán đời, không có tâm hướng thượng. Ngược lại là khác, người tin Phật chân chánh luôn có nhiều cống hiến tốt đối với xã hội quốc gia. Bởi việc họ nghĩ đến đầu tiên là lợi ích của quốc gia, là chuyện được mất của tha nhân. Bao giờ họ cũng nghĩ cho người trước nhất và lấy lợi ích của tha nhân làm lợi ích của mình. Vì vậy, việc người Phật tử cần làm trước tiên là phải nghĩ cho chúng sinh, dùng lòng từ bi bình đẳng mà đối với tất cả chúng sinh, tuyệt không có lòng muốn ăn thịt chúng sinh. Người học Phật chân chính nhất định là không có chút mảy may dị kỷ, chuyên nghĩ đến lợi người, luôn tuân thủ kỷ luật, giữ phép tắc, hiếu kính song thân. Như vậy mới là người học Phật có chánh tín, chánh tri, chánh kiến, chánh hạnh. Nếu là người sơ cơ muốn nghiên cứu kinh Phật, tôi đề nghị trước tiên bạn nên tìm đọc Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh do Ngài Tuyên Hóa giảng. Hãy nghiên cứu cho tỉ mỉ, kỹ càng. Tôi chắc rằng bạn sẽ ưa thích Phật Pháp. Bạn chỉ cần chăm chỉ đọc bộ kinh này thì đã có thể tăng trưởng trí huệ, có được hỏa nhãn kim tinh, là đôi mắt sáng thần kỳ. Bất kể yêu tà nào cũng bị bạn nhận ra, nhìn thấu hết. Đương nhiên, nếu có chút sai lệch, thì bản thân bạn cũng sẽ biết rõ thông suốt. Nếu bạn nghe người nói, kinh Lăng Nghiêm là giả, chẳng phải Phật thuyết, thì tuyệt đối không nên tin. Vì người tuyên bố kia chưa làm được những điều như trong tứ trọng thanh tịnh minh hối nơi kinh Lăng Nghiêm dạy, nên họ rất sợ mọi người khi đọc kinh Lăng Nghiêm sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của họ. Nếu lời này là sai, tôi xin chịu đọa địa ngục. Xem kinh rồi thì bạn hãy bắt đầu thử bỏ mặn ăn chay chừng nửa tháng xem. Tôi không dám nói thử làm một tháng vì sợ bạn thiếu kiên nhẫn không làm nổi. Nhưng ít nhất thì khi đọc kinh Lăng Nghiêm, trước đó 3 ngày bạn hãy khởi sự bỏ mặn ăn chay. Như vậy càng biểu lộ tâm thành tôn kính Phật. Hằng ngày, những lúc rảnh thì bạn ngồi hay quỳ tụng một bộ kinh Địa Tạng. Nếu nhà có người bệnh nặng thì tụng cho người bệnh, nếu có thai phụ thì tụng cho thai nhi. Nếu có đại khổ nạn lớn gì chưa thể giải quyết, chẳng hạn như vợ chẳng thể mang thai, công tác không thuận lợi, thì hãy vì những con vật mình từng đã giết, ăn qua mà tụng kinh. Bạn chỉ cần tụng thành tâm, ắt sẽ có chuyển biến tốt. Bởi vì Phật Pháp là thuốc hay vi diệu không thể lường, mà bạn không phải tốn tiền nộp phí chữa trị. Tính ra nửa tháng hay một tháng bạn thí nghiệm bỏ mặn ăn chay đó, chẳng những không ảnh hưởng gì đến sức khỏe bạn,
ngược lại còn khiến nó tốt hơn lên mà chẳng tốn tiền. Quả thực là thế. Nhất định bạn sẽ thấy được sức mạnh Phật Pháp và điều kỳ diệu không thể nghĩ lường. Nếu bạn thành tâm thực hành đúng như tôi khuyên mà không có cảm ứng thì quả là vô lý. Khi bạn chứng nghiệm được điều hay rồi, có tính tâm kiên định rồi, dần dần sẽ bước vào chánh đạo tu hành. Chúng ta tạo vô biên tội, chư Phật đều thấy rõ. Chỉ có sám lỗi trước, dứt lỗi sau, cải đổi tu sửa, mong nhờ lực gia trì của Phật, phát tâm bồ đề, nguyện như pháp tu hành mới có thể tiêu hết tội. Những người chuyên nghiên cứu tướng học, vừa thấy mặt hoặc xem tay bạn thì có thể đoán biết vận mệnh bạn ra sao. Là bởi vì tướng mạo một người cũng tùy thuộc nhân gieo đời trước đến nay đã kết quả. Khi nhìn quả trổ, đương nhiên có thể suy ra nhân đã gieo. Thí như chúng ta thấy một người có tướng lưỡi rộng dài, mềm mại, hồng tươi. Khi lè ra, nếu có thể che mặt và liếm đến mí tóc, thì biết đây chính là một trong các quả lành do nhiều đời họ không nói vọng ngữ. Thực ra, không nói láo còn chiêu nhiều quả tốt khác nữa. Thí như lời nói ra người người đều tin. Do vậy mà chúng ta có thể căn cứ vào tướng mạo đặc trưng để nói ra số mệnh đặc định. Thực ra, có nói tới nói lui, thảy đều là tác dụng của luật nhân quả mà Phật từng thuyết giảng thôi. Nhưng tu hành có thể cải đổi số mệnh. Phật giáo chủ trương tất cả đều do tâm tạo. Mọi sự tùy thuộc nơi mình, chẳng chấp nhận hay cam chịu số mệnh. Bởi chỉ có chính ta mới có thể cải đổi số mệnh mình. Phật giáo không tán thành việc đoán mệnh xem tướng, bởi vì việc khăng khăng tin chấp theo bói mệnh đoán tướng sẽ đóng bạn dính cứng vào định đặt của túc mệnh. Phật là bậc đại giác, là bậc thầy đức hạnh viên mãn của trời người, được gọi là Thế Tôn. Lời Ngài dạy chắc chắn không sai. Quan trọng ở chỗ, khi nghe Phật Pháp rồi, bạn không thể không hồi tâm quy hướng Phật, khéo nắm bắt thời cơ, lo điều chỉnh nhịp sống của mình hướng thượng, tiến đến nẻo quang minh. Phật Pháp luôn đem lợi lạc đến cho muôn loài, như trận mưa cam lộ rưới xuống, vạn vật đều thọ ích. Hãy tranh thủ tham dự Pháp hội lễ Lương Hoàng Sám hoặc lễ một mình tại nhà cũng được, vì đây là dịp lành để sám hối. Chỉ cần nương theo sám văn nhắc nhở, bạn sinh tâm tỉnh ngộ, nhận ra những tội mình đã phạm trong đời này và sinh tâm ăn năn, thệ chẳng phạm lại nữa thì có thể chuộc tội. Tất nhiên, cũng đừng quên Ngài tuyên hóa khai thị. Làm thiện mà muốn người biết thì không là thiện, làm ác mà sợ người hay là đại ác. Nếu như bạn phạm lỗi ác, không sợ người biết, thậm chí dám dũng cảm thổ lộ trước đại chúng, việc này có thể phát huy tác dụng giáo hóa người khác. Thế thì bạn đã chuyển ác nhỏ thành đại thiện. Mỗi vị Phật Bồ Tát đều có nguyện lực riêng để độ chúng sinh. Chỉ cần chúng ta thành tâm sám hối, Phật Bồ Tát đều nhìn rõ, thấy hết, biết hết, nhất định sẽ tiếp thọ tâm thành của ta, dùng lực đại thần thông gia trì cho ta. Tâm chân thành sám hối sẽ giúp chuyển biến vận mệnh, là then chốt quan trọng giúp ta ly khổ đắc lạc. Đã phát nguyện thì nhất định phải làm cho được, cần phải hành trì bền bỉ, không nên vừa được chút như ý liền phóng túng tái phạm. Phải hiểu, cơ hội dành cho người sám hối chuộc lỗi chỉ có một lần duy nhất. Có thể ví dụ thế này, nếu tôi lén trộm của bạn 1.000 đồng, tất sẽ bị bạn níu áo đòi đưa lên quan. Ngay lúc đó, tôi khẩn cầu năn nỉ, xin bạn hãy cho tôi cơ hội để sửa lỗi. Nhưng được một thời gian không lâu, tôi dở thói hư cũ, phạm tội tiếp, lén trộm của bạn 1.000 đồng nữa. Lúc này khi bị bạn bắt, tôi lại cầu xin bạn tha cho, thì xem như không được chấp nhận nữa rồi, bởi vì bạn đã mất lòng tin. Lúc đó, uy lực của 10 phương chư Phật cũng không cứu vãn được, xem như nợ trước nợ sau gì cũng đồng tính hết.
Do vậy, hễ biết lỗi là phải sửa liền. Đã hiểu thì nên thực hành ngay. Làm thế không những được quỷ thần cung kính mà còn được chư Phật Bồ Tát gia trì. Chương 4. Phát tâm Bồ Đề. Ngày nay, đại chúng trong đạo tràng đã rửa sạch tâm ô uế rồi. Lỗi thập ác, tội chướng không còn, nghiệp lụy đã hết, trong ngoài đều thanh tịnh. Kế đến, cần học tu theo các vị Bồ Tát, công đức trí huệ nhờ vậy mà sinh. Thế nên, chư Phật thường khen phát tâm là đạo tràng, hay thành tựu được đạo quả. Xin đại chúng nên kiên tâm trì chí, chớ tưởng sống lâu mà để thời gian luống qua uổng phí, sau có hối cũng muộn. Bây giờ gặp thời cơ tốt thì đừng để phiền não che lấp tâm, ngày đêm nỗ lực phát tâm Bồ Đề. Giải thích. Tâm Bồ Đề tức là tâm Phật, công đức trí huệ vô lượng không thể nghĩ bàn. Hôm nay chúng ta có duyên lành được dự lễ sám thù thắng, không nên để phiền não thế gian che ám mình mãi. Đã biết tất cả đều là nhân duyên quả báo, ôm phiền muộn nào có ích chi. Nên phát tâm Bồ Đề tu hành mới là hữu ích. Phát một niệm cầu giác ngộ, công đức tính không hết. Huống nữa, nhiều người tự mình phát tâm tu học theo Phật, đồng thời còn tùy duyên hóa độ, khuyên người trì giới học Phật, tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ. Những người phát tâm này công đức lớn bao nhiêu? Giả sử có người trăm ngàn vạn kiếp đến nay hành vô lượng bố thí, đời này vẫn tiếp tục làm việc thiện kia, như thí tiền cho người nghèo, xây cầu sửa đường, lập chùa giúp tăng, tạo Phật tượng. Công đức họ có thể dùng cụm từ không thể nghĩ lường để ví von, nhưng so với kẻ phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh thì không bằng một phần ngàn. Đủ thấy phát tâm Bồ Đề công đức lớn vô biên, không tính nổi. Sám văn. Lại có người chỉ làm phước chớ không phát tâm vô thượng Bồ Đề, giống như kẻ cày ruộng mà không gieo hạt. Vì vậy, phải phát tâm Bồ Đề là tạo nhân cho việc chứng quả. Trước là báo ân chư Phật, sau là cứu vớt muôn loài. Vì vậy, Phật mới khen rằng, lành thay, vì muốn lợi ích cho hết thảy chúng sinh, phát tâm Bồ Đề là cách cúng dường lớn hơn tất cả. Phát tâm Bồ Đề không phải là chỉ phát qua một lần, mà phải phát luôn luôn, làm cho tâm Bồ Đề tiếp tục phát rộng lớn mãi. Vì thế, trong Kinh Phật dạy rằng, nên ở nơi hằng hà sa số chư Phật nhiều kiếp phát đại thiện nguyện. Giải thích. Nếu có người chỉ biết trồng công đức phúc điền, tất nhiên kiếp sau sẽ được đại phú, hưởng vinh hoa bất tận. Nhưng nếu chỉ làm phúc mà không phát tâm vô thượng Bồ Đề, thì giống như kẻ cày ruộng không gieo giống. Người này dù phúc báo lớn cũng chỉ là hoa quỳnh nở một lần thôi, đây không phải cứu cánh. Vì vậy, khi được gặp Phật Pháp, vạn kiếp khó tương phùng này, thì chớ sai lầm để cơ hội qua mất, cần phải y theo lời Phật dạy phụng hành, phát tâm vô thượng Bồ Đề, dũng mãnh tinh tấn, bất luận bên mình có bao chướng ngại thử thách cũng phải gắng tiến lên, hành cho viên mãn. Nếu chỉ lo tu huệ mà không tu phước thì cũng là thiếu sót. Nhiều người chỉ biết thắp hương lễ Phật, tham thiền tĩnh tọa, tụng kinh nghe Pháp mà không chịu bố thí, trì giới phóng sinh, tùy sức tạo phúc điền. Thậm chí, họ ngày ngày tụng kinh, giờ giờ niệm Phật, nhưng không lưu tâm sửa đổi các tập khí, tính nết xấu trong tâm. Phải biết huệ là hạt giống, phúc là phân bón, tâm là đất. Nếu có đất để trồng mà thiếu phân bón,
thì cũng không thu hoạch nhiều. Chỉ có phúc huệ song tu mới là con đường tốt, liễu sinh thoát tử. Thường người ta nghĩ hồi đó đánh một cái, giờ đánh lại một cái là huệ. Thực ra không có huệ, vì cái quả này còn là nhân quả sau nữa. Hột lúa hôm nay là quả của hột lúa ngày trước, là nhân của hột lúa ngày sau. Như vậy nó luôn chuyển hoài, chỉ khi nào lòng mình dứt, cởi mở bằng lòng, thôi thì mới hết đặng. Một người con bất hiếu với cha mẹ, con của người đó bất hiếu lại, mà nếu nó không tội là loạn, lấy gì làm tiêu chuẩn tội phước? Tội phước hết là do lòng mình cởi mở hết. Thí dụ như bây giờ mình không quán, cởi mở hết, dù mình bị oan ức việc gì đó, thì kẻ thù kia không bị mình trả, nhưng họ phải tự trả. Con chim đâu bắn lại thằng nhỏ. Do đó, nếu mình tự dứt ở lòng thì phần mình dứt. Còn nếu đối phương tự ôm lòng oán hận thù, thì họ tự trả một mình và có nhiều cách trả. Ngay cả Đức Phật là người phước duyên đầy đủ, nhưng duyên báo đến cũng phải tự trả. Có lần Phật nhức lưng, người ta hỏi lý do tại sao thì Phật cho biết như vậy. Hồi trước, có lần Ngài đầu thai sanh trong dòng võ sĩ chuyên đánh đài. Một hôm võ sĩ đối thủ thương lượng với Ngài, giờ thua đi, hắn sẽ để tiền độ cho ăn. Hợp đồng xong, đến chừng xong trận đấu, hắn không giữ lời hứa, lấy hết tiền độ không chia cho Ngài. Sang năm sau, hắn cũng quỵt của Ngài nữa. Qua năm thứ ba, hắn cũng thảo luận, nhưng Ngài không chịu, bảo thân ai nấy giữ, không giả thua để hắn ăn nữa. Trận này, Ngài quăng hắn xuống đất gãy xương sống chết. Vì vậy, Ngài bị đọa địa ngục một thời gian lâu, trả quả. Cho đến giờ đã chứng quả Như Lai rồi, mà còn dư báo bị hành nhất lưng. Tóm lại, nghiệp của thân với khẩu thì trả về cho thân, gọi là nghiệp chướng, tức là cái khổ làm cản trở việc tu hành hay hạnh phúc của mình. Còn tâm trả về cho ý, gọi là phiền não chướng, làm cho lòng mình buồn bực khổ sở, trả về tâm thần. Thân tâm thì ảnh hưởng lẫn nhau, như đã nói lúc nãy. Lỗi thân thân chịu giải dầu, lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê man. Âu sầu mê man là phiền não chướng, còn thân chịu giải dầu là nghiệp chướng. Tuy riêng nhưng chúng ảnh hưởng lẫn nhau. Thân lao khổ bất an lòng dạ, mình bị nghiệp chướng lòng có vui gì đâu. Lòng âu sầu thân thể mòn hao, thân không đau nhưng tâm hồn rầu buồn quá cũng dày mòn cơ thể. Mỗi một nghiệp báo gồm có y báo và chánh báo. Y báo là hoàn cảnh xã hội, là các môi sinh. Thí dụ mình sinh ở đây không may bệnh hoạn hay nghèo khổ đi nữa, mà y báo mình cũng hưởng được dòng sông nước ngọt Cửu Long Giang này, cây lành trái ngọt, trên cơm dưới cá. Mình hưởng chung những y báo này, còn bản thân mình thì nghèo. Chánh báo là trả cho bản thân, còn y báo là hoàn cảnh xã hội, là cộng nghiệp. Làm ăn mày vùng Hậu Giang này cũng sướng hơn làm người dân xứ Iraq. Ban ngày nóng 40 mấy độ, còn ban đêm thì tuyết rơi, gọi là thời tiết khắc nghiệt vùng Trung Đông. Mình hiểu được vậy để sống an vui với hạnh phúc hiện có. Tất cả việc lành dữ mình gây ra đều có nghiệp. Cái nghiệp cũng như cái nếp, mình kéo ra nó thẳng, buông lại nó nhăn, y cái nếp gọi là nghiệp. Mình tạo ra nhân lành dữ có cái nghiệp. Nghiệp có sức mạnh gọi là nghiệp lực, đem lại cho mình hạnh phúc hay khổ đau. Bởi vì cuộc sống hiện tại là do nghiệp lực của riêng mình, chứ không phải do trời hay Phật hoặc vua chúa gì cho được. Dầu vua chúa có ban là do nghiệp lành mình chiêu cảm. Ông vua Ba Tri Nặc thí nghiệm nhiều việc thật độc đáo. Hôm đó nhằm ngày đãi tiệc trong hoàng cung, các công chúa tụ họp lại rất đông. Nhà vua bèn hỏi: các con được hạnh phúc như vậy là nhờ ai? Các công chúa trả lời: nhờ phụ hoàng và mẫu hậu, nhờ phước đức của phụ hoàng và mẫu hậu mà các con mới được như vậy. Riêng có một cô công chúa đáp rằng: con nghĩ là nhờ cái nghiệp lực của con. Nhà vua nghe qua không ưa, không chịu câu nói đó. Một hôm nhà vua gặp một cậu công tử cha mẹ chết sớm, chỉ lo ăn chơi, làm tan quan sự nghiệp hết. Cậu ta làm không đủ sống, đến mức phải đi ăn xin. Nhờ dáng công tử nên thân không đến nỗi xác xơ. Vua Ba Tư Nặc kêu gả công chúa cho cậu công tử đó,
cho cụ hồi môn theo chồng theo tục cổ xưa của người Ấn Độ. Nàng công chúa ôm cụ hồi môn của vua cho theo chồng. Nàng hỏi chồng: Anh có giường đất gì không? Chồng nàng đáp: Bán sạch hết rồi, chỉ còn một miếng đất rộng nhưng cằn cỗi nên người ta chê không ai chịu mua hết. Công chúa nói: Thôi, mình về đất nhà kiến tạo lại đi. Vợ chồng về nhà mướn nhân công làm lại miếng đất, bất ngờ đào gặp một số vàng lớn. Công chúa dùng số vàng ấy cất lên dinh thự. Về danh nghĩa đó là dinh của Phò Mã chứ không phải thường. Vợ chồng làm nên sự nghiệp hết sức lớn lao. Phần vua cha tuy vậy chứ không bỏ con được, cho người theo dõi con xem cuộc sống thế nào. Thấy con quá giàu có, vua cha hỏi thì công chúa cũng đem câu chuyện y vậy kể cho vua nghe. Vua bèn hỏi Đức Phật thì Phật trả lời: Đúng vậy, người ta sống theo nghiệp của mình, không phải vua ban hay trời làm mà được. Tự nhiên nó như vậy. Vua Ba Tư Nặc còn thử nghiệm nhiều việc táo bạo. Hôm đó ông đang ngủ trưa, thức dậy nghe hai tên lính cận vệ gác ngoài cửa nói chuyện. Tên thứ nhất nói: Đời tao sống nhờ vua, vua nuôi dưỡng tao nên tao theo phụng sự vua, sống nhờ với vua. Tên lính thứ nhì nói: Tao nghĩ không phải vậy, con người sống là do nghiệp lực của mình, chứ ai mà ban bố cho mình được. Ông vua muốn ban thưởng cho người lính thứ nhất, nhưng ban thưởng một cách kín đáo không cho ai biết. Vua nói với hoàng hậu: Trưa nay tên lính nào đem đến nửa chai rượu của ta cho hoàng hậu dùng bữa thì hậu cho nó tiền bạc gấm dốc cho nhiều, đặng vợ con nó lập nghiệp sinh sống. Trưa hôm đó vua dùng cơm xong liền đưa nửa chai rượu cho tên lính thứ nhất và bảo đem đưa cho hoàng hậu, không cho biết việc gì cả, mà hoàng hậu cũng không biết lý do nào vua ban thưởng cho tên lính. Tên lính thứ nhất xách chai rượu ra cửa thì bỗng dưng say sẩm chóng mặt, chảy máu cam không đi được. Hắn bèn kêu bạn lại nói: Mày xách giùm tao chai rượu đem đưa cho hoàng hậu đi. Hoàng hậu bèn lấy vàng bạc gấm dốc giải sồ cho nó, bảo đem về cho vợ con xài. Vua thử một cách kín đáo như vậy. Thời gian sau nghe lại, tên lính được thưởng là tên lính thứ nhì. Tên lính nói sống nhờ nghiệp chứ không phải tên lính thứ nhất. Vua giận mới kêu tên lính thứ nhất lại hỏi: Ta sai ngươi, tại sao ngươi lại sai ngược lại bạn của ngươi vậy? Tên lính thứ nhất thưa: Dạ thưa, con không dám như vậy đâu, vì vừa bước ra khỏi cửa con bị say sẩm chóng mặt, sợ trễ bữa ăn của hoàng hậu nên con mượn bạn con đi thế dùm. Vua đem việc đó nói với Phật. Phật nói: Đúng vậy, nó sống do nghiệp nó chứ không phải vua ban hay trời Phật ban mà được. Vậy nghiệp lực nó giúp cho mình tiến bộ hay làm cản trở đường tiến hóa của mình, như nghiệp chướng và phiền não chướng. Phần 9. Sự nặng nhẹ của nghiệp thiện ác. Nghiệp mà mình gây ra cũng có nặng có nhẹ. Bất cứ nghiệp gì của mình gây ra, lành hay dữ, đều có nặng nhẹ và phân ra làm ba: thượng, trung, hạ. Nghiệp lớn, nghiệp vừa và nghiệp nhẹ hơn hết. Ba cái nghiệp thượng, trung, hạ đó, mỗi cái còn phân ra làm ba lãnh vực là ngoại cảnh, nội tâm và thời gian khởi tâm. Còn có vấn đề nữa là có khi ý nặng mà thành quả nhẹ. Người ta muốn thuốc chết hết cả nhà, kẻ thù lén để thuốc độc vô đồ ăn nhưng khiến chủ nhà chưa ăn, con chó nhảy vô ăn bị chết nên chủ nhà phát giác ra không ăn bữa cơm đó. Cái ý rất là nặng mà thành quả nhẹ. Còn đôi khi ý nhẹ mà thành quả nặng. Mình luyện cái tô bể qua cửa sổ, chẳng ngờ chúng người ta bể đầu. Học hiểu sự nặng nhẹ của nghiệp để mình biết rõ nhân quả. 1. Ngoại cảnh. Lấy thí dụ đơn cử việc sát sanh, nghiệp sát, để làm đại diện cho tất cả các nghiệp khác. Nếu mình sát lớn thì tội lớn, mà sát nhỏ thì tội nhỏ. Mình sát hại bậc đại phước điền là bậc chân tu hay người ơn, cha mẹ của mình thì tội lớn lắm. Nếu mình giết một con vật thì cái ác nó ít, mà nếu mình giết cha, giết mẹ thì cả thế gian nguyền rủa. Việc đó lớn chứ không phải tánh mạng ai cũng vậy. Giết một người thù, một tên giặc cướp đất nước của mình nó khác, còn giết một người ơn tội lớn hơn. Đó là đối về ngoại cảnh mà Phật gọi là những bậc đại phước điền.
Người chân tu, người ơn của mình, người có phước đức lớn mà mình hại người ta là tội lớn. Còn giết đồng đẳng chúng sanh thì tội bậc trung, và giết hạ đẳng chúng sanh thì tội bậc hạ. Giết con chó thì tội không ngang với giết cha mẹ được, cho nên phần ngoại cảnh tác động vào thượng trung hạ của nghiệp như sau: giết lớn thượng đẳng chúng sanh thì tội lớn, giết vừa đồng đẳng chúng sanh thì tội vừa, giết nhỏ hạ đẳng chúng sanh thì tội nhỏ. 2. Nội tâm. Về phương diện nội tâm thì có sân hận, cố ý giết là tội lớn, không sân hận mà cố ý giết thì tội bậc trung. Như một người đi lính vì bổn phận chống trả kẻ xâm lăng, chớ lòng không sân hận, cũng cầm súng giết giặc, vậy thì tội bậc trung. Một người giận con chó phang cây ngay nó, người ấy tại giận mà phang, chứ không biết rằng cái phang đó làm con chó chết, thì tội bậc trung vì không tính giết nó. Vô tâm mà ngộ sát thì tội bậc hạ. Đây là phần nội tâm và thượng trung hạ của nghiệp. Có người không sân, không cần cố ý mà gặp con gì cũng giết, chặt đuôi, cắt cánh. Đó là do tâm thuần ác rồi, không đợi đến sân mới làm. Bởi do tánh quen rồi, đó là tội nặng. Tuy nó là nội tâm không sân mà cũng không cố ý, tại tâm quen thuần ác nên gặp là giết. Còn gặp người khác hay giúp đỡ gọi là thuần thiện. Tuy nội tâm không cần vận dụng tâm ý cho lắm, nhưng thuộc về thuần nên tội lớn mà phước cũng lớn. Còn vô tâm mà ngộ sát là tội bực hạ. Xe hơi lỡ cán người ta chết án có mấy tháng, còn người cố ý đâm người ta chết án tới mấy chục năm. Đó là sự việc thực tế chứ không thuộc về giới luật hay tôn giáo gì cả. 3. Thời gian khởi tâm. Về việc làm, nếu cố ý và vui với thành quả thì tội lớn. Thí dụ như mình tổ chức một cuộc đi săn, bước đầu ai cũng hăng hái hết, rồi khi săn được mồi nhiều rất mừng và vui vẻ ăn tiệc nữa. Nếu vui với thành quả sát hại thì tội lớn. Lúc đầu cố ý nhưng sau hối hận thì tội bực trung. Lúc đi săn ai rủ cũng mừng, nhưng giết con mồi rồi nghĩ lại tội, hối hận thì tội giảm đi phân nửa. Còn vô tâm ngộ sát mà sao lại hối nữa thì tội nhẹ hơn hết. Mình vô tâm đụng người chết hay đạp con vật gì chết, sao mình hối tiếc tự nhủ, phải mình cẩn thận chút nữa thì đâu xảy ra chuyện đáng tiếc này, thì tội nhẹ nhất. Đây là đơn cử nghiệp sát. Còn tất cả các nghiệp khác cũng vậy, dầu nghiệp ác hay nghiệp lành, mình làm lành với bậc thượng đẳng chúng sanh như là nuôi cha dưỡng mẹ, giúp đỡ người tu hành hoặc cứu một ông vua thì được phước lớn lắm. Bằng ngược lại, làm ác với bậc thượng đẳng chúng sanh như xúc phạm ông vua thì mang quả lớn. Đối với bậc thượng đẳng chúng sanh, dù ta làm thiện hay làm ác thì phước và tội đều lớn cả. Chuyện này thì cũng hợp tình hợp lý lắm. Còn đồng đẳng chúng sanh thì phước và tội bậc trung, hạ đẳng chúng sanh thì phước và tội bậc hạ. Đứng về phương diện tha thứ, lấy tâm đức thương xót mà tha thứ cho chúng sanh, hễ ta tha hạ chừng nào thì đức của mình lớn chừng ấy. Mình nói tha cho người lối sớm, chứ mình không tha chưa chắc mình giết họ nổi hay họ giết mình. Còn đối với con vật nhỏ nhen, mình giết nó giờ nào cũng được, nhưng mình thương nó, tha nhỏ lại đức lớn. Còn mình nói tha cho ông vua, chớ chưa biết chắc là ai tha cho ai. Con kiến mình muốn giết lúc nào cũng được, vì nó không có tư cách pháp nhân. Nhưng mình không nỡ, mình phủi nhẹ cho nó đi, chớ giết nó thì dễ dàng. Có đức lớn làm việc nhỏ này mới được. Nó có chiều ngược chỗ này. So sánh giữa nghiệp sát và tâm đức, ta thấy trái ngược nhau. Sát lớn thì tội lớn, sát nhỏ thì tội nhỏ, tha nhỏ thì lại đức lớn. Một người bằng mình, ngang hàng với mình, nói tha không giết thì chưa chắc là ai tha ai. Hiểu được sự nặng nhẹ của nghiệp sát, nghiệp lành dữ này giúp cho mình biết làm sao cho nhẹ bớt lại, đỡ đi dầu cũng làm y như họ vậy. Hai người lính cùng đi đánh giặc, một người thì cố ý nóng giận, có khi giết được giặc rồi còn mổ bụng nữa. Bề nào tên giặc cũng chết rồi, nhưng cái ác của người đó lớn. Còn một người cũng đánh chết giặc như vậy mà không có ác tâm thì tội nhẹ hơn. Biết sự nặng nhẹ để tránh hoặc làm nhẹ bớt các nghiệp lỡ làm ra. Thí dụ mình vui vẻ đi săn với người khác,
săn rồi thấy một đống chim hay đống thú chết, mình cảm thấy đau lòng và hối hận về việc đi săn vừa qua thì tội nhẹ lại. Có người thắc mắc hỏi, ăn một con cá lớn và một tô tép nhỏ thì cái nào tội hơn? Đây bác hai không trả lời, nhưng bác cho biết là sát lớn tội lớn, sát nhỏ tội nhỏ, sát ít tội ít, sát nhiều tội nhiều. Trong nghiệp sát còn có vấn đề tinh thần nữa. Nếu ta giết loài hiền hoặc khôn ngoan thì tội hơn là giết loài ngu đần hoặc hung dữ. Mình giết một người tu và một tướng cướp thì hai vấn đề đó khác nhau hẳn. Kẻ hung dữ nếu mình giết thì tội ít hơn là người hiền lương. Loài thú cũng vậy, nếu loài nào tiến quá nhiều mà mình giết thì tội nhiều vì nó biết đau khổ nhiều. Có câu chuyện vào mùa hạn, một nhóm người đi đồng dưới lung cạn, lá sen nằm xốp lớp, lại có một lá cứ phập phồng lên xuống. Nhóm người nọ nghi mới lấy chĩa xơm xuống thì bắt được một con sấu trắng tươi nằm sâu khoảng 2 thước. Con sấu này nằm trầm dưới sâu đặng tu. Họ bèn kéo sấu về làm thịt ăn. Về sau số người ăn thịt sấu thì tan quan hết, có người chết, có người đi biệt xứ. Số người này ăn nhầm con sấu tu tiến quá lên nên tội lớn. Cũng như vậy, nếu người ơn của mình hoặc bậc thượng đẳng, bậc hiền lành mà mình xúc phạm tới thì tội hơn là kẻ dữ, kẻ ác. Phần 10. Quân tập chủng tử. Hành động là sản phẩm của tư tưởng, là kết quả của ý tưởng mình. Vì vậy, nếu mình thay đổi các tư tưởng tốt, bỏ các tư tưởng xấu thì gọi là quân tập chủng tử. Quân tập chủng tử gồm có quân sanh, quân trưởng và hiện hành. Quân sanh là mới khởi ý tưởng, quân trưởng là ý tưởng đó chín mùi, và hiện hành là thực hiện việc đó. Thí dụ như mình thấy người ta tu hiền lành mà thảnh thơi an vui, hiện giờ mình chưa tu, mình thấy thích thì đó là mình quân tập chủng tử tốt trên đường tu chứ chưa tính tu. Việc đó lặp đi lặp lại hoài, mình có ý tưởng khi nào rảnh sẽ tu. Khi quân trưởng đã lớn lên, ý chí được nung đúc nhiều lần, ý tưởng đã chín mùi, hột giống đã già rồi, thì sinh ra hiện hành là mình đi tu. Lúc đó quân sanh và quân trưởng trở thành hành động. Mình thấy việc gì mà có ý muốn là khởi quân tập chủng tử. Khi nãy nói đến thiện ác là nhân sanh quả, bây giờ nói sâu hơn, sở dĩ mình làm việc đó tại vì có chủng tử quân tập trong tâm hồn mình. Quân tập một lần thì chưa thành quả, mà phải nung đúc trưởng thành lên mới sinh ra hiện hành, tức là hành động kết quả của tư tưởng của chủng tử. Hiện hành rồi thì việc này nó trở thành nhân, rồi hậu quả của hiện hành là quả. Nhân quả liên tục như con gà đẻ ra trứng gà, rồi trứng gà nở ra con gà, không việc nào trước việc nào sau, liên tục hoài không chấm dứt. Sở dĩ có quân tập chủng tử là do cảnh sanh tâm. Có một ông bị bắt giam, thấy cảnh tù đài mới nhớ lại tại mình phạm pháp giờ phải bị tù. Nếu mình tu hiền như mấy người bạn hiền, giờ lo học đạo, làm rẫy bái yên vui, đâu phải lo cải sửa. Đó là cách quân tập chủng tử do cảnh sanh tâm. Chủng tử này lớn dần chín mùi, sau đó ông này quyết định đi tu, tức sinh ra hiền lành, tức tâm sanh cảnh. Hai việc này trái ngược nhau, lúc trước cảnh sanh tâm, còn giờ là tâm sanh cảnh. Mình mến đạo quá, nhất định ngày nào đó mình sẽ đi tu. Hai người ăn trộm đều bị bắt bỏ tù. Một người thì nghĩ tại mình đi theo con đường xấu, nếu tu thì đâu phải như vậy, giờ phải cải sửa lại, đó là quân tập chủng tử tốt. Còn người kia nghĩ mình dở, đi không khéo, lựa không đúng giờ và điều nghiên không kỹ nên mới bị bại lộ, sao phải điều nghiên lại cho kỹ. Họ cũng quân tập chủng tử, nhưng đây mới chỉ là hạt giống, thực ra cũng là kết quả của quá khứ, của quá trình của mình. Mình có tâm hướng thiện hay tâm hướng ác thì ngay giờ mình quân tập chủng tử cũng theo hướng đó vậy. Cũng nói trong chiều sâu, người tu nếu lưu tâm đến quân tập chủng tử sẽ khỏi bị kết quả xấu. Đó cũng là lý do chuyển họa thành phước. Tuy ở trong tai họa bị giam cầm hay đau ốm, nhờ quân tập đó mà trở lại con đường lành.
chuyển họa làm may hay chuyển họa làm phước là vậy. Hoặc ngược lại, trong cái phước đó mà thành họa, như hồi trước mình làm việc phước, giờ giàu có, tính gì được nấy, làm gì thành công đấy. Trong hoàn cảnh đó, mình đâm ra tự đắc, nghĩ mình có tài, nên tính việc làm xấu cho mau phát đạt hơn. Người có uy thế và tiền bạc rất dễ làm ác, bởi thế quân tập chủng tử xấu thì chuyển phước thành họa. Tóm lại, tùy theo quân tập chủng tử tốt hoặc xấu mà ta có thể chuyển họa thành phước hoặc chuyển phước thành họa. Giờ ta thử xét xem chủng tử xấu có diệt được hay không. Chúng ta đã biết cách quân tập chủng tử rồi, hoặc tốt hoặc xấu, mà những chủng tử xấu lỡ quân tập rồi, chúng ta có thể diệt được hay không? Trong sách nhà Phật, muốn diệt những chủng tử xấu thì phải luôn luôn quân tập những chủng tử tốt đối nghịch, đối lập với nó, không để nó sinh ra hiện hành. Một là không để chủng tử xấu sinh ra hiện hành, hai là quân tập chủng tử tốt để nó trấn áp lại. Thí dụ, đánh người ta lỡ rồi muốn đổi quả xấu thì khó, chứ còn nghĩ muốn đánh nó mà chưa đánh thì đổi lại được. Nhân quả đổi được ở chỗ nội tâm. Đánh người ta rồi nói về để đổi lại thì không được. Nó còn ở trong chủng tử thì dễ đổi. Nếu mình gây nghiệp quả bất lành thì đời đời kiếp kiếp biết khi nào yên được. Mình nên tha thứ nhau bằng cách quân tập chủng tử tốt lại, đối nghịch để diệt chủng tử xấu. Nó quân sanh mà không được quân trưởng thì từ từ hột giống non xấu đó sẽ úng luôn, không thành hình được và không lên được. Khi một chủng tử sanh ra hiện hành rồi thì nó có sức tự biến. Nhiều tự biến giống nhau thành ra cộng biến. Hễ tự biến thì có biệt nghiệp, mà biệt nghiệp thì có biệt quả. Còn cộng biến thì cộng nghiệp, mà cộng nghiệp thì cộng quả. Thí dụ trước kia nhà mình chứa bài, giờ mình quân tập chủng tử lành tốt hơn. Chừng chủng tử sinh ra hiện hành là mình nhất định tu, thì nó có sức tự biến, là ngôi nhà đó không còn gọi là nhà chứa bài nữa, mà gọi là nhà tu. Gia đình đó giờ gọi là gia đình tu hành. Nó có sức tự biến đổi hoàn cảnh của mình đi. Sức tự biến đó thành ra biệt nghiệp của mình, rồi có biệt quả. Nhiều cộng biến giống nhau, tương đồng với nhau, sinh ra cộng nghiệp. Cho nên các bậc cứu đời cũng dùng sức tự biến điên của mình mà gây nên cộng biến. Mình tự làm sáng tỏ đạo đức nơi lòng mình rồi, đem điều đó ra phổ hóa cho nhiều người đồng hưởng ứng, việc đó thành ra cộng biến. Nhiều hiện hành giống nhau, nhiều tự biến giống nhau, gây thành cộng biến. Người ta nói xóm đó là xóm đạo, làng đó là làng đạo, xứ đó là xứ đạo, do nó có sức biến đổi. Hễ cộng biến thì có cộng nghiệp và cộng quả. Thí dụ trong việc loạn ly là cộng nghiệp, ai cũng phải chạy, cũng phải tan nhà nát cửa. Nhưng mà trong cộng nghiệp đó nó có biệt nghiệp riêng. Có người chạy đi rồi về trở lại thấy nhà cửa còn nguyên, đồ đạc không thất thoát, không bị thương tích. Có người về tan hoang hết sự nghiệp, bị thương tích què quặt tật nguyền. Có người sự nghiệp còn nhưng bị thương tích. Cùng chung một cảnh loạn ly là cộng nghiệp, nhưng trong đó có biệt nghiệp riêng của mỗi người. Cộng nghiệp dung hòa nhau và trả chen với nhau, chứ không phải ai cũng giống như nhau. Bậc siêu nhân cũng dùng sức tự biến của mình để khơi lên sức tự biến của quần chúng. Tự biến làm nên cộng biến để có cộng nghiệp làm thay đổi thế giới, chứ một mình không làm được việc. Thánh nhân cũng thay đổi được thời thế, không phải nhờ ở phù chú hay phép tắc gì, mà nhờ dùng sức cảm hóa tất cả mọi người chung quanh mình, đồng thời có một tư tưởng quan niệm, một đường hướng để gây thành cộng biến đó. Trong 37 phẩm trợ đạo của Đức Phật dạy, có phẩm tứ chánh cần là bốn điều rất cần thiết và cũng rất khế hợp với nhân quả. Việc ác chưa sanh đừng cho sanh. Mình chưa quân tập thì đừng quân tập, đừng cho nó sanh ra. Việc ác đã sanh mau đoạn dứt. Lỡ quân tập chủng tử xấu rồi phải trừ, phải mau chấm dứt nó bằng cách quân tập chủng tử ngược lại. Việc lành chưa sanh hãy mau sanh. Mình chưa có chủng tử tốt hãy mau quân tập cho có. Có chủng tử tốt mới có việc làm tốt được.
việc lành đã sanh hãy tăng trưởng. Đã có chủng tử tốt, hãy phấn đấu làm cho nó tăng trưởng thêm lên. Đây là bốn mục chánh yếu mà Phật dạy trong tứ chánh cần. Nó cũng như nhân quả, mà nhân quả ở chiều sâu, từ tư tưởng sanh ra hành động. Tứ chánh cần này cũng liên quan đến quân tập chủng tử. Chủng tử là hạt giống để sanh ra kết quả tốt. Đến đây bác hai tạm kết luận về nhân quả. Học hiểu tỏ tường luật nhân quả, chúng ta sẽ được những việc sau đây. Một, không tạo ác nghiệp, dựng chí tu tiến. Mình biết rõ mình là chủ nhân ông, số kiếp của mình thành ra vững vàng, tu tiến không tạo nghiệp ác, vì tạo thì nhận quả khổ. Do đó, dù lợi lộc bao nhiêu cũng kiên quyết không tạo nghiệp ác, vững chí tu tiến, dù gian nan cách mấy, vì mình biết rõ nhân nào quả nấy. Hai, không tự hào lúc giận thới. Trong lúc mình may mắn, được thời cũng không tự hào, vì mình biết đó là nhân quả, không ỷ lại tài và không tự đắc. Ba, không oán than cơn bỉ cực. Mình tu hiền, không gây gổ với ai, lúc nào cũng nhịn, mà họ còn mắng mình như vậy cũng là ít. Nếu mình hung dữ, có khi còn xảy ra việc đánh lộn hoặc tới mức nào nữa. Nó lớn về không gian và kéo dài thời gian nữa. Việc nhỏ thành ra việc lớn và kéo dài tới kiếp sau. Mình biết vậy nên vui trả món nợ tiền thiên, vì nó giảm rất nhiều và không phiền trong tâm. Mình thiếu nợ 10 triệu mà chỉ trả 1 triệu là huề thì không còn gì phải mặc cả. Nếu không tu thì không biết trả đến mức nào nữa. 4. Không mê tín dị đoan. Mình biết mình là chủ nhân ông của đời mình rồi nên không mê tín. Con người sống nhờ nghiệp riêng của mình chứ không phải do trời hay vua chúa ban cho được. Chính mình chủ động trong cuộc sống của mình. 5. Biết cách làm giảm quả khổ và tăng quả vui. Về phạm vi trợ duyên, việc tu hiền của mình hiện tại gây thành môi xinh đẹp trợ duyên cho giống lành tăng và hạ giảm giống khổ. Chính cái hạnh kiểm hiền lành của mình sẽ làm giảm quả khổ và làm tăng thêm quả vui. Nếu có bạn lành, không biết tiền kiếp có duyên nghiệp với nhau như thế nào mà bây giờ thấy nhau thương yêu giúp đỡ nhau, thay vì giúp đỡ có 5 phần mà giúp mình tới 10 phần, vì hiện giờ thấy mình hạnh kiểm quá tốt, đó là tăng quả vui và giảm quả khổ. 6. Biết cách xây dựng tương lai theo ý muốn. Biết rõ nhân quả nên mình biết cách xây dựng tương lai bằng cách gieo nhân tốt hiện tại để hưởng quả về sau. Nếu mình trồng ớt mà muốn trổ trái cam thì việc đó không có được. Muốn ăn cam thì gieo cam, muốn ăn ớt thì gieo ớt. Biết xây dựng tương lai theo ý muốn của mình. Học nhân quả xong rồi, chúng ta hãy quyết định trước khi làm điều gì, hãy xem xét đến hậu quả của nó. Ta xem xét việc đó có hậu quả thế nào, rồi hãy bắt đầu làm. Giờ xin bàn luận rộng thêm một hai câu chuyện vui về nhân quả. Có người hỏi bác hai như sau: Bác hai, mình đau rồi mình uống thuốc cho mạnh, không biết có sai việc nhân quả hay không bác? Bác hai trả lời: Nhân quả mình có thể làm tăng giảm, được nói về phần trợ duyên. Bác nói một cách cụ thể hơn: Hồi mình gieo nhân khổ, tại vì mình ngu nên mới gieo nhân ác gặp quả khổ. Giờ mình khôn rồi có thể làm nhẹ lại, vậy nó cũng hợp với lẽ phải, hợp với nhân quả. Mình hiểu rành rành nhân quả nó có nhiều cái lợi lắm. Mình biết cách xây dựng tương lai, tránh bớt các nghiệp khổ. Nếu có phạm tội mình cũng biết cách làm cho nó nhẹ đi. Có một quyển kinh kể lại chuyện đối đáp giữa nhà vua và một vị hòa thượng như sau. Vị hòa thượng nói: Mình thông hiểu luật nhân quả, giờ mình có phạm tội nó cũng nhẹ. Vua bèn nói: Vậy những người nào biết luật mà phạm luật thì trẫm không phạt nặng, còn những người không biết luật mà phạm luật thì phạt nặng hơn hay sao? Vị hòa thượng không trả lời câu nói đó mà hỏi lại nhà vua: Một người biết lửa nóng và một người không biết lửa nóng,
vậy hai người cùng bọc lửa thì ai phỏng nặng hơn? Người không biết lửa nóng phỏng nặng hơn. Vị hòa thượng nói, cũng như mình đã học qua sự nặng nhẹ của nghiệp sát, cùng là một công việc mà người tội nặng người tội nhẹ, do đó học nhân quả có lợi, làm mình tránh bớt đi những nghiệp nặng nề của mình. Ở đời nhiều khi không thể không làm những nghiệp sát, thí dụ như làm ruộng phải xịt sâu, phun thuốc sát trùng chẳng hạn, những việc này không tránh được. Nhưng người hiểu luật nhân quả có thể làm giảm đi những quả báo khổ, cái nhân ác của mình. Bác Hai có người bạn là anh Hai làm ruộng, giết cua dữ lắm. Những con cua nào ở trong ruộng ảnh thì ảnh mới giết, còn đi dọc đường gặp cua hay cua ở chỗ khác thì không động tới. Ảnh thường nói nó không dính líu tới mình thì mình giết làm chi, kẹt lắm nó ở trong ruộng mới phá, mới bắt giết nó thôi. Còn có những người cứ gặp cua là đập là bắt, không cần nó ở ruộng ai và từ đâu đến, vì họ quán nó. Thành ra nếu mình biết việc tội phước mà dạng nhất phải làm chuyện tội, thì kẹt lắm cũng làm chuyện đó trong giới hạn nào cho nhẹ bớt đi. Đây là một đoạn văn dần tóm tắt về nhân quả. Ăn chanh muốn ngọt ngào không được, làm dữ mong có phước khó thay. Luật nhân quả rất tự nhiên, gieo hung hung nở, gieo hiền hiền sanh. Hiền sanh mọi việc an lành, hung nở mọi việc tan tành đau thương. Cho nên cần phải hiền lương, dù rằng gặp phải những trường hợp nào. Thanh Sĩ. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Chuyện Phật Giáo. Mời quý vị theo dõi câu chuyện Tu Từ Gốc. Bây giờ, có một vị khất sĩ trẻ tuổi với bản tính ngu si, chất trực thô lỗ và chưa hiểu pháp yếu. Lại nữa, tính dục của ông ta rất hãy hừng và chẳng thể kiềm chế bản thân. Do bởi việc này mà ông ta khởi sinh phiền não, không thể định tâm tu tập được. Có một ngày, vị khất sĩ ấy ngồi xuống và nghĩ thầm, mình phải cắt bỏ nam căn thì sau đó tâm sẽ thanh tịnh và mới có thể thấy dấu đạo. Và thế là vị khất sĩ ấy liền đến nhà của một thí chủ nọ và hỏi mượn cái rìu. Sau đó ngài trở về phòng và đóng cửa lại, rồi cởi y phục ra, ngồi trên một tấm ván và muốn chặt đứt nam căn của mình. Vị khất sĩ ấy lại nghĩ, do cái nam căn này mà khiến mình phải khốn khổ, trải qua vô số kiếp sinh tử, thọ khổ ở ba đường ác và luân hồi trong sáu đường, tất cả đều do sắc dục. Nếu bỏ nam căn thì sẽ không còn nhân duyên của luân hồi và chắc sẽ đắc đạo. Đức Phật biết do bởi ý niệm ngu si của ông ta nên mới làm như thế. Ngài đã chẳng biết rằng tu hành cần phải chế phục tâm. Tâm là nguồn gốc. Vị khất sĩ ấy đã chẳng biết rằng nếu đoạn nam căn thì sẽ có thể bị chết, tự hại chính mình và sẽ đọa đường ác để chịu mãi đau đớn. Bây giờ Thế Tôn tiến vào phòng và liền hỏi vị khất sĩ rằng, ông đang muốn làm gì? Vị khất sĩ ấy liền vội bỏ rìu xuống, mặc y phục vào rồi đảnh lễ Phật và kể lại sự việc của mình. Thưa Thế Tôn, con học đạo đã lâu rồi nhưng vẫn chưa đắc đạo. Mỗi lần ngồi thiền để tư duy về đạo thì bị sắc dục che phủ và dương khí cực thịnh. Tuy mắt đã nhắm nhưng trong lòng mê muội và chẳng hiểu đạo lý của trời đất. Sau đó con suy xét lại và ăn năn tự trách rằng việc này đều do sắc dục. Thế là con đã đi mượn một cái rìu và muốn chặt đứt nam căn của mình. Phật bảo vị khất sĩ đó rằng, sao ông quá si mê và chẳng hiểu đạo lý như thế. Nếu ai muốn cầu đạo, trước tiên hãy đoạn trừ si mê của mình, rồi sau đó hãy chế phục tâm. Tâm là nguồn gốc của thiện ác, cho nên những ai muốn đoạn trừ gốc của tâm, trước tiên hãy chế phục tâm của mình. Khi tâm an định và ý liễu giải, sau đó họ sẽ đắc đạo. Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng, trước đoạn tâm tham ái, kiêu mạn và tà kiến,
diệt sạch mọi kết sử, đó là thượng đạo nhân. Phật bảo vị khất sĩ đó rằng, trong 12 nhân duyên, vô minh là gốc, vô minh ngu si là gốc của mọi tội ác. Bậc trí tu hành ở gốc, trước tiên hãy đoạn trừ vô minh ngu si, rồi sau đó ý sẽ định. Khi Phật nói lời ấy xong, vị khất sĩ cảm thấy xấu hổ và liền ăn năn tự trách. Thưa Thế Tôn, bấy lâu nay con ngu si làm mê muội và chẳng hiểu Phật Pháp nên mới nông nổi như thế. Hôm nay con nghe được lời dạy của Phật, thật là vi diệu tay. Ngay sau đó, Ngài tu tập chính định, nội tâm tư duy và quán hơi thở ra vào. Khi đã chế ngự tâm, điều phục các căn và lấp kín mọi dục niệm, ý của Ngài liền được chuyên nhất và ở trước Đức Phật mà thành bậc ứng chân. Câu chuyện Pháp tu tâm chổi quét. Chu Lợi Bàn Đặc và Maha. Là hai anh em sinh đôi, sinh ra trong một gia đình Bà La Môn ở thành Xá Vệ. Người anh cả có trí thông minh hiếu học, còn đứa em tên là Chu Lợi lại chậm lục, không biết đọc, biết viết. Tất nhiên không thể làm tròn trách nhiệm người con thuộc một gia đình tu sĩ. Sau khi người cha mất, hai người con trai gặp một đệ tử của Đức Phật Thích Ca và không bao lâu sau, người anh trở thành tu sĩ, được theo chân Đức Phật và được gia nhập giáo hội. Trong lúc đó, Chu Lợi cũng lui tới, nhưng chỉ biết dành ăn với chó mèo mà thôi. Người anh lớn hỏi ý kiến Ngài A Nan, thị giả của Đức Phật, rằng liệu một kẻ có trí khôn tệ hại như Chu Lợi có được phép gia nhập tăng già chăng? Tôn giả A Nan nói, đem em người lại cho Đức Thế Tôn và trực tiếp hỏi ý kiến của Ngài. Lúc đầu Chu Lợi không dám gặp Đức Phật vì tự thấy mình không xứng đáng và quá ngu dốt, nhưng nhờ người anh chỉ rằng giáo pháp này lấy lòng từ bi làm chính, nên cuối cùng Chu Lợi mới chịu. Chu Lợi đến gặp Đức Phật một cách sợ sệt. Chỉ nhìn qua, Đức Phật đã thấy ngay tính khiêm tốn và lòng nhân hậu của con người tuổi trẻ này và cho phép Ngài A Nan thu nhận làm môn đồ. 3 tháng trôi qua, anh chàng Chu Lợi tội nghiệp vẫn không sao thuộc nổi một câu kinh mà bất cứ kẻ chăn cừu nào cũng thuộc được. Trong lúc đó thì các vị tăng sĩ trẻ tuổi đã thuộc nằm lòng từng chồng kinh sách. Chu Lợi thất vọng hỏi ý kiến Ngài A Nan. Ngài A Nan vừa mới giải thích xong thì đã nhận ra rằng Chu Lợi không thể lĩnh hội gì cả, không có câu nói nào nằm lại trong óc chàng. Tôn giả A Nan tự nhủ, người này gia nhập giáo hội để làm gì khi không thể nhớ điều nào trong đầu. Ngài A Nan chỉ ban phước cho Chu Lợi và cho chàng nghỉ việc. Chàng thất vọng ra ngồi khóc ở vườn cam, khóc mãi cho đến khi Đức Phật đi qua. Đức Phật biết ngay những gì vừa xảy ra và khuyến khích Chu Lợi kể lại câu chuyện. Chàng thúc thích, không hiểu điều gì đã xảy ra với con. Con muốn trở thành đệ tử của Thế Tôn và muốn học pháp của Ngài, thế mà con không nhớ được điều đơn giản nhất. Nghiệp nào làm con không thể hiểu biết được thưa Ngài? Đức Phật giải thích, trong kiếp cuối cùng, chàng là một Bà La Môn thông thái và là người tự cho mình tài giỏi hơn thiên hạ, chê trách không hết lời những quan điểm của người khác. Quá chủ quan, chàng tự cho mình là đạo sư và truyền bá các quan điểm sai lầm, làm nhiều kẻ tầm đạo phải lạc lối. Vì sử dụng sai lạc sức mạnh của tư tưởng, Chu Lợi phải nghiệp báo trở thành kẻ ngu dốt trong kiếp này và bị nhiều người chê bai. Chu Lợi đáp, làm sao con thoát ách nạn này? Đức Phật trả lời bằng câu kệ, được bậc hiền giả hướng đạo, tốt hơn là được kẻ khờ ca tụng. Ai biết rằng mình còn vô minh dại dột, kẻ ấy mới là một hiền giả đích thực. Ai tưởng mình là một hiền giả dù không nói ra, thì đích thực là một kẻ dại khờ. Sau đó Chu Lợi được Đức Phật đích thân chỉ dạy, nhằm làm sáng tỏ đầu óc của Chu Lợi. Phật bảo chàng ngồi mỗi ngày
đều quét tinh xá và quét các đường đi xung quanh. Trong công việc đó, chàng chỉ nên nhớ hai câu duy nhất: phủi bụi, trừ dơ. Ngoài ra, Chu Lợi phải chùi sạch tất cả giày dép của các vị tăng sĩ khác. Vừa mới cầm chổi quét, chàng liền quên ngay hai câu kệ. May thay, chàng gặp Tôn giả A Nan đang ngồi giữa sân tinh xá và nhờ nhắc lại hai câu đó. Sau một thời gian dài, Chu Lợi mới thuộc được hai câu này. Vài tháng sau thì chàng thuộc lòng và lúc nào cũng lẩm nhẩm câu này, trong khi tay cứ quét bụi và chùi giày từ đôi này qua đôi khác. Đức Phật để tâm quan sát sự cố gắng của vị tiểu tăng này và có cách làm cho lúc nào tinh xá cũng đầy bụi và giày dép lúc nào cũng lấm bùn, để Chu Lợi có việc làm liên tục từ sáng đến tối. Với sự cẩn trọng và tha thiết, qua 6 năm, Chu Lợi từ từ đi vào chiều sâu của câu nói. Thế Tôn nói bụi là muốn nói bụi ở bên ngoài hay bên trong, mà bụi ở bên trong là gì? Đó là các phiền não, tham, sân, si, áo, mạng, nghi, tà, kiến. Trừ sạch được các bụi dơ đó mới thật là khó. Vì người kiên trì và đầy đủ trí tuệ thì không thanh trừ nổi. Cứ thế, chàng trở thành người đệ tử chuyên sâu nhất. Đồng thời, chàng vẫn miệt mài chu đáo đi phụng sự các bạn đồng tu. Ngày nọ, Chu Lợi tung chổi quét bụi và tâm thức đại định của chàng đã đạt đến mức rất sâu, thì một câu kệ của Đức Phật bỗng nhiên bừng sáng, trở thành một câu kinh đầy ý pháp, một câu chàng không biết và cũng chưa bao giờ nghe. Tham mới gọi là bụi, chứ không phải bụi này. Tham mới thật đồng nghĩa với chữ bụi thường dùng. Hỡi các tỳ kheo, hãy từ bỏ bụi này, hãy sống trong giáo pháp của vị không bụi bẩn. Sân mới gọi là bụi, chứ không phải bụi này. Sân mới thật đồng nghĩa với chữ bụi thường dùng. Hỡi các tỳ kheo, hãy từ bỏ bụi này, hãy sống trong giáo pháp của vị không bụi bẩn. Si mới gọi là bụi, chứ không phải bụi này. Si mới thật đồng nghĩa với chữ bụi thường dùng. Hỡi này các tỳ kheo, hãy từ bỏ bụi này, hãy sống trong giáo pháp của vị không bụi bẩn. Chu Lợi nghe các lời kệ đó và chợt nhận ra rằng cái tôi giả tạo do ba thứ tham đắm, tham, giận dữ, có nghĩa là sân, và vô minh là si, sinh ra. Như một người tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, chàng thấy rằng lâu nay mình cứ tự động hòa mình với cái tôi. Cái đó không gì khác hơn là một lớp dơ bẩn mà chàng vừa quét đi. Rõ như ban ngày, hoàn toàn đã rõ ràng. Cảm tạ Đức Thế Tôn. Chàng đứng đó, tay còn cầm chổi, nhưng đã đi xuyên suốt hết các tầng bụi bặm của tâm để trở về với tự tính, tâm thanh tịnh, vô nhiễm. Qua thời gian rèn luyện, Chu Lợi phủi sạch được ba độc tham sân si từ trong đáy lòng. Trước ngũ dục, Chu Lợi không động tâm, không ý niệm phân biệt hận thù, ganh ghét, đố kỵ, tâm nhập với pháp lý giới bình đẳng, dứt hết vô minh, hoàn toàn giải thoát. Để nhờ Phật ấn chứng, Chu Lợi đến trước Phật bái yết và trình bày sự chứng ngộ. Đức Phật tán thán Chu Lợi và họp đại chúng dạy rằng: Này các tỳ kheo, người đọc tụng hàng ngàn quyển kinh nhưng không hiểu được ý nghĩa của kinh, cũng không theo ý kinh để hành trì, ích lợi không bằng việc chỉ đọc một câu kệ mà thấu rõ nghĩa lý và quyết tâm hành trì. Chu Lợi bàn đặt trước đây rất ngu muội, nhưng giờ quyết tâm thọ trì một câu kệ ngắn mà được nhập chứng. Chu Lợi là một tấm gương sáng cho tất cả noi theo trên bước đường tìm cầu đạo lý, nhập thánh siêu phàm. Trong các đệ tử, Đức Phật xem kẻ quét bụi Chu Lợi là người khôn khéo nhất khi chuyển hóa tâm thức. Ngày nay, người ta vẫn nói, những ai muốn phát triển tâm thức nên thành tâm cầu nguyện đến sự gia trì của A-la-hán Chu Lợi,
nhất là khi nghe giảng pháp mà họ không hiểu cũng chẳng nhớ gì. Tôn giả Chu Lợi là một thí dụ lịch sử sinh động nhằm chứng minh rằng lòng từ bi và tâm chí thành tha thiết thực hành Phật Pháp có khi quan trọng hơn một đầu óc tri thức thế gian sắc sảo. Trưởng lão Chu Lợi bàn đặt, tiếng Phạn là Kula Panthaka, tiếng Tạng là Chunda, là một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật với danh hiệu Bậc Liễu Nghĩa Đệ Nhất. Trong Tăng Chi, chương 1 Pháp liệt kê các vị tỳ kheo đại đệ tử, Ngài Chu Lợi được nhắc đến 2 lần. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta, có thể dùng ý hóa thân, tối thắng là Kulapanthaka. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta, thiện xảo về tâm thắng tiến, tối thắng là Kulapanthaka. Trong Tăng Nhất A Hàm, chương 1 Pháp thuộc Hán Tạng cũng có đề cập đến Ngài. Tỳ kheo bậc nhất trong chúng thanh văn của ta, về tài hay thay đổi hình dạng, tạo mọi thứ biến hóa, chính là tỳ kheo Chu Lợi Bàn Đặt. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Quý vị. Bốn anh em. Một gia đình nọ có bốn huynh đệ. Người anh cả trước 40 tuổi chuyên sát sinh ăn thịt, tính trong thập ác nặng hay nhẹ gì cũng đều phạm, không ác nào mà chẳng làm. Đến 40 tuổi, nhờ đọc Lục Tổ Đàn Kinh mà phát tâm tu hành, tính đến nay đã 20 năm. Tuy trải qua đủ mài dũa gian lao, nhưng anh trọn chẳng thối tâm. Anh kể cho các bạn đồng tu nghe, mình đã nhớ ra nhiều đời trước từng là đệ tử Phật, do dâm tâm chưa đoạn nên bị đọa làm rồng. Đến đời này được gặp lại Phật Pháp nhờ Bồ Tát Quan Thế Âm từ bi cứu độ mà biết đường về nhà. Nếu không nhờ tu học theo Phật Pháp thì chắc chắn mãn đời này anh sẽ vào bụng bò, dê, do anh ăn thịt bò, dê quá nhiều nên biết mình chết rồi ắt sẽ làm bò, dê. E là phải nếm cảnh bị lột da xẻ thịt mấy trăm lần, rồi tiếp theo phải làm heo để trả nợ, kế đó là làm cá, tôm, kiến, trùng, muỗi, vân vân.
nghĩa là phải làm súc vật vô số kiếp để trả nợ sát sinh. Như vậy thì biết đến bao giờ mới được mang thân người trở lại? Có tính cũng không tính xuể. Nhờ tu mà anh mở sáng túc mệnh, nhìn thấu các đời. Anh kể về chú hai em mình lúc 30 tuổi bị chết vì bướu não. Anh nhìn ra chú hai vốn là từ trong loài heo tới, giờ lại đầu thai làm heo nữa, chính là con heo trắng đầu to trong nhà. Biết rõ điều này rồi, vì thương em nên anh thiết lập bàn hương án, chí thành lễ Phật quỳ tụng 108 biến chú Đại Bi cầu cho em. Sau đó anh theo dõi thì thấy con heo trắng đầu to bỗng lăn ra chết bất ngờ và được sinh lên cõi trời. Anh nhìn thấy rõ cảnh chú em hiện giờ đang quét vườn hoa. Anh nói thầm, được ở trên trời thì dù có quét hoa viên cũng còn sướng hơn là bị đọa trong cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Anh hy vọng nhị đệ dưới lực gia trì của chú Đại Bi tương lai sẽ về nhân gian tu hành, học Phật, xuất ly tam giới, viên thành Phật quả. Phần chú ba và chú tư, ngay từ lúc bé đã không ưa chơi đùa cùng nhau. Lớn lên thường hay vì chút chuyện nhỏ mà đánh nhau, nên nhiều lần bị cha mẹ trách mắng. Sau khi họ thành gia rồi, lại vì nhà đất mà tranh giành, gây hấn nhau suốt mấy mươi năm. Anh cả dùng đủ cách giáo hóa mà chú tư tuy có tin Phật, nhưng nếu buộc phải bỏ tranh chấp thì khó hơn lên trời. Anh cả kể, hai chú em này kiếp trước là hai con rồng xanh, kiếp đó họ cũng không hòa thuận, một bề gây đánh nhau cho đến khi đầu thai vào nhân gian. Kiếp này nếu họ không hóa giải oán hận, thì chắc chắn do những ác nghiệp đã tạo, họ sẽ xuống địa ngục. Rồi từ địa ngục lên sẽ đọa vào súc sinh, tiếp tục tranh đấu giằng dai không dứt. Anh cả tâm sự, mình đã khuyên giải họ hơn 20 năm nay mà vô hiệu. Đây là do bởi nhiều đời họ tạo nghiệp ác sâu nặng, đối với Phật Pháp không có lòng kính tin. Gia đình tụ hội cùng nhau là do thiện duyên hay ác duyên, vô duyên thì không tụ. Hoặc vì đòi nợ hay trả nợ mà tìm đến, không nợ thì chẳng tới. Sau này, anh cả đã vì cha mẹ và hai em tụng 108 bộ kinh Địa Tạng. Hai tháng sau, mẫu thân bắt đầu thay đổi trước tiên. Tiếp theo là chú ba, chú tư quyết định buông bỏ oán thù xưa, không còn tranh giành ầm náo với nhau nữa. Cho dù đây chỉ là bắt đầu, nhưng mối oán kết suốt hơn 30 năm được chuyển hóa trong một ngày, đây không thể không ca ngợi uy thần công đức của kinh Địa Tạng. Tôi kể câu chuyện có thực này ra là mong các đệ tử Phật sớm buông bỏ hết mọi ân oán cá nhân, đừng do dự nữa. Vì một khi vô thường tới, những ân oán chưa kết thúc này sẽ biến thành chướng ngại mạnh mẽ, ngăn cản bạn ra khỏi tam giới. Có câu rằng, chịu thiệt thòi chính là chiếm ưu thế. Buông xả chính là được tất cả. Xả có nghĩa là quên triệt để tất cả hận, yêu trong dĩ vãng, đắc quả liễu sinh thoát tử, lìa khổ được vui. Bất kể bạn sinh ra là nữ hay nam, bạn đâu biết lúc nào mình chết. Cho dù có sống đến trăm năm, bạn cũng không rõ cách chết của mình ra sao. Là bệnh hoạn hành chết hay bị hoạnh tử, hoặc chết lành, đã có sinh thì phải có tử. Bất kể cả đời bạn sống trong nghèo túng hay vinh hoa phú quý, thì cuối cùng rồi ai cũng phải lìa đời tay không, ra đi trong tiếng khóc vĩnh biệt của thân quyến, giống như bài Hảo Liễu Ca đã viết. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, duy có công danh quên chẳng được. Vui dày thuở xưa nay đâu rồi, chỉ có mồ hoang xanh cỏ thôi. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, duy có tiền vàng quên không nổi. Trọn ngày chỉ hận trữ chưa đầy, mê mãi đến khi nhắm mắt ngủm. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, nhưng nào có quên được yêu đương. Sống nghe bạn tình nói mật đường, mình chết rồi họ theo người khác.
Người đời đều hiểu thần tiên tốt, nhưng luyến cháu con buông không được, si tâm phụ mẫu đeo mang nhiều, nhìn đi được bao con cháu hiếu. Đây là bài ca mà đạo nhân hay ngâm nga, giải thích rất rõ. Vạn sự trên đời, liễu tức ngộ là tốt nhất. Nếu muốn tốt thì tu cho liễu. Chữ liễu trong đây chính là khai ngộ, buông tất cả thế gian, tu đạo bồ đề, lìa khổ được vui, tức là liễu, cũng là hảo. Thế gian chớ vội phê bình người tin Phật là kẻ chán đời, không có tâm hướng thượng. Ngược lại là khác, người tin Phật chân chánh luôn có nhiều cống hiến tốt đối với xã hội quốc gia. Bởi việc họ nghĩ đến đầu tiên là lợi ích của quốc gia, là chuyện được mất của tha nhân. Bao giờ họ cũng nghĩ cho người trước nhất và lấy lợi ích của tha nhân làm lợi ích của mình. Vì vậy, việc người Phật tử cần làm trước tiên là phải nghĩ cho chúng sinh, dùng lòng từ bi bình đẳng mà đối với tất cả chúng sinh, tuyệt không có lòng muốn ăn thịt chúng sinh. Người học Phật chân chính nhất định là không có chút mảy may dị kỷ, chuyên nghĩ đến lợi người, luôn tuân thủ kỷ luật, giữ phép tắc, hiếu kính song thân. Như vậy mới là người học Phật có chánh tính, chánh tri, chánh kiến, chánh hạnh. Nếu là người sơ cơ muốn nghiên cứu kinh Phật, tôi đề nghị trước tiên bạn nên tìm đọc Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh do Ngài Tuyên Hóa giảng. Hãy nghiên cứu cho tỉ mỉ, kỹ càng. Tôi chắc rằng bạn sẽ ưa thích Phật Pháp. Bạn chỉ cần chăm chỉ đọc bộ kinh này thì đã có thể tăng trưởng trí huệ, có được hỏa nhãn kim tinh, là đôi mắt sáng thần kỳ. Bất kể yêu tà nào cũng bị bạn nhận ra, nhìn thấu hết. Đương nhiên, nếu có chút sai lệch, thì bản thân bạn cũng sẽ biết rõ thông suốt. Nếu bạn nghe người nói, kinh Lăng Nghiêm là giả, chẳng phải Phật thuyết, thì tuyệt đối không nên tin. Vì người tuyên bố kia chưa làm được những điều như trong tứ trọng thanh tịnh minh hối nơi kinh Lăng Nghiêm dạy, nên họ rất sợ mọi người khi đọc kinh Lăng Nghiêm sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của họ. Nếu lời này là sai, tôi xin chịu đọa địa ngục. Xem kinh rồi thì bạn hãy bắt đầu thử bỏ mặn ăn chay chừng nửa tháng xem. Tôi không dám nói thử làm một tháng vì sợ bạn thiếu kiên nhẫn không làm nổi. Nhưng ít nhất thì khi đọc kinh Lăng Nghiêm, trước đó 3 ngày bạn hãy khởi sự bỏ mặn ăn chay. Như vậy càng biểu lộ tâm thành tôn kính Phật. Hằng ngày, những lúc rảnh thì bạn ngồi hay quỳ tụng một bộ kinh Địa Tạng. Nếu nhà có người bệnh nặng thì tụng cho người bệnh, nếu có thai phụ thì tụng cho thai nhi, nếu có đại khổn nạn lớn gì chưa thể giải quyết, chẳng hạn như vợ chẳng thể mang thai, công tác không thuận lợi, thì hãy vì những con vật mình từng đã giết, ăn qua mà tụng kinh. Bạn chỉ cần tụng thành tâm, ác sẽ có chuyển biến tốt. Bởi vì Phật Pháp là thuốc hay vi diệu không thể lường, mà bạn không phải tốn tiền nộp phí chữa trị. Tính ra nửa tháng hay một tháng bạn thí nghiệm bỏ mặn ăn chay đó, chẳng những không ảnh hưởng gì đến sức khỏe bạn, ngược lại còn khiến nó tốt hơn lên mà chẳng tốn tiền. Quả thực là thế. Nhất định bạn sẽ thấy được sức mạnh Phật Pháp và điều kỳ diệu không thể nghĩ lường. Nếu bạn thành tâm thực hành đúng như tôi khuyên mà không có cảm ứng thì quả là vô lý. Khi bạn chứng nghiệm được điều hay rồi, có tín tâm kiên định rồi, dần dần sẽ bước vào chánh đạo tu hành. Chúng ta tạo vô biên tội, chư Phật đều thấy rõ. Chỉ có sám lỗi trước, dứt lỗi sau, cải đổi tu sửa, mong nhờ lực gia trì của Phật, phát tâm bồ đề, nguyện như pháp tu hành mới có thể tiêu hết tội. Những người chuyên nghiên cứu tướng học, vừa thấy mặt hoặc xem tay bạn, thì có thể đoán biết vận mệnh bạn ra sao. Là bởi vì tướng mạo một người cũng tùy thuộc nhân gieo đời trước đến nay đã kết quả. Khi nhìn quả trổ, đương nhiên có thể suy ra nhân đã gieo. Thí như chúng ta thấy một người có tướng lưỡi rộng dài,
mềm mại hồng tươi. Khi lè ra, nếu có thể che mặt và liếm đến mí tóc, thì biết đây chính là một trong các quả lành do nhiều đời họ không nói vọng ngữ. Thực ra, không nói láo còn chiêu nhiều quả tốt khác nữa. Thí như lời nói ra người người đều tin. Do vậy mà chúng ta có thể căn cứ vào tướng mạo đặc trưng để nói ra số mệnh đặc định. Thực ra, có nói tới nói lui, thảy đều là tác dụng của luật nhân quả mà Phật từng thuyết giảng thôi. Nhưng tu hành có thể cải đổi số mệnh. Phật giáo chủ trương tất cả đều do tâm tạo. Mọi sự tùy thuộc nơi mình, chẳng chấp nhận hay cam chịu số mệnh. Bởi chỉ có chính ta mới có thể cải đổi số mệnh mình. Phật giáo không tán thành việc đoán mệnh xem tướng. Bởi vì việc khăng khăng tin chấp theo bói mệnh đoán tướng sẽ đóng bạn dính cứng vào định đặt của túc mệnh. Phật là bậc đại giác, là bậc thầy đức hạnh viên mãn của trời người, được gọi là Thế Tôn. Lời Ngài dạy chắc chắn không sai. Quan trọng ở chỗ, khi nghe Phật Pháp rồi, bạn không thể không hồi tâm quy hướng Phật, khéo nắm bắt thời cơ, lo điều chỉnh nhịp sống của mình hướng thượng, tiến đến nẻo quang minh. Phật Pháp luôn đem lợi lạc đến cho muôn loài, như trận mưa cam lộ rưới xuống, vạn vật đều thọ ích. Hãy tranh thủ tham dự Pháp hội lễ Lương Hoàng Sám, hoặc lễ một mình tại nhà cũng được, vì đây là dịp lành để sám hối. Chỉ cần nương theo sám văn nhắc nhở, bạn sinh tâm tỉnh ngộ, nhận ra những tội mình đã phạm trong đời này và sinh tâm ăn năn, thệ chẳng phạm lại nữa thì có thể chuộc tội. Tất nhiên, cũng đừng quên Ngài tuyên hóa khai thị. Làm thiện mà muốn người biết thì không là thiện, làm ác mà sợ người hay là đại ác. Nếu như bạn phạm lỗi ác, không sợ người biết, thậm chí dám dũng cảm thổ lộ trước đại chúng, việc này có thể phát huy tác dụng giáo hóa người khác. Thế thì bạn đã chuyển ác nhỏ thành đại thiện. Mỗi vị Phật Bồ Tát đều có nguyện lực riêng để độ chúng sinh. Chỉ cần chúng ta thành tâm sám hối, Phật Bồ Tát đều nhìn rõ, thấy hết, biết hết, nhất định sẽ tiếp thọ tâm thành của ta, dùng lực đại thần thông gia trì cho ta. Tâm chân thành sám hối sẽ giúp chuyển biến vận mệnh, là then chốt quan trọng giúp ta ly khổ đắc lạc. Đã phát nguyện thì nhất định phải làm cho được, cần phải hành trì bền bỉ, không nên vừa được chút như ý liền phóng túng tái phạm. Phải hiểu, cơ hội dành cho người sám hối chuộc lỗi chỉ có một lần duy nhất. Có thể ví dụ thế này, nếu tôi lén trộm của bạn 1.000 đồng, tất sẽ bị bạn níu áo đòi đưa lên quan. Ngay lúc đó, tôi khẩn cầu năn nỉ, xin bạn hãy cho tôi cơ hội để sửa lỗi. Nhưng được một thời gian không lâu, tôi dở thói hư cũ, phạm tội tiếp, lén trộm của bạn 1.000 đồng nữa. Lúc này khi bị bạn bắt, tôi lại cầu xin bạn tha cho, thì xem như không được chấp nhận nữa rồi, bởi vì bạn đã mất lòng tin. Lúc đó, uy lực của 10 phương chư Phật cũng không cứu vãn được. Xem như nợ trước nợ sau gì cũng đồng tính hết. Do vậy, hễ biết lỗi là phải sửa liền. Đã hiểu thì nên thực hành ngay. Làm thế không những được quỷ thần cung kính mà còn được chư Phật Bồ Tát gia trì. Chương 4. Phát tâm Bồ Đề. Ngày nay đại chúng trong đạo tràng đã rửa sạch tâm ô uế rồi, lỗi thập ác, tội chướng không còn, nghiệp lụy đã hết, trong ngoài đều thanh tịnh. Kế đến, cần học tu theo các vị Bồ Tát, công đức trí huệ nhờ vậy mà sinh. Thế nên, chư Phật thường khen phát tâm là đạo tràng, hay thành tựu được đạo quả. Xin đại chúng nên kiên tâm trì chí, chớ tưởng sống lâu mà để thời gian luống qua uổng phí, sau có hối cũng muộn. Bây giờ gặp thời cơ tốt thì đừng để phiền não che lấp tâm, ngày đêm nỗ lực phát tâm Bồ Đề.
giải thích. Tâm Bồ Đề tức là tâm Phật, công đức trí huệ vô lượng không thể nghĩ bàn. Hôm nay chúng ta có duyên lành được dự lễ sám thù thắng, không nên để phiền não thế gian che ám mình mãi. Đã biết tất cả đều là nhân duyên quả báo, ôm phiền muộn nào có ích chi. Nên phát tâm Bồ Đề tu hành mới là hữu ích. Phát một niệm cầu giác ngộ, công đức tính không hết. Huống nữa, nhiều người tự mình phát tâm tu học theo Phật, đồng thời còn tùy duyên hóa độ, khuyên người trì giới học Phật, tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ. Những người phát tâm này công đức lớn bao nhiêu? Giả sử có người trăm ngàn vạn kiếp đến nay hành vô lượng bố thí, đời này vẫn tiếp tục làm việc thiện kia, như thí tiền cho người nghèo, xây cầu sửa đường, lập chùa giúp tăng, tạo Phật tượng. Công đức họ có thể dùng cụm từ không thể nghĩ lường để ví von, nhưng so với kẻ phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh thì không bằng một phần ngàn. Đủ thấy phát tâm Bồ Đề công đức lớn vô biên, không tính nổi. Sám văn. Lại có người chỉ làm phước chớ không phát tâm vô thượng Bồ Đề, giống như kẻ cày ruộng mà không gieo hạt. Vì vậy phải phát tâm Bồ Đề là tạo nhân cho việc chứng quả. Trước là báo ân chư Phật, sau là cứu vớt muôn loài. Vì vậy Phật mới khen rằng: lành thay, lành thay, vì muốn lợi ích cho hết thảy chúng sinh, phát tâm Bồ Đề là cách cúng dường lớn hơn tất cả. Phát tâm Bồ Đề không phải là chỉ phát qua một lần, mà phải phát luôn luôn, làm cho tâm Bồ Đề tiếp tục phát rộng lớn mãi. Vì thế trong kinh Phật dạy rằng: nên ở nơi hằng hà sa số chư Phật nhiều kiếp phát đại thiện nguyện. Giải thích. Nếu có người chỉ biết trồng công đức phúc điền, tất nhiên kiếp sau sẽ được đại phú, hưởng vinh hoa bất tận. Nhưng nếu chỉ làm phúc mà không phát tâm vô thượng Bồ Đề, thì giống như kẻ cày ruộng không gieo giống. Người này dù phúc báo lớn cũng chỉ là hoa quỳnh nở một lần thôi, đây không phải cứu cánh. Vì vậy, khi được gặp Phật Pháp, vạn kiếp khó tương phùng này, thì chớ sai lầm để cơ hội qua mất, cần phải y theo lời Phật dạy phụng hành, phát tâm vô thượng Bồ Đề, dũng mãnh tinh tấn, bất luận bên mình có bao chướng ngại thử thách, cũng phải gắn tiến lên, hành cho viên mãn. Nếu chỉ lo tu huệ mà không tu phước thì cũng là thiếu sót. Nhiều người chỉ biết thắp hương lễ Phật, tham thiền tĩnh tọa, tụng kinh nghe Pháp mà không chịu bố thí, trì giới phóng sinh, tùy sức tạo phúc điền. Thậm chí, họ ngày ngày tụng kinh, giờ giờ niệm Phật, nhưng không lưu tâm sửa đổi các tập khí, tính nết xấu trong tâm. Phải biết huệ là hạt giống, phúc là phân bón, tâm là đất. Nếu có đất để trồng mà thiếu phân bón thì cũng không thu hoạch nhiều. Chỉ có phúc huệ song tu mới là con đường tốt, liễu sinh thoát tử. Thường người ta nghĩ hồi đó đánh một cái, giờ đánh lại một cái là huệ. Thực ra không có huệ, vì cái quả này còn là nhân quả sau nữa. Hột lúa hôm nay là quả của hột lúa ngày trước, là nhân của hột lúa ngày sau. Như vậy nó luôn chuyển hoài, chỉ khi nào lòng mình dứt, cởi mở bằng lòng, thôi thì mới hết đặn. Một người con bất hiếu với cha mẹ, con của người đó bất hiếu lại, mà nếu nó không tội là loạn, lấy gì làm tiêu chuẩn tội phước? Tội phước hết là do lòng mình cởi mở hết. Thí dụ như bây giờ mình không quán, cởi mở hết, dù mình bị oan ức việc gì đó, thì kẻ thù kia không bị mình trả, nhưng họ phải tự trả. Con chim đâu bắn lại thằng nhỏ. Do đó, nếu mình tự dứt ở lòng thì phần mình dứt. Còn nếu đối phương tự ôm lòng oán hận thù, thì họ tự trả một mình và có nhiều cách trả. Ngay cả Đức Phật là người phước duyên đầy đủ,
nhưng duyên báo đến cũng phải tự trả. Có lần Phật nhức lưng, người ta hỏi lý do tại sao thì Phật cho biết như vậy. Hồi trước, có lần Ngài đầu thai sanh trong dòng võ sĩ chuyên đánh đài. Một hôm võ sĩ đối thủ thương lượng với Ngài giờ thua đi, hắn sẽ để tiền độ cho ăn. Hợp đồng xong, đến chừng xong trận đấu, hắn không giữ lời hứa, lấy hết tiền độ không chia cho Ngài. Sang năm sau, hắn cũng quỵt của Ngài nữa. Qua năm thứ ba, hắn cũng thảo luận, nhưng Ngài không chịu, bảo thân ai nấy giữ, không giả thua để hắn ăn nữa. Trận này, Ngài quăng hắn xuống đất gãy xương sống chết. Vì vậy, Ngài bị đọa địa ngục một thời gian lâu, trả quả. Cho đến giờ đã chứng quả Như Lai rồi, mà còn dư báo bị hành nhất lưng. Tóm lại, nghiệp của thân với khẩu thì trả về cho thân, gọi là nghiệp chướng, tức là cái khổ làm cản trở việc tu hành hay hạnh phúc của mình. Còn tâm trả về cho ý, gọi là phiền não chướng, làm cho lòng mình buồn bực khổ sở, trả về tâm thần. Thân tâm thì ảnh hưởng lẫn nhau, như đã nói lúc nãy. Lỗi thân thân chịu giải dầu, lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê man. Âu sầu mê man là phiền não chướng, còn thân chịu giải dầu là nghiệp chướng. Tuy riêng nhưng chúng ảnh hưởng lẫn nhau. Thân lao khổ bất an lòng dạ, mình bị nghiệp chướng lòng có vui gì đâu. Lòng âu sầu thân thể mòn hao, thân không đau nhưng tâm hồn rầu buồn quá cũng dày mòn cơ thể. Mỗi một nghiệp báo gồm có y báo và chánh báo. Y báo là hoàn cảnh xã hội, là các môi sinh. Thí dụ mình sinh ở đây không may bệnh hoạn hay nghèo khổ đi nữa, mà y báo mình cũng hưởng được dòng sông nước ngọt Cửu Long Giang này, cây lành trái ngọt, trên cơm dưới cá. Mình hưởng chung những y báo này, còn bản thân mình thì nghèo. Chánh báo là trả cho bản thân, còn y báo là hoàn cảnh xã hội, là cộng nghiệp. Làm ăn mày vùng Hậu Giang này cũng sướng hơn làm người dân xứ Iraq. Ban ngày nóng 40 mấy độ, còn ban đêm thì tuyết rơi, gọi là thời tiết khắc nghiệt vùng Trung Đông. Mình hiểu được vậy để sống an vui với hạnh phúc hiện có. Tất cả việc lành dữ mình gây ra đều có nghiệp. Cái nghiệp cũng như cái nếp, mình kéo ra nó thẳng, buông lại nó nhăn, y cái nếp gọi là nghiệp. Mình tạo ra nhân lành dữ có cái nghiệp. Nghiệp có sức mạnh gọi là nghiệp lực, đem lại cho mình hạnh phúc hay khổ đau. Bởi vì cuộc sống hiện tại là do nghiệp lực của riêng mình, chứ không phải do trời hay Phật hoặc vua chúa gì cho được. Dầu vua chúa có ban là do nghiệp lành mình chiêu cảm. Ông vua Ba Tri Nặc thí nghiệm nhiều việc thật độc đáo. Hôm đó nhằm ngày đãi tiệc trong hoàng cung, các công chúa tụ họp lại rất đông. Nhà vua bèn hỏi: các con được hạnh phúc như vậy là nhờ ai? Các công chúa trả lời: nhờ phụ hoàng và mẫu hậu, nhờ phước đức của phụ hoàng và mẫu hậu mà các con mới được như vậy. Riêng có một cô công chúa đáp rằng: con nghĩ là nhờ cái nghiệp lực của con. Nhà vua nghe qua không ưa, không chịu câu nói đó. Một hôm nhà vua gặp một cậu công tử cha mẹ chết sớm, chỉ lo ăn chơi, làm tan quan sự nghiệp hết. Cậu ta làm không đủ sống đến mức phải đi ăn xin. Nhờ dáng công tử nên thân không đến nỗi xác xơ. Vua Ba Tư Nặc kêu gả công chúa cho cậu công tử đó, cho của hồi môn, theo chồng theo tục cổ xưa của người Ấn Độ. Nàng công chúa ôm của hồi môn của vua cho theo chồng. Nàng hỏi chồng: anh có giường đất gì không? Chồng nàng đáp: bán sạch hết rồi, chỉ còn một miếng đất rộng nhưng cằn cỗi nên người ta chê không ai chịu mua hết. Công chúa nói: thôi, mình về đất nhà kiến tạo lại đi. Vợ chồng về nhà mướn nhân công làm lại miếng đất, bất ngờ đào gặp một số vàng lớn. Công chúa dùng số vàng ấy cất lên dinh thự. Về danh nghĩa đó là dinh của phò mã chứ không phải thường. Vợ chồng làm nên sự nghiệp hết sức lớn lao. Phần vua cha tuy vậy chứ không bỏ con được, cho người theo dõi con xem cuộc sống thế nào. Thấy con quá giàu có, vua cha hỏi thì công chúa cũng đem câu chuyện y vậy kể cho vua nghe. Vua bèn hỏi Đức Phật thì Phật trả lời: đúng vậy, người ta sống theo nghiệp của mình, không phải vua ban hay trời làm mà được. Tự nhiên nó như vậy. Vua Ba Tri Nặc còn thử nghiệm nhiều việc táo bạo. Hôm đó ông đang ngủ trưa, thức dậy
nghe hai tên lính cận vệ gác ngoài cửa nói chuyện. Tên thứ nhất nói: đời tao sống nhờ vua, vua nuôi dưỡng tao nên tao theo phụng sự vua, sống nhờ với vua. Tên lính thứ nhì nói: tao nghĩ không phải vậy, con người sống là do nghiệp lực của mình, chứ ai mà ban bố cho mình được. Ông vua muốn ban thưởng cho người lính thứ nhất, nhưng ban thưởng một cách kín đáo không cho ai biết. Vua nói với hoàng hậu: trưa nay tên lính nào đem đến nửa chai rượu của ta cho hoàng hậu dùng bữa thì hậu cho nó tiền bạc gấm dốc cho nhiều, đặng vợ con nó lập nghiệp sinh sống. Trưa hôm đó, vua dùng cơm xong liền đưa nửa chai rượu cho tên lính thứ nhất và bảo đem đưa cho hoàng hậu. Không cho biết việc gì cả, mà hoàng hậu cũng không biết lý do nào vua ban thưởng cho tên lính. Tên lính thứ nhất xách chai rượu ra cửa thì bỗng dưng say sẩm chóng mặt, chảy máu cam không đi được. Hắn bèn kêu bạn lại nói: mày xách giùm tao chai rượu đem đưa cho hoàng hậu đi. Hoàng hậu bèn lấy vàng bạc gấm dốc giải sồ cho nó, bảo đem về cho vợ con xài. Vua thử một cách kín đáo như vậy. Thời gian sau nghe lại, tên lính được thưởng là tên lính thứ nhì. Tên lính nói sống nhờ nghiệp, chứ không phải tên lính thứ nhất. Vua giận mới kêu tên lính thứ nhất lại hỏi: ta sai ngươi, tại sao ngươi lại sai ngược lại bạn của ngươi vậy? Tên lính thứ nhất thưa: dạ thưa, con không dám như vậy đâu, vì vừa bước ra khỏi cửa con bị say sẩm chóng mặt, sợ trễ bữa ăn của hoàng hậu nên con mượn bạn con đi thế giùm. Vua đem việc đó nói với Phật. Phật nói: đúng vậy, nó sống do nghiệp nó, chứ không phải vua ban hay trời Phật ban mà được. Vậy nghiệp lực nó giúp cho mình tiến bộ hay làm cản trở đường tiến hóa của mình, như nghiệp chướng và phiền não chướng. Phần 9. Sự nặng nhẹ của nghiệp thiện ác. Nghiệp mà mình gây ra cũng có nặng có nhẹ. Bất cứ nghiệp gì của mình gây ra, lành hay dữ, đều có nặng nhẹ và phân ra làm ba: thượng, trung, hạ. Nghiệp lớn, nghiệp vừa và nghiệp nhẹ hơn hết. Ba cái nghiệp thượng, trung, hạ đó, mỗi cái còn phân ra làm ba lãnh vực là ngoại cảnh, nội tâm và thời gian khởi tâm. Còn có vấn đề nữa là có khi ý nặng mà thành quả nhẹ. Người ta muốn thuốc chết hết cả nhà, kẻ thù lén để thuốc độc vô đồ ăn nhưng khiến chủ nhà chưa ăn, con chó nhảy vô ăn bị chết nên chủ nhà phát giác ra không ăn bữa cơm đó. Cái ý rất là nặng mà thành quả nhẹ. Còn đôi khi ý nhẹ mà thành quả nặng. Mình luyện cái tô bể qua cửa sổ, chẳng ngờ chúng người ta bể đầu. Học hiểu sự nặng nhẹ của nghiệp để mình biết rõ nhân quả. Một, ngoại cảnh. Lấy thí dụ đơn cử việc sát sanh, nghiệp sát, để làm đại diện cho tất cả các nghiệp khác. Nếu mình sát lớn thì tội lớn, mà sát nhỏ thì tội nhỏ. Mình sát hại bậc đại phước điền là bậc chân tu hay người ơn, cha mẹ của mình thì tội lớn lắm. Nếu mình giết một con vật thì cái ác nó ít, mà nếu mình giết cha, giết mẹ thì cả thế gian nguyền rủa. Việc đó lớn chứ không phải tánh mạng ai cũng vậy. Giết một người thù, một tên giặc cướp đất nước của mình nó khác, còn giết một người ơn tội lớn hơn. Đó là đối về ngoại cảnh mà Phật gọi là những bậc đại phước điền, người chân tu, người ơn của mình. Người có phước đức lớn mà mình hại người ta là tội lớn. Còn giết đồng đẳng chúng sanh thì tội bậc trung, và giết hạ đẳng chúng sanh thì tội bậc hạ. Giết con chó thì tội không ngang với giết cha mẹ được. Cho nên phần ngoại cảnh tác động vào thượng trung hạ của nghiệp như sau: giết lớn, thượng đẳng chúng sanh thì tội lớn. Giết vừa, đồng đẳng chúng sanh thì tội vừa. Giết nhỏ, hạ đẳng chúng sanh thì tội nhỏ. 2. Nội tâm. Về phương diện nội tâm thì có sân hận, cố ý giết là tội lớn. Không sân hận mà cố ý giết thì tội bậc trung. Như một người đi lính vì bổn phận chống trả kẻ xâm lăng, chớ lòng không sân hận, cũng cầm súng giết giặc, vậy thì tội bậc trung. Một người giận con chó phan cây ngay nó, người ấy tại giận mà phan, chứ không biết rằng cái phan đó làm con chó chết, thì tội bậc trung vì không tính giết nó. Vô tâm mà ngộ sát thì tội bậc hạ. Đây là phần nội tâm và thượng trung hạ của nghiệp. Có người không sân,
không cần cố ý mà gặp con gì cũng giết, chặt đuôi, cắt cánh. Đó là do tâm thuần ác rồi, không đợi đến sân mới làm. Bởi do tánh quen rồi, đó là tội nặng. Tuy nó là nội tâm không sân mà cũng không cố ý, tại tâm quen thuần ác nên gặp là giết. Còn gặp người khác hay giúp đỡ gọi là thuần thiện. Tuy nội tâm không cần vận dụng tâm ý cho lắm, nhưng thuộc về thuần nên tội lớn mà phước cũng lớn. Còn vô tâm mà ngộ sát là tội bực hạ. Xe hơi lỡ cán người ta chết án có mấy tháng, còn người cố ý đâm người ta chết án tới mấy chục năm. Đó là sự việc thực tế chứ không thuộc về giới luật hay tôn giáo gì cả. 3. Thời gian khởi tâm. Về việc làm, nếu cố ý và vui với thành quả thì tội lớn. Thí dụ như mình tổ chức một cuộc đi săn, bước đầu ai cũng hăng hái hết, rồi khi săn được mồi nhiều rất mừng và vui vẻ ăn tiệc nữa. Nếu vui với thành quả sát hại thì tội lớn. Lúc đầu cố ý nhưng sau hối hận thì tội bực trung. Lúc đi săn ai rủ cũng mừng, nhưng giết con mồi rồi nghĩ lại tội, hối hận thì tội giảm đi phân nửa. Còn vô tâm ngộ sát mà sau lại hối nữa thì tội nhẹ hơn hết. Mình vô tâm đụng người chết hay đạp con vật gì chết, sao mình hối tiếc tự nhủ, phải mình cẩn thận chút nữa thì đâu xảy ra chuyện đáng tiếc này, thì tội nhẹ nhất. Đây là đơn cử nghiệp sát. Còn tất cả các nghiệp khác cũng vậy, dầu nghiệp ác hay nghiệp lành, mình làm lành với bậc thượng đẳng chúng sanh như là nuôi cha dưỡng mẹ, giúp đỡ người tu hành hoặc cứu một ông vua thì được phước lớn lắm. Bằng ngược lại, làm ác với bậc thượng đẳng chúng sanh như xúc phạm ông vua thì mang quả lớn. Đối với bậc thượng đẳng chúng sanh, dầu ta làm thiện hay làm ác thì phước và tội đều lớn cả. Chuyện này thì cũng hợp tình hợp lý lắm. Còn đồng đẳng chúng sanh thì phước và tội bậc trung, hạ đẳng chúng sanh thì phước và tội bậc hạ. Đứng về phương diện tha thứ, lấy tâm đức thương xót mà tha thứ cho chúng sanh, hễ ta tha hạ chừng nào thì đức của mình lớn chừng ấy. Mình nói tha cho người lối sớm, chứ mình không tha chưa chắc mình giết họ nổi hay họ giết mình. Còn đối với con vật nhỏ nhen, mình giết nó giờ nào cũng được, nhưng mình thương nó, tha nhỏ lại đức lớn. Còn mình nói tha cho ông vua, chớ chưa biết chắc là ai tha cho ai. Con kiến mình muốn giết lúc nào cũng được, vì nó không có tư cách pháp nhân. Nhưng mình không nỡ, mình phủi nhẹ cho nó đi, chớ giết nó thì dễ dàng. Có đức lớn làm việc nhỏ này mới được. Nó có chiều ngược chỗ này. So sánh giữa nghiệp sát và tâm đức, ta thấy trái ngược nhau. Sát lớn thì tội lớn, sát nhỏ thì tội nhỏ, tha nhỏ thì lại đức lớn. Một người bằng mình, ngang hàng với mình, nói tha không giết thì chưa chắc là ai tha ai. Hiểu được sự nặng nhẹ của nghiệp sát, nghiệp lành dữ này giúp cho mình biết làm sao cho nhẹ bớt lại, đỡ đi, dầu cũng làm y như họ vậy. Hai người lính cùng đi đánh giặc, một người thì cố ý nóng giận, có khi giết được giặc rồi còn mổ bụng nữa. Bề nào tên giặc cũng chết rồi, nhưng cái ác của người đó lớn. Còn một người cũng đánh chết giặc như vậy mà không có ác tâm thì tội nhẹ hơn. Biết sự nặng nhẹ để tránh hoặc làm nhẹ bớt các nghiệp lỡ làm ra. Thí dụ mình vui vẻ đi săn với người khác, săn rồi thấy một đống chim hay đống thú chết, mình cảm thấy đau lòng và hối hận về việc đi săn vừa qua thì tội nhẹ lại. Có người thắc mắc hỏi, ăn một con cá lớn và một tô tép nhỏ thì cái nào tội hơn? Đây bác hai không trả lời, nhưng bác cho biết là sát lớn tội lớn, sát nhỏ tội nhỏ, sát ít tội ít, sát nhiều tội nhiều. Trong nghiệp sát còn có vấn đề tinh thần nữa. Nếu ta giết loài hiền hoặc khôn ngoan thì tội hơn là giết loài ngu đần hoặc hung dữ. Mình giết một người tu và một tướng cướp thì hai vấn đề đó khác nhau hẳn. Kẻ hung dữ nếu mình giết thì tội ít hơn là người hiền lương. Loài thú cũng vậy, nếu loài nào tiến quá nhiều mà mình giết thì tội nhiều, vì nó biết đau khổ nhiều. Có câu chuyện vào mùa hạn, một nhóm người đi đồng dưới lung cạn, lá sen nằm xốp lớp, lại có một lá cứ phập phồng lên xuống. Nhóm người nọ nghi mới lấy chĩa xơm xuống thì bắt được một con sấu trắng tươi nằm sâu khoảng 2 thước. Con sấu này nằm trầm dưới sâu đặng tu. Họ bèn kéo sấu về làm thịt ăn.
Về sau số người ăn thịt xấu thì tan quan hết, có người chết, có người đi biệt xứ. Số người này ăn nhầm con xấu tu tiến quá lên nên tội lớn. Cũng như vậy, nếu người ơn của mình hoặc bậc thượng đẳng, bậc hiền lành mà mình xúc phạm tới thì tội hơn là kẻ dữ, kẻ ác. Phần 10. Quân tập chủng tử. Hành động là sản phẩm của tư tưởng, là kết quả của ý tưởng mình. Vì vậy, nếu mình thay đổi các tư tưởng tốt, bỏ các tư tưởng xấu thì gọi là quân tập chủng tử. Quân tập chủng tử gồm có quân sanh, quân trưởng và hiện hành. Quân sanh là mới khởi ý tưởng, quân trưởng là ý tưởng đó chín mùi, và hiện hành là thực hiện việc đó. Thí dụ như mình thấy người ta tu hiền lành mà thảnh thơi an vui, hiện giờ mình chưa tu, mình thấy thích thì đó là mình quân tập chủng tử tốt trên đường tu chứ chưa tính tu. Việc đó lặp đi lặp lại hoài, mình có ý tưởng khi nào rảnh sẽ tu. Khi quân trưởng đã lớn lên, ý chí được nung đúc nhiều lần, ý tưởng đã chín mùi, hột giống đã già rồi, thì sinh ra hiện hành là mình đi tu. Lúc đó quân sanh và quân trưởng trở thành hành động. Mình thấy việc gì mà có ý muốn là khởi quân tập chủng tử. Khi nãy nói đến thiện ác là nhân sanh quả, bây giờ nói sâu hơn, sở dĩ mình làm việc đó tại vì có chủng tử quân tập trong tâm hồn mình. Quân tập một lần thì chưa thành quả, mà phải nung đúc trưởng thành lên mới sinh ra hiện hành, tức là hành động kết quả của tư tưởng của chủng tử. Hiện hành rồi thì việc này nó trở thành nhân, rồi hậu quả của hiện hành là quả. Nhân quả liên tục như con gà đẻ ra trứng gà, rồi trứng gà nở ra con gà. Không việc nào trước, việc nào sau, liên tục hoài, không chấm dứt. Sở dĩ có quân tập chủng tử là do cảnh sanh tâm. Có một ông bị bắt giam, thấy cảnh tù đài, mới nhớ lại tại mình phạm pháp giờ phải bị tù. Nếu mình tu hiền như mấy người bạn hiền, giờ lo học đạo, làm rẫy bái yên vui, đâu phải lo cải sửa. Đó là cách quân tập chủng tử do cảnh sanh tâm. Chủng tử này lớn dần chín mùi, sau đó ông này quyết định đi tu, tức sinh ra hiền lành, tức tâm sanh cảnh. Hai việc này trái ngược nhau, lúc trước cảnh sanh tâm, còn giờ là tâm sanh cảnh. Mình mến đạo quá, nhất định ngày nào đó mình sẽ đi tu. Hai người ăn trộm đều bị bắt bỏ tù. Một người thì nghĩ tại mình đi theo con đường xấu, nếu tu thì đâu phải như vậy, giờ phải cải sửa lại, đó là quân tập chủng tử tốt. Còn người kia nghĩ mình dở, đi không khéo, lựa không đúng giờ và điều nghiêng không kỹ nên mới bị bại lộ. Sao phải điều nghiêng lại cho kỹ? Họ cũng quân tập chủng tử, nhưng đây mới chỉ là hạt giống, thực ra cũng là kết quả của quá khứ, của quá trình của mình. Mình có tâm hướng thiện hay tâm hướng ác thì ngay giờ mình quân tập chủng tử cũng theo hướng đó vậy. Cũng nói trong chiều sâu, người tu nếu lưu tâm đến quân tập chủng tử sẽ khỏi bị kết quả xấu. Đó cũng là lý do chuyển họa thành phước. Tuy ở trong tai họa bị giam cầm hay đau ốm, nhờ quân tập đó mà trở lại con đường lành. Chuyển họa làm may hay chuyển họa làm phước là vậy. Hoặc ngược lại, trong cái phước đó mà thành họa, như hồi trước mình làm việc phước, giờ giàu có, tính gì được nấy, làm gì thành công đấy. Trong hoàn cảnh đó, mình đâm ra tự đắc, nghĩ mình có tài nên tính việc làm xấu cho mau phát đạt hơn. Người có uy thế và tiền bạc rất dễ làm ác, bởi thế quân tập chủng tử xấu thì chuyển phước thành họa. Tóm lại, tùy theo quân tập chủng tử tốt hoặc xấu mà ta có thể chuyển họa thành phước hoặc chuyển phước thành họa. Giờ ta thử xét xem chủng tử xấu có diệt được hay không. Chúng ta đã biết cách quân tập chủng tử rồi, hoặc tốt hoặc xấu, mà những chủng tử xấu lỡ quân tập rồi, chúng ta có thể diệt được hay không? Trong sách nhà Phật, muốn diệt những chủng tử xấu thì phải luôn luôn quân tập những chủng tử tốt đối nghịch, đối lập với nó, không để nó sinh ra hiện hành. Một là không để chủng tử xấu sinh ra hiện hành, hai là quân tập chủng tử tốt để nó trấn áp lại. Thí dụ, đánh người ta lỡ rồi muốn đổi quả xấu thì khó.
chứ còn nghĩ muốn đánh nó mà chưa đánh thì đổi lại được. Nhân quả đổi được ở chỗ nội tâm. Đánh người ta rồi nó về để đổi lại thì không được. Nó còn ở trong chủng tử thì dễ đổi. Nếu mình gây nghiệp quả bất lành thì đời đời kiếp kiếp biết khi nào yên được. Mình nên tha thứ nhau bằng cách quân tập chủng tử tốt lại, đối nghịch để diệt chủng tử xấu. Nó quân sanh mà không được quân trưởng thì từ từ hột giống non xấu đó sẽ úng luôn, không thành hình được và không lên được. Khi một chủng tử sanh ra hiện hành rồi thì nó có sức tự biến. Nhiều tự biến giống nhau thành ra cộng biến. Hễ tự biến thì có biệt nghiệp, mà biệt nghiệp thì có biệt quả. Còn cộng biến thì cộng nghiệp, mà cộng nghiệp thì cộng quả. Thí dụ trước kia nhà mình chưa bài, giờ mình quân tập chủng tử lành tốt hơn. Chừng chủng tử sinh ra hiện hành là mình nhất định tu, thì nó có sức tự biến, là ngôi nhà đó không còn gọi là nhà chứa bài nữa, mà gọi là nhà tu. Gia đình đó giờ gọi là gia đình tu hành. Nó có sức tự biến đổi hoàn cảnh của mình đi. Sức tự biến đó thành ra biệt nghiệp của mình, rồi có biệt quả. Nhiều cộng biến giống nhau, tương đồng với nhau, sinh ra cộng nghiệp. Cho nên các bậc cứu đời cũng dùng sức tự biến điên của mình mà gây nên cộng biến. Mình tự làm sáng tỏ đạo đức nơi lòng mình rồi, đem điều đó ra phổ hóa cho nhiều người đồng hưởng ứng, việc đó thành ra cộng biến. Nhiều hiện hành giống nhau, nhiều tự biến giống nhau, gây thành cộng biến. Người ta nói xóm đó là xóm đạo, làng đó là làng đạo, xứ đó là xứ đạo, do nó có sức biến đổi. Hễ cộng biến thì có cộng nghiệp và cộng quả. Thí dụ trong việc loạn ly là cộng nghiệp, ai cũng phải chạy, cũng phải tan nhà nát cửa. Nhưng mà trong cộng nghiệp đó nó có biệt nghiệp riêng. Có người chạy đi rồi về trở lại thấy nhà cửa còn nguyên, đồ đạc không thất thoát, không bị thương tích. Có người về tan quan hết sự nghiệp, bị thương tích què quặt tật nguyền. Có người sự nghiệp còn nhưng bị thương tích. Cùng chung một cảnh loạn ly là cộng nghiệp, nhưng trong đó có biệt nghiệp riêng của mỗi người. Cộng nghiệp dung hòa nhau và trả chen với nhau, chứ không phải ai cũng giống như nhau. Bậc siêu nhân cũng dùng sức tự biến của mình để khơi lên sức tự biến của quần chúng. Tự biến làm nên cộng biến để có cộng nghiệp làm thay đổi thế giới, chứ một mình không làm được việc. Thánh nhân cũng thay đổi được thời thế, không phải nhờ ở phù chú hay phép tắc gì, mà nhờ dùng sức cảm hóa tất cả mọi người chung quanh mình, đồng thời có một tư tưởng quan niệm, một đường hướng để gây thành cộng biến đó. Trong 37 phẩm trợ đạo của Đức Phật dạy, có phẩm tứ chánh cần là bốn điều rất cần thiết và cũng rất khế hợp với nhân quả. Việc ác chưa sanh đừng cho sanh. Mình chưa quân tập thì đừng quân tập, đừng cho nó sanh ra. Việc ác đã sanh mau đoạn dứt. Lỡ quân tập chủng tử xấu rồi phải trừ, phải mau chấm dứt nó bằng cách quân tập chủng tử ngược lại. Việc lành chưa sanh hãy mau sanh. Mình chưa có chủng tử tốt, hãy mau quân tập cho có. Có chủng tử tốt mới có việc làm tốt được. Việc lành đã sanh hãy tăng trưởng. Đã có chủng tử tốt, hãy phấn đấu làm cho nó tăng trưởng thêm lên. Đây là bốn mục chánh yếu mà Phật dạy trong tứ chánh cần. Nó cũng như nhân quả, mà nhân quả ở chiều sâu, từ tư tưởng sanh ra hành động. Tứ chánh cần này cũng liên quan đến quân tập chủng tử. Chủng tử là hạt giống để sanh ra kết quả tốt. Đến đây bác hai tạm kết luận về nhân quả. Học hiểu tỏ tường luật nhân quả, chúng ta sẽ được những việc sau đây. 1. Không tạo ác nghiệp, dựng chí tu tiến. Mình biết rõ mình là chủ nhân ông, số kiếp của mình thành ra vững vàng, tu tiến không tạo nghiệp ác, vì tạo thì nhận quả khổ. Do đó, dù lợi lộc bao nhiêu cũng kiên quyết không tạo nghiệp ác, dựng chí tu tiến, dù gian nan cách mấy, vì mình biết rõ nhân nào quả nấy. 2. Không tự hào lúc giận thới. Trong lúc mình may mắn, được thời cũng không tự hào, vì mình biết đó là nhân quả, không ỷ lại tài,
và không tự đắc. 3. Không oán than cơn bỉ cực. Mình tu hiền, không gây gổ với ai, lúc nào cũng nhịn, mà họ còn mắng mình như vậy cũng là ít. Nếu mình hung dữ, có khi còn xảy ra việc đánh lộn hoặc tới mức nào nữa. Nó lớn về không gian và kéo dài thời gian nữa. Việc nhỏ thành ra việc lớn và kéo dài tới kiếp sau. Mình biết vậy nên vui trả món nợ tiền thiên, vì nó giảm rất nhiều và không phiền trong tâm. Mình thiếu nợ 10 triệu mà chỉ trả 1 triệu là huề thì không còn gì phải mặc cả. Nếu không tu thì không biết trả đến mức nào nữa. 4. Không mê tín dị đoan. Mình biết mình là chủ nhân ông của đời mình rồi nên không mê tín. Con người sống nhờ nghiệp riêng của mình chứ không phải do trời hay vua chúa ban cho được. Chính mình chủ động trong cuộc sống của mình. 5. Biết cách làm giảm quả khổ và tăng quả vui. Về phạm vi trợ duyên, việc tu hiền của mình hiện tại gây thành môi xinh đẹp trợ duyên cho giống lành tăng và hạ giảm giống khổ. Chính cái hạnh kiểm hiền lành của mình sẽ làm giảm quả khổ và làm tăng thêm quả vui. Nếu có bạn lành, không biết tiền kiếp có duyên nghiệp với nhau như thế nào mà bây giờ thấy nhau thương yêu giúp đỡ nhau, thay vì giúp đỡ có 5 phần mà giúp mình tới 10 phần, vì hiện giờ thấy mình hạnh kiểm quá tốt, đó là tăng quả vui và giảm quả khổ. 6. Biết cách xây dựng tương lai theo ý muốn. Biết rõ nhân quả nên mình biết cách xây dựng tương lai bằng cách gieo nhân tốt hiện tại để hưởng quả về sau. Nếu mình trồng ớt mà muốn trổ trái cam thì việc đó không có được. Muốn ăn cam thì gieo cam, muốn ăn ớt thì gieo ớt. Biết xây dựng tương lai theo ý muốn của mình. Học nhân quả xong rồi, chúng ta hãy quyết định trước khi làm điều gì, hãy xem xét đến hậu quả của nó. Ta xem xét việc đó có hậu quả thế nào, rồi hãy bắt đầu làm. Giờ xin bàn luận rộng thêm một hai câu chuyện vui về nhân quả. Có người hỏi bác Hai như sau: Bác Hai, mình đau rồi mình uống thuốc cho mạnh, không biết có sai việc nhân quả hay không bác? Bác Hai trả lời: Nhân quả mình có thể làm tăng giảm, được nói về phần trợ duyên. Bác nói một cách cụ thể hơn: Hồi mình gieo nhân khổ, tại vì mình ngu nên mới gieo nhân ác gặp quả khổ. Giờ mình khôn rồi có thể làm nhẹ lại, vậy nó cũng hợp với lẽ phải, hợp với nhân quả. Mình hiểu rành rành nhân quả nó có nhiều cái lợi lắm. Mình biết cách xây dựng tương lai, tránh bớt các nghiệp khổ. Nếu có phạm tội mình cũng biết cách làm cho nó nhẹ đi. Có một quyển kinh kể lại chuyện đối đáp giữa nhà vua và một vị hòa thượng như sau. Vị hòa thượng nói: Mình thông hiểu luật nhân quả, giờ mình có phạm tội nó cũng nhẹ. Vua bèn nói: Vậy những người nào biết luật mà phạm luật thì trẫm không phạt nặng, còn những người không biết luật mà phạm luật thì phạt nặng hơn hay sao? Vị hòa thượng không trả lời câu nói đó mà hỏi lại nhà vua: Một người biết lửa nóng và một người không biết lửa nóng, vậy hai người cùng bọc lửa thì ai phỏng nặng hơn? Người không biết lửa nóng phỏng nặng hơn. Vị hòa thượng nói: Cũng như mình đã học qua sự nặng nhẹ của nghiệp sát, cùng là một công việc mà người tội nặng người tội nhẹ, do đó học nhân quả có lợi là mình tránh bớt đi những nghiệp nặng nề của mình. Ở đời nhiều khi không thể không làm những nghiệp sát. Thí dụ như làm ruộng, phải xịt sâu, phun thuốc sát trùng chẳng hạn. Những việc này không tránh được. Nhưng người hiểu luật nhân quả có thể làm giảm đi những quả báo khổ, cái nhân ác của mình. Bác Hai có người bạn là anh Hai làm ruộng, giết cua dữ lắm. Những con cua nào ở trong ruộng ảnh thì ảnh mới giết, còn đi dọc đường gặp cua hay cua ở chỗ khác thì không động tới. Ảnh thường nói nó không dính líu tới mình, thì mình giết làm chi? Kẹt lắm nó ở trong ruộng mới phá, mới bắt giết nó thôi. Còn có những người cứ gặp cua là đập là bắt, không cần nó ở ruộng ai và từ đâu đến, vì họ quán nó. Thành ra nếu mình biết việc tội phước mà dạng nhất phải làm chuyện tội,
thì kẹt lắm cũng làm chuyện đó trong giới hạn nào cho nhẹ bớt đi. Đây là một đoạn văn dần tóm tắt về nhân quả. Ăn chanh muốn ngọt ngào không được, làm dữ mong có phước khó thay. Luật nhân quả rất tự nhiên, gieo hung hung nở, gieo hiền hiền sanh. Hiền sanh mọi việc an lành, hung nở mọi việc tan tành đau thương. Cho nên cần phải hiền lương, dù rằng gặp phải những trường hợp nào. Thanh Sĩ. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Chuyện Phật Giáo. Mời quý vị theo dõi câu chuyện Tu Từ Gốc. Bây giờ, có một vị khất sĩ trẻ tuổi với bản tính ngu si, chất trực thô lỗ và chưa hiểu pháp yếu. Lại nữa, tính dục của ông ta rất hãy hừng và chẳng thể kiềm chế bản thân. Do bởi việc này mà ông ta khởi sinh phiền não, không thể định tâm tu tập được. Có một ngày, vị khất sĩ ấy ngồi xuống và nghĩ thầm: mình phải cắt bỏ năm căn thì sau đó tâm sẽ thanh tịnh và mới có thể thấy dấu đạo. Và thế là vị khất sĩ ấy liền đến nhà của một thí chủ nọ và hỏi mượn cái rìu. Sau đó ngài trở về phòng và đóng cửa lại, rồi cởi y phục ra, ngồi trên một tấm ván và muốn chặt đứt năm căn của mình. Vị khất sĩ ấy lại nghĩ: do cái năm căn này mà khiến mình phải khốn khổ, trải qua vô số kiếp sinh tử, thọ khổ ở ba đường ác và luân hồi trong sáu đường, tất cả đều do sắc dục. Nếu bỏ năm căn thì sẽ không còn nhân duyên của luân hồi và chắc sẽ đắc đạo. Đức Phật biết do bởi ý niệm ngu si của ông ta nên mới làm như thế. Ngài đã chẳng biết rằng tu hành cần phải chế phục tâm. Tâm là nguồn gốc. Vị khất sĩ ấy đã chẳng biết rằng nếu đoạn năm căn thì sẽ có thể bị chết, tự hại chính mình và sẽ đọa đường ác để chịu mãi đau đớn. Bây giờ Thế Tôn tiến vào phòng và liền hỏi vị khất sĩ rằng: ông đang muốn làm gì? Vị khất sĩ ấy liền vội bỏ rìu xuống, mặc y phục vào rồi đảnh lễ Phật và kể lại sự việc của mình. Thưa Thế Tôn, con học đạo đã lâu rồi nhưng vẫn chưa đắc đạo. Mỗi lần ngồi thiền để tư duy về đạo thì bị sắc dục che phủ và dương khí cực thịnh. Tuy mắt đã nhắm nhưng trong lòng mê muội và chẳng hiểu đạo lý của trời đất. Sau đó con suy xét lại và ăn năn tự trách rằng việc này đều do sắc dục. Thế là con đã đi mượn một cái rìu và muốn chặt đứt năm căn của mình. Phật bảo vị khất sĩ đó rằng: sao ông quá si mê và chẳng hiểu đạo lý như thế? Nếu ai muốn cầu đạo, trước tiên hãy đoạn trừ si mê của mình, rồi sau đó hãy chế phục tâm. Tâm là nguồn gốc của thiện ác, cho nên những ai muốn đoạn trừ gốc của tâm, trước tiên hãy chế phục tâm của mình. Khi tâm an định và ý liễu giải, sau đó họ sẽ đắc đạo. Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: trước đoạn tâm tham ái, kiêu mạn và tà kiến, diệt sạch mọi kết sử, đó là thượng đạo nhân. Phật bảo vị khất sĩ đó rằng: trong 12 nhân duyên, vô minh là gốc, vô minh ngu si là gốc của mọi tội ác. Bậc trí tu hành ở gốc, trước tiên hãy đoạn trừ vô minh ngu si, rồi sau đó ý sẽ định. Khi Phật nói lời ấy xong, vị khất sĩ cảm thấy xấu hổ và liền ăn năn tự trách: thưa Thế Tôn, bấy lâu nay con ngu si làm mê muội và chẳng hiểu Phật Pháp nên mới nông nổi như thế. Hôm nay con nghe được lời dạy của Phật, thật là vi diệu thay. Ngày sau đó, ngài tu tập chính định, nội tâm tư duy và quán hơi thở ra vào. Khi đã chế ngự tâm, điều phục các căn và lấp kín mọi dục niệm, ý của ngài liền được chuyên nhất và ở trước Đức Phật mà thành bậc ứng chân. Câu chuyện Pháp tu tâm chổi quét. Chu Lợi Bàn Đặc
và Maha. Là hai anh em sinh đôi, sinh ra trong một gia đình Bà La Môn ở thành Xá Vệ. Người anh cả có trí thông minh hiếu học, còn đứa em tên là Chu Lợi lại chậm lục, không biết đọc, biết viết, tất nhiên không thể làm tròn trách nhiệm người con thuộc một gia đình tu sĩ. Sau khi người cha mất, hai người con trai gặp một đệ tử của Đức Phật Thích Ca, và không bao lâu sau, người anh trở thành tu sĩ, được theo chân Đức Phật và được gia nhập giáo hội. Trong lúc đó, Chu Lợi cũng lui tới, nhưng chỉ biết dành ăn với chó mèo mà thôi. Người anh lớn hỏi ý kiến ngài A Nan, thị giả của Đức Phật, rằng liệu một kẻ có trí khôn tệ hại như Chu Lợi có được phép gia nhập tăng già chăng? Tôn giả A Nan nói: "Đem em người lại cho Đức Thế Tôn và trực tiếp hỏi ý kiến của ngài." Lúc đầu Chu Lợi không dám gặp Đức Phật vì tự thấy mình không xứng đáng và quá ngu dốt, nhưng nhờ người anh chỉ rằng giáo pháp này lấy lòng từ bi làm chính, nên cuối cùng Chu Lợi mới chịu. Chu Lợi đến gặp Đức Phật một cách sợ sệt. Chỉ nhìn qua, Đức Phật đã thấy ngay tính khiêm tốn và lòng nhân hậu của con người tuổi trẻ này, và cho phép ngài A Nan thu nhận làm môn đồ. 3 tháng trôi qua, anh chàng Chu Lợi tội nghiệp vẫn không sao thuộc nổi một câu kinh mà bất cứ kẻ chăn cừu nào cũng thuộc được. Trong lúc đó thì các vị tăng sĩ trẻ tuổi đã thuộc nằm lòng từng chồng kinh sách. Chu Lợi thất vọng hỏi ý kiến ngài A Nan. Ngài A Nan vừa mới giải thích xong thì đã nhận ra rằng Chu Lợi không thể lĩnh hội gì cả, không có câu nói nào nằm lại trong óc chàng. Tôn giả A Nan tự nhủ: "Người này gia nhập giáo hội để làm gì khi không thể nhớ điều nào trong đầu?" Ngài A Nan chỉ ban phước cho Chu Lợi và cho chàng nghỉ việc. Chàng thất vọng ra ngồi khóc ở vườn cam, khóc mãi cho đến khi Đức Phật đi qua. Đức Phật biết ngay những gì vừa xảy ra và khuyến khích Chu Lợi kể lại câu chuyện. Chàng thúc thích: "Không hiểu điều gì đã xảy ra với con. Con muốn trở thành đệ tử của Thế Tôn và muốn học pháp của ngài, thế mà con không nhớ được điều đơn giản nhất. Nghiệp nào làm con không thể hiểu biết được thưa ngài?" Đức Phật giải thích: "Trong kiếp cuối cùng, chàng là một Bà La Môn thông thái và là người tự cho mình tài giỏi hơn thiên hạ, chê trách không hết lời những quan điểm của người khác. Quá chủ quan, chàng tự cho mình là đạo sư và truyền bá các quan điểm sai lầm, làm nhiều kẻ tầm đạo phải lạc lối. Vì sử dụng sai lạc sức mạnh của tư tưởng, Chu Lợi phải nghiệp báo trở thành kẻ ngu dốt trong kiếp này và bị nhiều người chê bai." Chu Lợi đáp: "Làm sao con thoát ách nạn này?" Đức Phật trả lời bằng câu kệ: "Được bậc hiền giả hướng đạo, tốt hơn là được kẻ khờ ca tụng. Ai biết rằng mình còn phô minh dại dột, kẻ ấy mới là một hiền giả đích thực. Ai tưởng mình là một hiền giả dù không nói ra, thì đích thực là một kẻ dại khờ." Sau đó Chu Lợi được Đức Phật đích thân chỉ dạy. Nhằm làm sáng tỏ đầu óc của Chu Lợi, Phật bảo chàng ngồi mỗi ngày đều quét tinh xá và quét các đường đi xung quanh. Trong công việc đó, chàng chỉ nên nhớ 2 câu duy nhất: phủi bụi, trừ dơ. Ngoài ra, Chu Lợi phải chùi sạch tất cả giày dép của các vị tăng sĩ khác. Vừa mới cầm chổi quét, chàng liền quên ngay 2 câu kệ. May thay, chàng gặp Tôn giả A Nan đang ngồi giữa sân tinh xá và nhờ nhắc lại 2 câu đó. Sau một thời gian dài, Chu Lợi mới thuộc được 2 câu này. Vài tháng sau thì chàng thuộc lòng và lúc nào cũng lẩm nhẩm câu này, trong khi tay cứ quét bụi và chùi giày từ đôi này qua đôi khác. Đức Phật để tâm quan sát sự cố gắng của vị tiểu tăng này và có cách làm cho lúc nào tinh xá cũng đầy bụi và giày dép lúc nào cũng lấm bùn, để Chu Lợi có việc làm liên tục từ sáng đến tối. Với sự cẩn trọng và tha thiết, qua 6 năm, Chu Lợi từ từ đi vào chiều sâu của câu nói. Thế Tôn nói bụi là muốn nói bụi ở bên ngoài hay bên trong, mà bụi ở bên trong là gì? Đó là các phiền não, tham, sân, si, áo, mạng, nghi,
tà kiến. Trừ sạch được các bụi dơ đó mới thật là khó. Vì người kiên trì và đầy đủ trí tuệ thì không thanh trừ nổi. Cứ thế, chàng trở thành người đệ tử chuyên sâu nhất. Đồng thời, chàng vẫn miệt mài chu đáo đi phụng sự các bạn đồng tu. Ngày nọ, Chu Lợi tung chổi quét bụi và tâm thức đại định của chàng đã đạt đến mức rất sâu, thì một câu kệ của Đức Phật bỗng nhiên bừng sáng, trở thành một câu kinh đầy ý pháp, một câu chàng không biết và cũng chưa bao giờ nghe. Tham mới gọi là bụi, chứ không phải bụi này. Tham mới thật đồng nghĩa với chữ bụi thường dùng. Hỡi các tỳ kheo, hãy từ bỏ bụi này, hãy sống trong giáo pháp của vị không bụi bẩn. Sân mới gọi là bụi, chứ không phải bụi này. Sân mới thật đồng nghĩa với chữ bụi thường dùng. Hỡi các tỳ kheo, hãy từ bỏ bụi này, hãy sống trong giáo pháp của vị không bụi bẩn. Si mới gọi là bụi, chứ không phải bụi này. Si mới thật đồng nghĩa với chữ bụi thường dùng. Hỡi này các tỳ kheo, hãy từ bỏ bụi này, hãy sống trong giáo pháp của vị không bụi bẩn. Chu Lợi nghe các lời kệ đó và chợt nhận ra rằng cái tôi giả tạo do ba thứ tham đắm, tham, giận dữ, có nghĩa là sân, và vô minh là si, sinh ra. Như một người tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, chàng thấy rằng lâu nay mình cứ tự động hòa mình với cái tôi. Cái đó không gì khác hơn là một lớp dơ bẩn mà chàng vừa quét đi. Rõ như ban ngày, hoàn toàn đã rõ ràng, cảm tạ Đức Thế Tôn. Chàng đứng đó, tay còn cầm chổi, nhưng đã đi xuyên suốt hết các tầng bụi bặm của tâm để trở về với tự tính, tâm thanh tịnh, vô nhiễm. Qua thời gian rèn luyện, Chu Lợi phủi sạch được ba độc tham sân si từ trong đáy lòng. Trước ngũ dục, Chu Lợi không động tâm, không ý niệm phân biệt hận thù, ganh ghét, đố kỵ. Tâm nhập với pháp lý giới bình đẳng, dứt hết vô minh, hoàn toàn giải thoát. Để nhờ Phật ấn chứng, Chu Lợi đến trước Phật bái yết và trình bày sự chứng ngộ. Đức Phật tán thán Chu Lợi và họp đại chúng dạy rằng: Này các tỳ kheo, người đọc tụng hàng ngàn quyển kinh nhưng không hiểu được ý nghĩa của kinh, cũng không theo ý kinh để hành trì, ích lợi không bằng việc chỉ đọc một câu kệ mà thấu rõ nghĩa lý và quyết tâm hành trì. Chu Lợi bàn đặt trước đây rất ngu muội, nhưng giờ quyết tâm thọ trì một câu kệ ngắn mà được nhập chứng. Chu Lợi là một tấm gương sáng cho tất cả noi theo trên bước đường tìm cầu đạo lý, nhập thánh siêu phàm. Trong các đệ tử, Đức Phật xem kẻ quét bụi Chu Lợi là người khôn khéo nhất khi chuyển hóa tâm thức. Ngày nay, người ta vẫn nói, những ai muốn phát triển tâm thức nên thành tâm cầu nguyện đến sự gia trì của A-la-hán Chu Lợi, nhất là khi nghe giảng pháp mà họ không hiểu cũng chẳng nhớ gì. Tôn giả Chu Lợi là một thí dụ lịch sử sinh động nhằm chứng minh rằng lòng từ bi và tâm chí thành tha thiết thực hành Phật Pháp có khi quan trọng hơn một đầu óc tri thức thế gian sắc sảo. Trưởng lão Chu Lợi bàn đặt tiếng Phạn là Kula Banthaka, tiếng Tạng là Chunda, là một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật với danh hiệu Bậc Liễu Nghĩa Đệ Nhất. Trong Tăng Chi, chương 1 Pháp liệt kê các vị tỳ kheo đại đệ tử, Ngài Chu Lợi được nhắc đến 2 lần. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta, có thể dùng ý hóa thân, tối thắng là Kula Banthaka. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta, thiện xảo về tâm thắng tiến, tối thắng là Kula Banthaka. Trong Tăng Nhất A Hàm, chương 1 Pháp thuộc Hán Tạng cũng có đề cập đến Ngài. Tỳ kheo bậc nhất trong chúng thanh văn của ta, về tài hay thay đổi hình dạng,
tạo mọi thứ biến hóa chính là tỳ kheo Chu Lợi Bàn Đạp. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Quý vị. Bốn anh em. Một gia đình nọ có bốn huynh đệ. Người anh cả trước 40 tuổi chuyên sát sinh ăn thịt, tính trong thập ác nặng hay nhẹ gì cũng đều phạm, không ác nào mà chẳng làm. Đến 40 tuổi nhờ đọc Lục Tổ Đàn Kinh mà phát tâm tu hành, tính đến nay đã 20 năm. Tuy trải qua đủ mài dũa gian lao, nhưng anh trọn chẳng thối tâm. Anh kể cho các bạn đồng tu nghe, mình đã nhớ ra nhiều đời trước từng là đệ tử Phật, do dâm tâm chưa đoạn nên bị đọa làm rồng. Đến đời này được gặp lại Phật Pháp nhờ Bồ Tát Quan Thế Âm từ bi cứu độ mà biết đường về nhà. Nếu không nhờ tu học theo Phật Pháp thì chắc chắn mãn đời này anh sẽ vào bụng bò, dê, do anh ăn thịt bò, dê quá nhiều nên biết mình chết rồi ắt sẽ làm bò, dê. E là phải nếm cảnh bị lột da xẻ thịt mấy trăm lần, rồi tiếp theo phải làm heo để trả nợ, kế đó là làm cá, tôm, kiến, trùng, muỗi, vân vân. Nghĩa là phải làm súc vật vô số kiếp để trả nợ sát sinh. Như vậy thì biết đến bao giờ mới được mang thân người trở lại? Có tính cũng không tính xuể. Nhờ tu mà anh mở sáng túc mệnh, nhìn thấu các đời. Anh kể về chú hai em mình lúc 30 tuổi bị chết vì bướu não. Anh nhìn ra chú hai vốn là từ trong loài heo tới, giờ lại đầu thai làm heo nữa, chính là con heo trắng đầu to trong nhà. Biết rõ điều này rồi, vì thương em nên anh thiết lập bàn hương án, chí thành lễ Phật quỳ tụng 108 biến chú Đại Bi cầu cho em. Sau đó anh theo dõi thì thấy con heo trắng đầu to bỗng lăn ra chết bất ngờ và được sinh lên cõi trời. Anh nhìn thấy rõ cảnh chú em hiện giờ đang quét vườn hoa. Anh nói thầm, được ở trên trời thì dù có quét hoa viên cũng còn sướng hơn là bị đọa trong cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Anh hy vọng nhị đệ dưới lực gia trì của chú Đại Bi tương lai sẽ về nhân gian tu hành, học Phật, xuất ly tam giới, viên thành Phật quả.
Phần chú ba và chú tư ngay từ lúc bé đã không ưa chơi đùa cùng nhau. Lớn lên thường hay vì chút chuyện nhỏ mà đánh nhau, nên nhiều lần bị cha mẹ trách mắng. Sau khi họ thành gia rồi, lại vì nhà đất mà tranh giành, gây hấn nhau suốt mấy mươi năm. Anh cả dùng đủ cách giáo hóa mà chú tư tuy có tin Phật, nhưng nếu buộc phải bỏ tranh chấp thì khó hơn lên trời. Anh cả kể, hai chú em này kiếp trước là hai con rồng xanh, kiếp đó họ cũng không hòa thuận, một bề gây đánh nhau cho đến khi đầu thai vào nhân gian. Kiếp này nếu họ không hóa giải oán hận, thì chắc chắn do những ác nghiệp đã tạo, họ sẽ xuống địa ngục. Rồi từ địa ngục lên sẽ đọa vào súc sinh, tiếp tục tranh đấu giằng dai không dứt. Anh cả tâm sự, mình đã khuyên giải họ hơn 20 năm nay mà vô hiệu. Đây là do bởi nhiều đời họ tạo nghiệp ác sâu nặng, đối với Phật Pháp không có lòng kính tin. Gia đình tụ hội cùng nhau là do thiện duyên hay ác duyên, vô duyên thì không tụ, hoặc vì đòi nợ hay trả nợ mà tìm đến, không nợ thì chẳng tới. Sau này, anh cả đã vì cha mẹ và hai em tụng 108 bộ kinh Địa Tạng. Hai tháng sau, mẫu thân bắt đầu thay đổi trước tiên. Tiếp theo là chú ba, chú tư quyết định buông bỏ oán thù xưa, không còn tranh giành ầm náo với nhau nữa. Cho dù đây chỉ là bắt đầu, nhưng mối oán kết suốt hơn 30 năm được chuyển hóa trong một ngày. Đây không thể không ca ngợi uy thần công đức của kinh Địa Tạng. Tôi kể câu chuyện có thực này ra là mong các đệ tử Phật sớm buông bỏ hết mọi ân oán cá nhân, đừng do dự nữa. Vì một khi vô thường tới, những ân oán chưa kết thúc này sẽ biến thành chướng ngại mạnh mẽ, ngăn cản bạn ra khỏi tam giới. Có câu rằng, chịu thiệt thòi chính là chiếm ưu thế. Buông xả chính là được tất cả. Xả có nghĩa là quên triệt để tất cả hận, yêu trong dĩ vãng, đắc quả liễu sinh thoát tử, lìa khổ được vui. Bất kể bạn sinh ra là nữ hay nam, bạn đâu biết lúc nào mình chết. Cho dù có sống đến trăm năm, bạn cũng không rõ cách chết của mình ra sao. Là bệnh hoạn hành chết hay bị hoạn tử, hoặc chết lành, đã có sinh thì phải có tử. Bất kể cả đời bạn sống trong nghèo túng hay vinh hoa phú quý, thì cuối cùng rồi ai cũng phải lìa đời tay không, ra đi trong tiếng khóc vĩnh biệt của thân quyến. Giống như bài Hảo Liễu Ca đã viết: người đời đều hiểu thần tiên tốt, duy có công danh quên chẳng được. Vui dày thuở xưa nay đâu rồi, chỉ có mồ hoang xanh cỏ thôi. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, duy có tiền vàng quên không nổi. Trọn ngày chỉ hận trữ chưa đầy, mê mãi đến khi nhắm mắt ngủm. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, nhưng nào có quên được yêu đương. Sống nghe bạn tình nói mật đường, mình chết rồi họ theo người khác. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, nhưng luyến cháu con buông không được. Si tâm phụ mẫu đeo mang nhiều, nhìn đi được bao con cháu hiếu. Đây là bài ca mà đạo nhân hay ngâm nga, giải thích rất rõ. Vạn sự trên đời, liễu tức ngộ là tốt nhất. Nếu muốn tốt thì tu cho liễu. Chữ liễu trong đây chính là khai ngộ, buông tất cả thế gian, tu đạo bồ đề, lìa khổ được vui, tức là liễu, cũng là hảo. Thế gian chớ vội phê bình người tin Phật là kẻ chán đời, không có tâm hướng thượng. Ngược lại là khác, người tin Phật chân chánh luôn có nhiều cống hiến tốt đối với xã hội quốc gia. Bởi việc họ nghĩ đến đầu tiên là lợi ích của quốc gia, là chuyện được mất của tha nhân. Bao giờ họ cũng nghĩ cho người trước nhất và lấy lợi ích của tha nhân làm lợi ích của mình. Vì vậy, việc người Phật tử cần làm trước tiên là phải nghĩ cho chúng sinh, dùng lòng từ bi bình đẳng mà đối với tất cả chúng sinh, tuyệt không có lòng muốn ăn thịt chúng sinh.
Người học Phật chân chính nhất định là không có chút mảy may dị kỷ, chuyên nghĩ đến lợi người, luôn tuân thủ kỷ luật, giữ phép tắc, hiếu kính song thân. Như vậy mới là người học Phật có chánh tín, chánh tri, chánh kiến, chánh hạnh. Nếu là người sơ cơ muốn nghiên cứu kinh Phật, tôi đề nghị trước tiên bạn nên tìm đọc Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh do Ngài Tuyên Hóa giảng. Hãy nghiên cứu cho tỉ mỉ, kỹ càng. Tôi chắc rằng bạn sẽ ưa thích Phật Pháp. Bạn chỉ cần chăm chỉ đọc bộ kinh này thì đã có thể tăng trưởng trí huệ, có được hỏa nhãn kim tinh là đôi mắt sáng thần kỳ. Bất kể yêu tà nào cũng bị bạn nhận ra, nhìn thấu hết. Đương nhiên, nếu có chút sai lệch thì bản thân bạn cũng sẽ biết rõ thông suốt. Nếu bạn nghe người nói kinh Lăng Nghiêm là giả, chẳng phải Phật thuyết, thì tuyệt đối không nên tin. Vì người tuyên bố kia chưa làm được những điều như trong tứ trọng thanh tịnh minh hối nơi kinh Lăng Nghiêm dạy, nên họ rất sợ mọi người khi đọc kinh Lăng Nghiêm sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của họ. Nếu lời này là sai, tôi xin chịu đọa địa ngục. Xem kinh rồi thì bạn hãy bắt đầu thử bỏ mạnh ăn chay chừng nửa tháng xem. Tôi không dám nói thử làm một tháng vì sợ bạn thiếu kiên nhẫn không làm nổi. Nhưng ít nhất thì khi đọc kinh Lăng Nghiêm, trước đó 3 ngày bạn hãy khởi sự bỏ mặn ăn chay. Như vậy càng biểu lộ tâm thành tôn kính Phật. Hằng ngày, những lúc rảnh thì bạn ngồi hay quỳ tụng một bộ kinh Địa Tạng. Nếu nhà có người bệnh nặng thì tụng cho người bệnh. Nếu có thai phụ thì tụng cho thai nhi. Nếu có đại khổn nạn lớn gì chưa thể giải quyết, chẳng hạn như vợ chẳng thể mang thai, công tác không thuận lợi, thì hãy vì những con vật mình từng đã giết, ăn qua mà tụng kinh. Bạn chỉ cần tụng thành tâm, ắt sẽ có chuyển biến tốt. Bởi vì Phật Pháp là thuốc hay vi diệu không thể lường, mà bạn không phải tốn tiền nộp phí chữa trị. Tính ra nửa tháng hay một tháng bạn thí nghiệm bỏ mặn ăn chay đó, chẳng những không ảnh hưởng gì đến sức khỏe bạn, ngược lại còn khiến nó tốt hơn lên mà chẳng tốn tiền. Quả thực là thế. Nhất định bạn sẽ thấy được sức mạnh Phật Pháp và điều kỳ diệu không thể nghĩ lường. Nếu bạn thành tâm thực hành đúng như tôi khuyên mà không có cảm ứng thì quả là vô lý. Khi bạn chứng nghiệm được điều hay rồi, có tín tâm kiên định rồi, dần dần sẽ bước vào chánh đạo tu hành. Chúng ta tạo vô biên tội, chư Phật đều thấy rõ. Chỉ có sám lỗi trước, dứt lỗi sau, cải đổi tu sửa, mong nhờ lực gia trì của Phật, phát tâm bồ đề, nguyện như pháp tu hành mới có thể tiêu hết tội. Những người chuyên nghiên cứu tướng học, vừa thấy mặt hoặc xem tay bạn thì có thể đoán biết vận mệnh bạn ra sao. Là bởi vì tướng mạo một người cũng tùy thuộc nhân gieo đời trước đến nay đã kết quả. Khi nhìn quả trổ, đương nhiên có thể suy ra nhân đã gieo. Thí như chúng ta thấy một người có tướng lưỡi rộng dài, mềm mại, hồng tươi. Khi lè ra, nếu có thể che mặt và liếm đến mí tóc, thì biết đây chính là một trong các quả lành do nhiều đời họ không nói vọng ngữ. Thực ra, không nói láo còn chiêu nhiều quả tốt khác nữa. Thí như lời nói ra người người đều tin. Do vậy mà chúng ta có thể căn cứ vào tướng mạo đặc trưng để nói ra số mệnh đặc định. Thực ra có nói tới nói lui thảy đều là tác dụng của luật nhân quả mà Phật từng thuyết giảng thôi. Nhưng tu hành có thể cải đổi số mệnh. Phật giáo chủ trương tất cả đều do tâm tạo. Mọi sự tùy thuộc nơi mình, chẳng chấp nhận hay cam chịu số mệnh, bởi chỉ có chính ta mới có thể cải đổi số mệnh mình. Phật giáo không tán thành việc đoán mệnh xem tướng, bởi vì việc khăng khăng tin chấp theo bói mệnh đoán tướng sẽ đóng bạn dính cứng vào định đặt của túc mệnh. Phật là bậc đại giác, là bậc thầy đức hạnh viên mãn của trời người, được gọi là Thế Tôn. Lời Ngài dạy chắc chắn không sai. Quan trọng ở chỗ, khi nghe Phật Pháp rồi, bạn không thể không hồi tâm quy hướng Phật,
khéo nắm bắt thời cơ, lo điều chỉnh nhịp sống của mình hướng thượng, tiến đến nẻo quang minh. Phật Pháp luôn đem lợi lạc đến cho muôn loài, như trận mưa cam lộ rưới xuống, vạn vật đều thọ ích. Hãy tranh thủ tham dự Pháp hội lễ Lương Hoàng Sám hoặc lễ một mình tại nhà cũng được, vì đây là dịp lành để sám hối. Chỉ cần nương theo sám văn nhắc nhở, bạn sinh tâm tỉnh ngộ, nhận ra những tội mình đã phạm trong đời này và sinh tâm ăn năn, thệ chẳng phạm lại nữa thì có thể chuộc tội. Tất nhiên, cũng đừng quên ngài tuyên hóa khai thị. Làm thiện mà muốn người biết thì không là thiện, làm ác mà sợ người hay là đại ác. Nếu như bạn phạm lỗi ác, không sợ người biết, thậm chí dám dũng cảm thổ lộ trước đại chúng, việc này có thể phát huy tác dụng giáo hóa người khác. Thế thì bạn đã chuyển ác nhỏ thành đại thiện. Mỗi vị Phật Bồ Tát đều có nguyện lực riêng để độ chúng sinh. Chỉ cần chúng ta thành tâm sám hối, Phật Bồ Tát đều nhìn rõ, thấy hết, biết hết, nhất định sẽ tiếp thọ tâm thành của ta, dùng lực đại thần thông gia trì cho ta. Tâm chân thành sám hối sẽ giúp chuyển biến vận mệnh, là then chốt quan trọng giúp ta ly khổ đắc lạc. Đã phát nguyện thì nhất định phải làm cho được, cần phải hành trì bền bỉ, không nên vừa được chút như ý liền phóng túng tái phạm. Phải hiểu, cơ hội dành cho người sám hối chuộc lỗi chỉ có một lần duy nhất. Có thể ví dụ thế này, nếu tôi lén trộm của bạn 1.000 đồng, tất sẽ bị bạn níu áo đòi đưa lên quan. Ngay lúc đó, tôi khẩn cầu năn nỉ, xin bạn hãy cho tôi cơ hội để sửa lỗi. Nhưng được một thời gian không lâu, tôi dở thói hư cũ, phạm tội tiếp, lén trộm của bạn 1.000 đồng nữa. Lúc này khi bị bạn bắt, tôi lại cầu xin bạn tha cho, thì xem như không được chấp nhận nữa rồi, bởi vì bạn đã mất lòng tin. Lúc đó, uy lực của 10 phương chư Phật cũng không cứu vãn được, xem như nợ trước nợ sau gì cũng đồng tính hết. Do vậy, hễ biết lỗi là phải sửa liền, đã hiểu thì nên thực hành ngay. Làm thế không những được quỷ thần cung kính mà còn được chư Phật Bồ Tát gia trì. Chương 4. Phát tâm Bồ Đề. Ngày nay, đại chúng trong đạo tràng đã rửa sạch tâm ô uế rồi. Lỗi thập ác, tội chướng không còn, nghiệp lụy đã hết, trong ngoài đều thanh tịnh. Kế đến, cần học tu theo các vị Bồ Tát, công đức trí huệ nhờ vậy mà sinh. Thế nên, chư Phật thường khen phát tâm là đạo tràng hay thành tựu được đạo quả. Xin đại chúng nên kiên tâm trì chí, chớ tưởng sống lâu mà để thời gian luống qua uổng phí, sau có hối cũng muộn. Bây giờ gặp thời cơ tốt thì đừng để phiền não che lấp tâm, ngày đêm nỗ lực phát tâm Bồ Đề. Giải thích. Tâm Bồ Đề tức là tâm Phật, công đức trí huệ vô lượng không thể nghĩ bàn. Hôm nay chúng ta có duyên lành được dự lễ sám thù thắng, không nên để phiền não thế gian che ám mình mãi. Đã biết tất cả đều là nhân duyên quả báo, ôm phiền muộn nào có ích chi, nên phát tâm Bồ Đề tu hành mới là hữu ích. Phát một niệm cầu giác ngộ, công đức tính không hết. Huống nữa, nhiều người tự mình phát tâm tu học theo Phật, đồng thời còn tùy duyên hóa độ, khuyên người trì giới học Phật, tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ. Những người phát tâm này công đức lớn bao nhiêu? Giả sử có người 10.000 vạn kiếp đến nay hành vô lượng bố thí, đời này vẫn tiếp tục làm việc thiện kia, như thí tiền cho người nghèo, xây cầu sửa đường, lập chùa giúp tăng, tạo Phật tượng. Công đức họ có thể dùng cụm từ không thể nghĩ lường để ví von, nhưng so với kẻ phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh
thì không bằng một phần ngàn. Đủ thấy phát tâm Bồ Đề công đức lớn vô biên, không tính nổi. Sám văn: lại có người chỉ làm phước chớ không phát tâm vô thượng Bồ Đề, giống như kẻ cày ruộng mà không gieo hạt. Vì vậy, phải phát tâm Bồ Đề là tạo nhân cho việc chứng quả. Trước là báo ân chư Phật, sau là cứu vớt muôn loài. Vì vậy, Phật mới khen rằng: lành thay, vì muốn lợi ích cho hết thảy chúng sinh, phát tâm Bồ Đề là cách cúng dường lớn hơn tất cả. Phát tâm Bồ Đề không phải là chỉ phát qua một lần, mà phải phát luôn luôn, làm cho tâm Bồ Đề tiếp tục phát rộng lớn mãi. Vì thế, trong Kinh Phật dạy rằng, nên ở nơi hằng hà sa số chư Phật nhiều kiếp phát đại thiện nguyện. Giải thích: nếu có người chỉ biết trồng công đức phúc điền, tất nhiên kiếp sau sẽ được đại phú, hưởng vinh hoa bất tận. Nhưng nếu chỉ làm phúc mà không phát tâm vô thượng Bồ Đề, thì giống như kẻ cày ruộng không gieo giống. Người này dù phúc báo lớn cũng chỉ là hoa quỳnh nở một lần thôi, đây không phải cứu cánh. Vì vậy, khi được gặp Phật Pháp, vạn kiếp khó tương phùng này, thì chớ sai lầm để cơ hội qua mất, cần phải y theo lời Phật dạy phụng hành, phát tâm vô thượng Bồ Đề, dũng mãnh tinh tấn, bất luận bên mình có bao chướng ngại thử thách, cũng phải gắng tiến lên, hành cho viên mãn. Nếu chỉ lo tu huệ mà không tu phước thì cũng là thiếu sót. Nhiều người chỉ biết thắp hương lễ Phật, tham thiền tĩnh tọa, tụng kinh nghe Pháp mà không chịu bố thí, trì giới phóng sinh, tùy sức tạo phúc điền. Thậm chí, họ ngày ngày tụng kinh, giờ giờ niệm Phật, nhưng không lưu tâm sửa đổi các tập khí, tính nết xấu trong tâm. Phải biết huệ là hạt giống, phúc là phân bón, tâm là đất. Nếu có đất để trồng mà thiếu phân bón thì cũng không thu hoạch nhiều. Chỉ có phúc huệ song tu mới là con đường tốt, liễu sinh thoát tử. Thường người ta nghĩ hồi đó đánh một cái, giờ đánh lại một cái là huệ. Thực ra không có huệ, vì cái quả này còn là nhân quả sau nữa. Hột lúa hôm nay là quả của hột lúa ngày trước, là nhân của hột lúa ngày sau. Như vậy nó luôn chuyển hoài, chỉ khi nào lòng mình dứt, cởi mở bằng lòng, thôi thì mới hết đặng. Một người con bất hiếu với cha mẹ, con của người đó bất hiếu lại, mà nếu nó không tội là loạn, lấy gì làm tiêu chuẩn tội phước? Tội phước hết là do lòng mình cởi mở hết. Thí dụ như bây giờ mình không quán, cởi mở hết, dù mình bị oan ức việc gì đó, thì kẻ thù kia không bị mình trả, nhưng họ phải tự trả. Con chim đâu bắn lại thằng nhỏ. Do đó, nếu mình tự dứt ở lòng thì phần mình dứt. Còn nếu đối phương tự ôm lòng oán hận thù thì họ tự trả một mình và có nhiều cách trả. Ngay cả Đức Phật là người phước duyên đầy đủ, nhưng duyên báo đến cũng phải tự trả. Có lần Phật nhức lưng, người ta hỏi lý do tại sao thì Phật cho biết như vậy. Hồi trước, có lần Ngài đầu thai sanh trong dòng võ sĩ chuyên đánh đài. Một hôm võ sĩ đối thủ thương lượng với Ngài, giờ thua đi, hắn sẽ để tiền độ cho ăn. Hợp đồng xong, đến chừng xong trận đấu, hắn không giữ lời hứa, lấy hết tiền độ không chia cho Ngài. Sang năm sau, hắn cũng quỵt của Ngài nữa. Qua năm thứ ba, hắn cũng thảo luận, nhưng Ngài không chịu, bảo thân ai nấy giữ, không giả thua để hắn ăn nữa. Trận này, Ngài quăng hắn xuống đất gãy xương sống chết. Vì vậy, Ngài bị đọa địa ngục một thời gian lâu, trả quả. Cho đến giờ đã chứng quả Như Lai rồi mà còn dư báo bị hành nhất lưng. Tóm lại, nghiệp của thân với khẩu thì trả về cho thân, gọi là nghiệp chướng, tức là cái khổ làm cản trở việc tu hành hay hạnh phúc của mình. Còn tâm trả về cho ý, gọi là phiền não chướng, làm cho lòng mình buồn bực khổ sở, trả về tâm thần. Thân tâm thì ảnh hưởng lẫn nhau, như đã nói lúc nãy. Lỗi thân thân chịu giải dầu, lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê man.
âu sầu mê man là phiền não chướng, còn thân chịu giải dầu là nghiệp chướng. Tuy riêng nhưng chúng ảnh hưởng lẫn nhau. Thân lao khổ bất an lòng dạ, mình bị nghiệp chướng lòng có vui gì đâu. Lòng âu sầu thân thể mòn hao, thân không đau nhưng tâm hồn rầu buồn quá cũng dày mòn cơ thể. Mỗi một nghiệp báo gồm có y báo và chánh báo. Y báo là hoàn cảnh xã hội, là các môi sinh. Thí dụ mình sinh ở đây không may bệnh hoạn hay nghèo khổ đi nữa, mà y báo mình cũng hưởng được dòng sông nước ngọt Cửu Long Giang này, cây lành trái ngọt, trên cơm dưới cá. Mình hưởng chung những y báo này, còn bản thân mình thì nghèo. Chánh báo là trả cho bản thân, còn y báo là hoàn cảnh xã hội, là cộng nghiệp. Làm ăn mài dùng hậu gian này cũng sướng hơn làm người dân xứ Iraq. Ban ngày nóng 40 mấy độ, còn ban đêm thì tuyết rơi, gọi là thời tiết khắc nghiệt vùng Trung Đông. Mình hiểu được vậy để sống an vui với hạnh phúc hiện có. Tất cả việc lành dữ mình gây ra đều có nghiệp. Cái nghiệp cũng như cái nếp, mình kéo ra nó thẳng, buông lại nó nhăn, y cái nếp gọi là nghiệp. Mình tạo ra nhân lành dữ có cái nghiệp. Nghiệp có sức mạnh gọi là nghiệp lực, đem lại cho mình hạnh phúc hay khổ đau. Bởi vì cuộc sống hiện tại là do nghiệp lực của riêng mình, chứ không phải do trời hay Phật hoặc vua chúa gì cho được. Dầu vua chúa có ban là do nghiệp lành mình chiêu cảm. Ông vua Ba Tư Nặc thí nghiệm nhiều việc thật độc đáo. Hôm đó nhằm ngày đãi tiệc trong hoàng cung, các công chúa tụ họp lại rất đông. Nhà vua bèn hỏi: các con được hạnh phúc như vậy là nhờ ai? Các công chúa trả lời: nhờ phụ hoàng và mẫu hậu, nhờ phước đức của phụ hoàng và mẫu hậu mà các con mới được như vậy. Riêng có một cô công chúa đáp rằng: con nghĩ là nhờ cái nghiệp lực của con. Nhà vua nghe qua không ưa, không chịu câu nói đó. Một hôm nhà vua gặp một cậu công tử cha mẹ chết sớm, chỉ lo ăn chơi, làm tan quan sự nghiệp hết. Cậu ta làm không đủ sống, đến mức phải đi ăn xin. Nhờ dáng công tử nên thân không đến nỗi xác xơ. Vua Ba Tư Nặc kêu gả công chúa cho cậu công tử đó, cho của hồi môn, theo chồng, theo tục cổ xưa của người Ấn Độ. Nàng công chúa ôm của hồi môn của vua cho theo chồng. Nàng hỏi chồng: anh có giường đất gì không? Chồng nàng đáp: bán sạch hết rồi, chỉ còn một miếng đất rộng nhưng cằn cỗi nên người ta chê, không ai chịu mua hết. Công chúa nói: thôi, mình về đất nhà kiến tạo lại đi. Vợ chồng về nhà mướn nhân công làm lại miếng đất, bất ngờ đào gặp một số vàng lớn. Công chúa dùng số vàng ấy cất lên dinh thự. Về danh nghĩa đó là dinh của phò mã chứ không phải thường. Vợ chồng làm nên sự nghiệp hết sức lớn lao. Phần vua cha tuy vậy chứ không bỏ con được, cho người theo dõi con xem cuộc sống thế nào. Thấy con quá giàu có, vua cha hỏi thì công chúa cũng đem câu chuyện y vậy kể cho vua nghe. Vua bèn hỏi Đức Phật thì Phật trả lời: đúng vậy, người ta sống theo nghiệp của mình, không phải vua ban hay trời làm mà được, tự nhiên nó như vậy. Vua Ba Tư Nặc còn thử nghiệm nhiều việc táo bạo. Hôm đó ông đang ngủ trưa, thức dậy nghe hai tên lính cận vệ gác ngoài cửa nói chuyện. Tên thứ nhất nói: đời tao sống nhờ vua, vua nuôi dưỡng tao nên tao theo phụng sự vua, sống nhờ với vua. Tên lính thứ nhì nói: tao nghĩ không phải vậy, con người sống là do nghiệp lực của mình, chứ ai mà ban bố cho mình được. Ông vua muốn ban thưởng cho người lính thứ nhất, nhưng ban thưởng một cách kín đáo không cho ai biết. Vua nói với hoàng hậu: trưa nay tên lính nào đem đến nửa chai rượu của ta cho hoàng hậu dùng bữa thì hậu cho nó tiền bạc gấm dốc cho nhiều, đặng vợ con nó lập nghiệp sinh sống. Trưa hôm đó vua dùng cơm xong liền đưa nửa chai rượu cho tên lính thứ nhất và bảo đem đưa cho hoàng hậu. Không cho biết việc gì cả, mà hoàng hậu cũng không biết lý do nào vua ban thưởng cho tên lính. Tên lính thứ nhất xách chai rượu ra cửa thì bỗng dưng say sẩm chóng mặt, chảy máu cam không đi được. Hắn bèn kêu bạn lại nói: mày xách giùm tao chai rượu đem đưa cho hoàng hậu đi. Hoàng hậu bèn lấy vàng bạc gấm dốc giải sồ cho nó, bảo đem về cho vợ con xài. Vua thử một cách kín đáo như vậy. Thời gian sau nghe lại, tên lính được thưởng là tên lính thứ nhì.
tên lính nói sống nhờ nghiệp, chứ không phải tên lính thứ nhất. Vua giận mới kêu tên lính thứ nhất lại hỏi: Ta sai ngươi, tại sao ngươi lại sai ngược lại bạn của ngươi vậy? Tên lính thứ nhất thưa: Dạ thưa, con không dám như vậy đâu, vì vừa bước ra khỏi cửa con bị say sẩm chóng mặt, sợ trễ bữa ăn của hoàng hậu nên con mượn bạn con đi thế dùm. Vua đem việc đó nói với Phật. Phật nói: Đúng vậy, nó sống do nghiệp nó, chứ không phải vua ban hay trời Phật ban mà được. Vậy nghiệp lực nó giúp cho mình tiến bộ hay làm cản trở đường tiến hóa của mình, như nghiệp chướng và phiền não chướng. Phần 9. Sự nặng nhẹ của nghiệp thiện ác. Nghiệp mà mình gây ra cũng có nặng có nhẹ. Bất cứ nghiệp gì của mình gây ra, lành hay dữ, đều có nặng nhẹ và phân ra làm ba: thượng, trung, hạ. Nghiệp lớn, nghiệp vừa và nghiệp nhẹ hơn hết. Ba cái nghiệp thượng, trung, hạ đó, mỗi cái còn phân ra làm ba lãnh vực là ngoại cảnh, nội tâm và thời gian khởi tâm. Còn có vấn đề nữa là có khi ý nặng mà thành quả nhẹ. Người ta muốn thuốc chết hết cả nhà, kẻ thù lén để thuốc độc vô đồ ăn nhưng khiến chủ nhà chưa ăn, con chó nhảy vô ăn bị chết nên chủ nhà phát giác ra không ăn bữa cơm đó. Cái ý rất là nặng mà thành quả nhẹ. Còn đôi khi ý nhẹ mà thành quả nặng. Mình luyện cái tô bể qua cửa sổ, chẳng ngờ chúng người ta bể đầu. Học hiểu sự nặng nhẹ của nghiệp để mình biết rõ nhân quả. Một, ngoại cảnh. Lấy thí dụ đơn cử việc sát sanh, nghiệp sát, để làm đại diện cho tất cả các nghiệp khác. Nếu mình sát lớn thì tội lớn, mà sát nhỏ thì tội nhỏ. Mình sát hại bậc đại phước điền là bậc chân tu hay người ơn, cha mẹ của mình thì tội lớn lắm. Nếu mình giết một con vật thì cái ác nó ít, mà nếu mình giết cha, giết mẹ thì cả thế gian nguyền rủa. Việc đó lớn chứ không phải tánh mạng ai cũng vậy. Giết một người thù, một tên giặc cướp đất nước của mình nó khác, còn giết một người ơn tội lớn hơn. Đó là đối về ngoại cảnh mà Phật gọi là những bậc đại phước điền, người chân tu, người ơn của mình. Người có phước đức lớn mà mình hại người ta là tội lớn. Còn giết đồng đẳng chúng sanh thì tội bậc trung, và giết hạ đẳng chúng sanh thì tội bậc hạ. Giết con chó thì tội không ngang với giết cha mẹ được. Cho nên phần ngoại cảnh tác động vào thượng trung hạ của nghiệp như sau: giết lớn thượng đẳng chúng sanh thì tội lớn, giết vừa đồng đẳng chúng sanh thì tội vừa, giết nhỏ hạ đẳng chúng sanh thì tội nhỏ. 2. Nội tâm. Về phương diện nội tâm thì có sân hận, cố ý giết là tội lớn. Không sân hận mà cố ý giết thì tội bậc trung. Như một người đi lính vì bổn phận chống trả kẻ xâm lăng, chớ lòng không sân hận, cũng cầm súng giết giặc, vậy thì tội bậc trung. Một người giận con chó phang cây ngay nó, người ấy tại giận mà phang chứ không biết rằng cái phang đó làm con chó chết thì tội bậc trung vì không tính giết nó. Vô tâm mà ngộ sát thì tội bậc hạ. Đây là phần nội tâm và thượng trung hạ của nghiệp. Có người không sân, không cần cố ý mà gặp con gì cũng giết, chặt đuôi, cắt cánh. Đó là do tâm thuần ác rồi, không đợi đến sân mới làm. Bởi do tánh quen rồi, đó là tội nặng. Tuy nó là nội tâm không sân mà cũng không cố ý, tại tâm quen thuần ác nên gặp là giết. Còn gặp người khác hay giúp đỡ gọi là thuần thiện. Tuy nội tâm không cần vận dụng tâm ý cho lắm, nhưng thuộc về thuần nên tội lớn mà phước cũng lớn. Còn vô tâm mà ngộ sát là tội bực hạ. Xe hơi lỡ cán người ta chết án có mấy tháng, còn người cố ý đâm người ta chết án tới mấy chục năm. Đó là sự việc thực tế chứ không thuộc về giới luật hay tôn giáo gì cả. 3. Thời gian khởi tâm. Về việc làm, nếu cố ý và vui với thành quả thì tội lớn. Thí dụ như mình tổ chức một cuộc đi săn, bước đầu ai cũng hăng hái hết, rồi khi săn được mồi nhiều rất mừng và vui vẻ ăn tiệc nữa. Nếu vui với thành quả sát hại thì tội lớn. Lúc đầu cố ý nhưng sau hối hận thì tội bực trung. Lúc đi săn ai rủ cũng mừng, nhưng giết con mồi rồi nghĩ lại tội, hối hận thì tội giảm đi phân nửa. Còn vô tâm ngộ sát
mà sao lại hối nữa thì tội nhẹ hơn hết. Mình vô tâm đụng người chết hay đạp con vật gì chết, sao mình hối tiếc tự nhủ, phải mình cẩn thận chút nữa thì đâu xảy ra chuyện đáng tiếc này, thì tội nhẹ nhất. Đây là đơn cử nghiệp sát. Còn tất cả các nghiệp khác cũng vậy, dầu nghiệp ác hay nghiệp lành, mình làm lành với bậc thượng đẳng chúng sanh như là nuôi cha dưỡng mẹ, giúp đỡ người tu hành hoặc cứu một ông vua thì được phước lớn lắm. Bằng ngược lại, làm ác với bậc thượng đẳng chúng sanh như xúc phạm ông vua thì mang quả lớn. Đối với bậc thượng đẳng chúng sanh, dầu ta làm thiện hay làm ác thì phước và tội đều lớn cả. Chuyện này thì cũng hợp tình hợp lý lắm. Còn đồng đẳng chúng sanh thì phước và tội bậc trung, hạ đẳng chúng sanh thì phước và tội bậc hạ. Đứng về phương diện tha thứ, lấy tâm đức thương xót mà tha thứ cho chúng sanh, hễ ta tha hạ chừng nào thì đức của mình lớn chừng ấy. Mình nói tha cho người lối sớm, chứ mình không tha chưa chắc mình giết họ nổi hay họ giết mình. Còn đối với con vật nhỏ nhen, mình giết nó giờ nào cũng được, nhưng mình thương nó, tha nhỏ lại đức lớn. Còn mình nói tha cho ông vua, chớ chưa biết chắc là ai tha cho ai. Con kiến mình muốn giết lúc nào cũng được, vì nó không có tư cách pháp nhân. Nhưng mình không nỡ, mình phủi nhẹ cho nó đi, chớ giết nó thì dễ dàng. Có đức lớn làm việc nhỏ này mới được. Nó có chiều ngược chỗ này. So sánh giữa nghiệp sát và tâm đức, ta thấy trái ngược nhau. Sát lớn thì tội lớn, sát nhỏ thì tội nhỏ, tha nhỏ thì lại đức lớn. Một người bằng mình, ngang hàng với mình, nói tha không giết thì chưa chắc là ai tha ai. Hiểu được sự nặng nhẹ của nghiệp sát, nghiệp lành dữ này giúp cho mình biết làm sao cho nhẹ bớt lại, đỡ đi dầu cũng làm y như họ vậy. Hai người lính cùng đi đánh giặc, một người thì cố ý nóng giận, có khi giết được giặc rồi còn mổ bụng nữa. Bề nào tên giặc cũng chết rồi, nhưng cái ác của người đó lớn. Còn một người cũng đánh chết giặc như vậy mà không có ác tâm thì tội nhẹ hơn. Biết sự nặng nhẹ để tránh hoặc làm nhẹ bớt các nghiệp lỡ làm ra. Thí dụ mình vui vẻ đi săn với người khác, săn rồi thấy một đống chim hay đống thú chết, mình cảm thấy đau lòng và hối hận về việc đi săn vừa qua thì tội nhẹ lại. Có người thắc mắc hỏi, ăn một con cá lớn và một tô tép nhỏ thì cái nào tội hơn? Đây bác hai không trả lời, nhưng bác cho biết là sát lớn tội lớn, sát nhỏ tội nhỏ, sát ít tội ít, sát nhiều tội nhiều. Trong nghiệp sát còn có vấn đề tinh thần nữa. Nếu ta giết loài hiền hoặc khôn ngoan thì tội hơn là giết loài ngu đần hoặc hung dữ. Mình giết một người tu và một tướng cướp thì hai vấn đề đó khác nhau hẳn. Kẻ hung dữ nếu mình giết thì tội ít hơn là người hiền lương. Loài thú cũng vậy, nếu loài nào tiến quá nhiều mà mình giết thì tội nhiều, vì nó biết đau khổ nhiều. Có câu chuyện vào mùa hạn, một nhóm người đi đồng dưới lung cạn, lá sen nằm xốp lớp, lại có một lá cứ phập phồng lên xuống. Nhóm người nọ nghi mới lấy chĩa xôm xuống thì bắt được một con sấu trắng tươi nằm sâu khoảng 2 thước. Con sấu này nằm trầm dưới sâu đặng tu. Họ bèn kéo sấu về làm thịt ăn. Về sau số người ăn thịt sấu thì tan quan hết, có người chết, có người đi biệt xứ. Số người này ăn nhầm con sấu tu tiến quá lên nên tội lớn. Cũng như vậy, nếu người ơn của mình hoặc bậc thượng đẳng, bậc hiền lành mà mình xúc phạm tới thì tội hơn là kẻ dữ, kẻ ác. Phần 10. Quân tập chủng tử. Hành động là sản phẩm của tư tưởng, là kết quả của ý tưởng mình. Vì vậy, nếu mình thay đổi các tư tưởng tốt, bỏ các tư tưởng xấu thì gọi là quân tập chủng tử. Quân tập chủng tử gồm có quân sanh, quân trưởng và hiện hành. Quân sanh là mới khởi ý tưởng, quân trưởng là ý tưởng đó chín mùi, và hiện hành là thực hiện việc đó. Thí dụ như mình thấy người ta tu hiền lành mà thảnh thơi an vui, hiện giờ mình chưa tu, mình thấy thích thì đó là mình quân tập chủng tử tốt trên đường tu chứ chưa tính tu. Việc đó lặp đi lặp lại hoài, mình có ý tưởng khi nào rảnh sẽ tu. Khi quân trưởng đã lớn lên, ý chí được nung đúc nhiều lần, ý tưởng đã chín mùi, hột giống đã già rồi, thì sinh ra hiện hành
là mình đi tu. Lúc đó quân sanh và quân trưởng trở thành hành động. Mình thấy việc gì mà có ý muốn là khởi quân tập chủng tử. Khi nãy nói đến thiện ác là nhân sanh quả, bây giờ nói sâu hơn, sở dĩ mình làm việc đó tại vì có chủng tử quân tập trong tâm hồn mình. Quân tập một lần thì chưa thành quả, mà phải nung đúc trưởng thành lên mới sinh ra hiện hành, tức là hành động kết quả của tư tưởng của chủng tử. Hiện hành rồi thì việc này nó trở thành nhân, rồi hậu quả của hiện hành là quả. Nhân quả liên tục như con gà đẻ ra trứng gà, rồi trứng gà nở ra con gà. Không việc nào trước, việc nào sau, liên tục hoài, không chấm dứt. Sở dĩ có quân tập chủng tử là do cảnh sanh tâm. Có một ông bị bắt giam, thấy cảnh tù đài, mới nhớ lại tại mình phạm pháp giờ phải bị tù. Nếu mình tu hiền như mấy người bạn hiền, giờ lo học đạo, làm rẫy bái yên vui, đâu phải lo cải sửa. Đó là cách quân tập chủng tử do cảnh sanh tâm. Chủng tử này lớn dần chín mùi. Sau đó ông này quyết định đi tu, tức sinh ra hiền lành, tức tâm sanh cảnh. Hai việc này trái ngược nhau. Lúc trước cảnh sanh tâm, còn giờ là tâm sanh cảnh. Mình mến đạo quá, nhất định ngày nào đó mình sẽ đi tu. Hai người ăn trộm đều bị bắt bỏ tù. Một người thì nghĩ tại mình đi theo con đường xấu, nếu tu thì đâu phải như vậy, giờ phải cải sửa lại, đó là quân tập chủng tử tốt. Còn người kia nghĩ mình dở, đi không khéo, lựa không đúng giờ và điều nghiêng không kỹ, nên mới bị bại lộ. Sao phải điều nghiêng lại cho kỹ? Họ cũng quân tập chủng tử, nhưng đây mới chỉ là hạt giống. Thực ra cũng là kết quả của quá khứ, của quá trình của mình. Mình có tâm hướng thiện hay tâm hướng ác, thì ngay giờ mình quân tập chủng tử cũng theo hướng đó vậy. Cũng nói trong chiều sâu, người tu nếu lưu tâm đến quân tập chủng tử sẽ khỏi bị kết quả xấu. Đó cũng là lý do chuyển họa thành phước. Tuy ở trong tai họa bị giam cầm hay đau ốm, nhờ quân tập đó mà trở lại con đường lành. Chuyển họa làm may hay chuyển họa làm phước là vậy. Hoặc ngược lại, trong cái phước đó mà thành họa, như hồi trước mình làm việc phước, giờ giàu có, tính gì được nấy, làm gì thành công đấy. Trong hoàn cảnh đó, mình đâm ra tự đắc, nghĩ mình có tài, nên tính việc làm xấu cho mau phát đạt hơn. Người có uy thế và tiền bạc rất dễ làm ác, bởi thế quân tập chủng tử xấu thì chuyển phước thành họa. Tóm lại, tùy theo quân tập chủng tử tốt hoặc xấu mà ta có thể chuyển họa thành phước hoặc chuyển phước thành họa. Giờ ta thử xem chủng tử xấu có diệt được hay không. Chúng ta đã biết cách quân tập chủng tử rồi, hoặc tốt hoặc xấu, mà những chủng tử xấu lỡ quân tập rồi, chúng ta có thể diệt được hay không? Trong sách nhà Phật, muốn diệt những chủng tử xấu thì phải luôn luôn quân tập những chủng tử tốt đối nghịch, đối lập với nó, không để nó sinh ra hiện hành. Một là không để chủng tử xấu sinh ra hiện hành, hai là quân tập chủng tử tốt để nó trấn áp lại. Thí dụ, đánh người ta lỡ rồi muốn đổi quả xấu thì khó, chứ còn nghĩ muốn đánh nó mà chưa đánh thì đổi lại được. Nhân quả đổi được ở chỗ nội tâm. Đánh người ta rồi nói về để đổi lại thì không được. Nó còn ở trong chủng tử thì dễ đổi. Nếu mình gây nghiệp quả bất lành thì đời đời kiếp kiếp biết khi nào yên được. Mình nên tha thứ nhau bằng cách quân tập chủng tử tốt lại, đối nghịch để diệt chủng tử xấu. Nó quân sanh mà không được quân trưởng thì từ từ hột giống non xấu đó sẽ úng luôn, không thành hình được và không lên được. Khi một chủng tử sanh ra hiện hành rồi thì nó có sức tự biến. Nhiều tự biến giống nhau thành ra cộng biến. Hễ tự biến thì có biệt nghiệp, mà biệt nghiệp thì có biệt quả. Còn cộng biến thì cộng nghiệp, mà cộng nghiệp thì cộng quả. Thí dụ trước kia nhà mình chứa bài, giờ mình quân tập chủng tử lành tốt hơn. Chừng chủng tử sinh ra hiện hành là mình nhất định tu, thì nó có sức tự biến, là ngôi nhà đó không còn gọi là nhà chứa bài nữa, mà gọi là nhà tu. Gia đình đó giờ gọi là gia đình tu hành. Nó có sức tự biến đổi hoàn cảnh của mình đi.
sức tự biến đó thành ra biệt nghiệp của mình rồi có biệt quả. Nhiều cộng biến giống nhau, tương đồng với nhau sinh ra cộng nghiệp. Cho nên các bậc cứu đời cũng dùng sức tự biến điên của mình mà gây nên cộng biến. Mình tự làm sáng tỏ đạo đức nơi lòng mình rồi, đem điều đó ra phổ hóa cho nhiều người đồng hưởng ứng, việc đó thành ra cộng biến. Nhiều hiện hành giống nhau, nhiều tự biến giống nhau, gây thành cộng biến. Người ta nói xóm đó là xóm đạo, làng đó là làng đạo, xứ đó là xứ đạo, do nó có sức biến đổi. Hễ cộng biến thì có cộng nghiệp và cộng quả. Thí dụ trong việc loạn ly là cộng nghiệp, ai cũng phải chạy, cũng phải tan nhà nát cửa, nhưng mà trong cộng nghiệp đó nó có biệt nghiệp riêng. Có người chạy đi rồi về trở lại thấy nhà cửa còn nguyên, đồ đạc không thất thoát, không bị thương tích. Có người về tan quan hết sự nghiệp, bị thương tích què quặt tật nguyền. Có người sự nghiệp còn nhưng bị thương tích. Cùng chung một cảnh loạn ly là cộng nghiệp, nhưng trong đó có biệt nghiệp riêng của mỗi người. Cộng nghiệp dung hòa nhau và trả chen với nhau, chứ không phải ai cũng giống như nhau. Bậc siêu nhân cũng dùng sức tự biến của mình để khơi lên sức tự biến của quần chúng. Tự biến làm nên cộng biến để có cộng nghiệp làm thay đổi thế giới, chứ một mình không làm được việc. Thánh nhân cũng thay đổi được thời thế, không phải nhờ ở phù chú hay phép tắc gì, mà nhờ dùng sức cảm hóa tất cả mọi người chung quanh mình, đồng thời có một tư tưởng quan niệm, một đường hướng để gây thành cộng biến đó. Trong 37 phẩm trợ đạo của Đức Phật dạy, có phẩm tứ chánh cần là bốn điều rất cần thiết và cũng rất khế hợp với nhân quả. Việc ác chưa sanh, đừng cho sanh. Mình chưa quân tập thì đừng quân tập, đừng cho nó sanh ra. Việc ác đã sanh, mau đoạn dứt. Lỡ quân tập chủng tử xấu rồi phải trừ, phải mau chấm dứt nó bằng cách quân tập chủng tử ngược lại. Việc lành chưa sanh, hãy mau sanh. Mình chưa có chủng tử tốt, hãy mau quân tập cho có. Có chủng tử tốt mới có việc làm tốt được. Việc lành đã sanh, hãy tăng trưởng. Đã có chủng tử tốt, hãy phấn đấu làm cho nó tăng trưởng thêm lên. Đây là bốn một chánh yếu mà Phật dạy trong tứ chánh cần. Nó cũng như nhân quả, mà nhân quả ở chiều sâu, từ tư tưởng sanh ra hành động. Tứ chánh cần này cũng liên quan đến quân tập chủng tử. Chủng tử là hạt giống để sanh ra kết quả tốt. Đến đây bác hai tạm kết luận về nhân quả. Học hiểu tỏ tường luật nhân quả, chúng ta sẽ được những việc sau đây. 1. Không tạo ác nghiệp, dựng chí tu tiến. Mình biết rõ mình là chủ nhân ông, số kiếp của mình thành ra vững vàng, tu tiến không tạo nghiệp ác, vì tạo thì nhận quả khổ. Do đó, dù lợi lộc bao nhiêu cũng kiên quyết không tạo nghiệp ác, vững chí tu tiến, dù gian nan cách mấy, vì mình biết rõ nhân nào quả nấy. 2. Không tự hào lúc giận thới. Trong lúc mình may mắn, được thời cũng không tự hào, vì mình biết đó là nhân quả, không ỷ lại tài và không tự đắc. 3. Không oán than cơn bỉ cực. Mình tu hiền, không gây gổ với ai, lúc nào cũng nhịn, mà họ còn mắng mình như vậy cũng là ít. Nếu mình hung dữ, có khi còn xảy ra việc đánh lộn hoặc tới mức nào nữa. Nó lớn về không gian và kéo dài thời gian nữa. Việc nhỏ thành ra việc lớn và kéo dài tới kiếp sau. Mình biết vậy nên vui trả món nợ tiền thiên, vì nó giảm rất nhiều và không phiền trong tâm. Mình thiếu nợ 10 triệu mà chỉ trả 1 triệu là huề thì không còn gì phải mặc cả. Nếu không tu thì không biết trả đến mức nào nữa. 4. Không mê tín dị đoan. Mình biết mình là chủ nhân ông của đời mình rồi nên không mê tín. Con người sống nhờ nghiệp riêng của mình chứ không phải do trời hay vua chúa ban cho được. Chính mình chủ động trong cuộc sống của mình. 5. Biết cách làm giảm quả khổ và tăng quả vui. Về phạm vi trợ duyên,
Việc tu hiền của mình hiện tại gây thành môi xinh đẹp, trợ duyên cho giống lành tăng và hạ giảm giống khổ. Chính cái hạnh kiểm hiền lành của mình sẽ làm giảm quả khổ và làm tăng thêm quả vui. Nếu có bạn lành, không biết tiền kiếp có duyên nghiệp với nhau như thế nào mà bây giờ thấy nhau thương yêu giúp đỡ nhau, thay vì giúp đỡ có 5 phần mà giúp mình tới 10 phần, vì hiện giờ thấy mình hạnh kiểm quá tốt, đó là tăng quả vui và giảm quả khổ. 6. Biết cách xây dựng tương lai theo ý muốn. Biết rõ nhân quả nên mình biết cách xây dựng tương lai bằng cách gieo nhân tốt hiện tại để hưởng quả về sau. Nếu mình trồng ớt mà muốn trổ trái cam thì việc đó không có được. Muốn ăn cam thì gieo cam, muốn ăn ớt thì gieo ớt. Biết xây dựng tương lai theo ý muốn của mình. Học nhân quả xong rồi, chúng ta hãy quyết định trước khi làm điều gì, hãy xem xét đến hậu quả của nó. Ta xem xét việc đó có hậu quả thế nào, rồi hãy bắt đầu làm. Giờ xin bàn luận rộng thêm một hai câu chuyện vui về nhân quả. Có người hỏi bác Hai như sau: Bác Hai, mình đau rồi mình uống thuốc cho mạnh, không biết có sai việc nhân quả hay không bác? Bác Hai trả lời: Nhân quả mình có thể làm tăng giảm, được nói về phần trợ duyên. Bác nói một cách cụ thể hơn: Hồi mình gieo nhân khổ, tại vì mình ngu nên mới gieo nhân ác gặp quả khổ. Giờ mình khôn rồi có thể làm nhẹ lại, vậy nó cũng hợp với lẽ phải, hợp với nhân quả. Mình hiểu rành rành nhân quả nó có nhiều cái lợi lắm. Mình biết cách xây dựng tương lai, tránh bớt các nghiệp khổ. Nếu có phạm tội mình cũng biết cách làm cho nó nhẹ đi. Có một quyển kinh kể lại chuyện đối đáp giữa nhà vua và một vị hòa thượng như sau. Vị hòa thượng nói: Mình thông hiểu luật nhân quả, giờ mình có phạm tội nó cũng nhẹ. Vua bèn nói: Vậy những người nào biết luật mà phạm luật thì trẫm không phạt nặng, còn những người không biết luật mà phạm luật thì phạt nặng hơn hay sao? Vị hòa thượng không trả lời câu nói đó mà hỏi lại nhà vua: Một người biết lửa nóng và một người không biết lửa nóng, vậy hai người cùng bọc lửa thì ai phỏng nặng hơn? Người không biết lửa nóng phỏng nặng hơn. Vị hòa thượng nói: Cũng như mình đã học qua sự nặng nhẹ của nghiệp sát, cùng là một công việc mà người tội nặng người tội nhẹ, do đó học nhân quả có lợi, làm mình tránh bớt đi những nghiệp nặng nề của mình. Ở đời nhiều khi không thể không làm những nghiệp sát, thí dụ như làm ruộng phải xịt sâu phun thuốc sát trùng chẳng hạn, những việc này không tránh được. Nhưng người hiểu luật nhân quả có thể làm giảm đi những quả báo khổ, cái nhân ác của mình. Bác Hai có người bạn là anh Hai làm ruộng giết cua dữ lắm. Những con cua nào ở trong ruộng ảnh thì ảnh mới giết, còn đi dọc đường gặp cua hay cua ở chỗ khác thì không động tới. Ảnh thường nói nó không dính líu tới mình thì mình giết làm chi, kẹt lắm nó ở trong ruộng mới phá mới bắt giết nó thôi. Còn có những người cứ gặp cua là đập là bắt, không cần nó ở ruộng ai và từ đâu đến, vì họ quán nó. Thành ra nếu mình biết việc tội phước mà dạng nhất phải làm chuyện tội thì kẹt lắm cũng làm chuyện đó trong giới hạn nào cho nhẹ bớt đi. Đây là một đoạn văn dần tóm tắt về nhân quả. Ăn chanh muốn ngọt ngào không được, làm dữ mong có phước khó thay. Luật nhân quả rất tự nhiên, gieo hung hung nở, gieo hiền hiền sanh. Hiền sanh mọi việc an lành, hung nở mọi việc tan tành đau thương. Cho nên cần phải hiền lương, dù rằng gặp phải những trường hợp nào. Thanh Sĩ. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Chuyện Phật Giáo. Mời quý vị theo dõi câu chuyện Tu Từ Gốc. Bây giờ, có một vị khất sĩ trẻ tuổi với bản tính ngu si, chất trực thô lỗ và chưa hiểu pháp yếu. Lại nữa, tính dục của ông ta rất hãy hừng và chẳng thể kiềm chế bản thân. Do bởi việc này mà ông ta khởi sinh phiền não,
không thể định tâm tu tập được. Có một ngày, vị khất sĩ ấy ngồi xuống và nghĩ thầm: mình phải cắt bỏ năm căn thì sau đó tâm sẽ thanh tịnh và mới có thể thấy dấu đạo. Và thế là vị khất sĩ ấy liền đến nhà của một thí chủ nọ và hỏi mượn cái rìu. Sau đó ngài trở về phòng và đóng cửa lại, rồi cởi y phục ra, ngồi trên một tấm ván và muốn chặt đứt năm căn của mình. Vị khất sĩ ấy lại nghĩ: do cái năm căn này mà khiến mình phải khốn khổ, trải qua vô số kiếp sinh tử, thọ khổ ở ba đường ác và luân hồi trong sáu đường, tất cả đều do sắc dục. Nếu bỏ năm căn thì sẽ không còn nhân duyên của luân hồi và chắc sẽ đắc đạo. Đức Phật biết do bởi ý niệm ngu si của ông ta nên mới làm như thế. Ngài đã chẳng biết rằng tu hành cần phải chế phục tâm. Tâm là nguồn gốc. Vị khất sĩ ấy đã chẳng biết rằng nếu đoạn năm căn thì sẽ có thể bị chết, tự hại chính mình và sẽ đọa đường ác để chịu mãi đau đớn. Bây giờ Thế Tôn tiến vào phòng và liền hỏi vị khất sĩ rằng: ông đang muốn làm gì? Vị khất sĩ ấy liền vội bỏ rìu xuống, mặc y phục vào rồi đảnh lễ Phật và kể lại sự việc của mình. Thưa Thế Tôn, con học đạo đã lâu rồi nhưng vẫn chưa đắc đạo. Mỗi lần ngồi thiền để tư duy về đạo thì bị sắc dục che phủ và dương khí cực thịnh. Tuy mắt đã nhắm nhưng trong lòng mê muội và chẳng hiểu đạo lý của trời đất. Sau đó con suy xét lại và ăn năn tự trách rằng việc này đều do sắc dục. Thế là con đã đi mượn một cái rìu và muốn chặt đứt năm căn của mình. Phật bảo vị khất sĩ đó rằng: sao ông quá si mê và chẳng hiểu đạo lý như thế? Nếu ai muốn cầu đạo, trước tiên hãy đoạn trừ si mê của mình, rồi sau đó hãy chế phục tâm. Tâm là nguồn gốc của thiện ác, cho nên những ai muốn đoạn trừ gốc của tâm, trước tiên hãy chế phục tâm của mình. Khi tâm an định và ý liễu giải, sau đó họ sẽ đắc đạo. Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: trước đoạn tâm tham ái, kiêu mạn và tà kiến, diệt sạch mọi kết sử, đó là thượng đạo nhân. Phật bảo vị khất sĩ đó rằng: trong 12 nhân duyên, vô minh là gốc, vô minh ngu si là gốc của mọi tội ác. Bậc trí tu hành ở gốc, trước tiên hãy đoạn trừ vô minh ngu si, rồi sau đó ý sẽ định. Khi Phật nói lời ấy xong, vị khất sĩ cảm thấy xấu hổ và liền ăn năn tự trách: thưa Thế Tôn, bấy lâu nay con ngu si làm mê muội và chẳng hiểu Phật pháp nên mới nông nổi như thế. Hôm nay con nghe được lời dạy của Phật, thật là vi diệu thay. Ngay sau đó, ngài tu tập chính định, nội tâm tư duy và quán hơi thở ra vào. Khi đã chế ngự tâm, điều phục các căn và lấp kín mọi dục niệm, ý của ngài liền được chuyên nhất và ở trước Đức Phật mà thành bậc ứng chân. Câu chuyện pháp tu tâm chổi quét. Chu Lợi Bàn Đặc và Maha. Là hai anh em sinh đôi, sinh ra trong một gia đình Bà La Môn ở thành Xá Vệ. Người anh cả có trí thông minh hiếu học, còn đứa em tên là Chu Lợi lại chậm lục, không biết đọc biết viết, tất nhiên không thể làm tròn trách nhiệm người con thuộc một gia đình tu sĩ. Sau khi người cha mất, hai người con trai gặp một đệ tử của Đức Phật Thích Ca, và không bao lâu sau, người anh trở thành tu sĩ, được theo chân Đức Phật và được gia nhập giáo hội. Trong lúc đó, Chu Lợi cũng lui tới, nhưng chỉ biết dành ăn với chó mèo mà thôi. Người anh lớn hỏi ý kiến ngài A Nan, thị giả của Đức Phật, rằng liệu một kẻ có trí khôn tệ hại như Chu Lợi có được phép gia nhập tăng già chăng? Tôn giả A Nan nói: đem em người lại cho Đức Thế Tôn và trực tiếp hỏi ý kiến của ngài. Lúc đầu Chu Lợi không dám gặp Đức Phật vì tự thấy mình không xứng đáng và quá ngu dốt, nhưng nhờ người anh chỉ rằng
Giáo pháp này lấy lòng từ bi làm chính, nên cuối cùng Chu Lợi mới chịu. Chu Lợi đến gặp Đức Phật một cách sợ sệt. Chỉ nhìn qua, Đức Phật đã thấy ngay tính khiêm tốn và lòng nhân hậu của con người tuổi trẻ này và cho phép Ngài A Nan thu nhận làm môn đồ. 3 tháng trôi qua, anh chàng Chu Lợi tội nghiệp vẫn không sao thuộc nổi một câu kinh mà bất cứ kẻ chăn cừu nào cũng thuộc được. Trong lúc đó thì các vị tăng sĩ trẻ tuổi đã thuộc nằm lòng từng chồng kinh sách. Chu Lợi thất vọng hỏi ý kiến Ngài A Nan. Ngài A Nan vừa mới giải thích xong thì đã nhận ra rằng Chu Lợi không thể lĩnh hội gì cả, không có câu nói nào nằm lại trong óc chàng. Tôn giả A Nan tự nhủ: người này gia nhập giáo hội để làm gì khi không thể nhớ điều nào trong đầu? Ngài A Nan chỉ ban phước cho Chu Lợi và cho chàng nghỉ việc. Chàng thất vọng ra ngồi khóc ở vườn cam, khóc mãi cho đến khi Đức Phật đi qua. Đức Phật biết ngay những gì vừa xảy ra và khuyến khích Chu Lợi kể lại câu chuyện. Chàng thúc thích: không hiểu điều gì đã xảy ra với con. Con muốn trở thành đệ tử của Thế Tôn và muốn học pháp của Ngài, thế mà con không nhớ được điều đơn giản nhất. Nghiệp nào làm con không thể hiểu biết được thưa Ngài? Đức Phật giải thích: trong kiếp cuối cùng, chàng là một bà la môn thông thái và là người tự cho mình tài giỏi hơn thiên hạ, chê trách không hết lời những quan điểm của người khác. Quá chủ quan, chàng tự cho mình là đạo sư và truyền bá các quan điểm sai lầm, làm nhiều kẻ tầm đạo phải lạc lối. Vì sử dụng sai lạc sức mạnh của tư tưởng, Chu Lợi phải nghiệp báo, trở thành kẻ ngu dốt trong kiếp này và bị nhiều người chê bai. Chu Lợi đáp: làm sao con thoát ách nạn này? Đức Phật trả lời bằng câu kệ: được bậc hiền giả hướng đạo, tốt hơn là được kẻ khờ ca tụng. Ai biết rằng mình còn vô minh dại dột, kẻ ấy mới là một hiền giả đích thực. Ai tưởng mình là một hiền giả dù không nói ra, thì đích thực là một kẻ dại khờ. Sau đó Chu Lợi được Đức Phật đích thân chỉ dạy. Nhằm làm sáng tỏ đầu óc của Chu Lợi, Phật bảo chàng ngồi mỗi ngày đều quét tinh xá và quét các đường đi xung quanh. Trong công việc đó, chàng chỉ nên nhớ 2 câu duy nhất: phủi bụi, trừ dơ. Ngoài ra, Chu Lợi phải chùi sạch tất cả giày dép của các vị tăng sĩ khác. Vừa mới cầm chổi quét, chàng liền quên ngay 2 câu kệ. May thay, chàng gặp Tôn giả A Nan đang ngồi giữa sân tinh xá và nhờ nhắc lại 2 câu đó. Sau một thời gian dài, Chu Lợi mới thuộc được 2 câu này. Vài tháng sau thì chàng thuộc lòng và lúc nào cũng lẩm nhẩm câu này, trong khi tay cứ quét bụi và chùi giày từ đôi này qua đôi khác. Đức Phật để tâm quan sát sự cố gắng của vị tiểu tăng này và có cách làm cho lúc nào tinh xá cũng đầy bụi và giày dép lúc nào cũng lấm bùn, để Chu Lợi có việc làm liên tục từ sáng đến tối. Với sự cẩn trọng và tha thiết, qua 6 năm, Chu Lợi từ từ đi vào chiều sâu của câu nói. Thế Tôn nói bụi là muốn nói bụi ở bên ngoài hay bên trong, mà bụi ở bên trong là gì? Đó là các phiền não, tham, sân, si, áo, mạng, nghi, tà, kiến. Trừ sạch được các bụi dơ đó mới thật là khó. Vì người kiên trì và đầy đủ trí tuệ thì không thanh trừ nổi. Cứ thế, chàng trở thành người đệ tử chuyên sâu nhất. Đồng thời, chàng vẫn miệt mài chu đáo đi phụng sự các bạn đồng tu. Ngày nọ, Chu Lợi tung chổi quét bụi và tâm thức đại định của chàng đã đạt đến mức rất sâu, thì một câu kệ của Đức Phật bỗng nhiên bừng sáng, trở thành một câu kinh đầy ý pháp, một câu chàng không biết và cũng chưa bao giờ nghe. Tham mới gọi là bụi, chứ không phải bụi này. Tham mới thật đồng nghĩa với chữ bụi thường dùng. Hỡi các tỳ kheo, hãy từ bỏ bụi này, hãy sống trong giáo pháp của vị không bụi bẩn. Sân mới gọi là bụi, chứ không phải bụi này. Sân mới thật đồng nghĩa với chữ bụi thường dùng. Hỡi các tỳ kheo, hãy từ bỏ bụi này,
hãy sống trong giáo pháp của vị không bụi bẩn. Si mới gọi là bụi, chứ không phải bụi này. Si mới thật đồng nghĩa với chữ bụi thường dùng. Hỡi này các tỳ kheo, hãy từ bỏ bụi này, hãy sống trong giáo pháp của vị không bụi bẩn. Chu Lợi nghe các lời kệ đó và chợt nhận ra rằng cái tôi giả tạo do ba thứ tham đắm, tham, giận dữ, có nghĩa là sân, và vô minh là si sinh ra. Như một người tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, chàng thấy rằng lâu nay mình cứ tự động hòa mình với cái tôi. Cái đó không gì khác hơn là một lớp dơ bẩn mà chàng vừa quét đi. Rõ như ban ngày, hoàn toàn đã rõ ràng. Cảm tạ Đức Thế Tôn. Chàng đứng đó, tay còn cầm chổi, nhưng đã đi xuyên suốt hết các tầng bụi bặm của tâm để trở về với tự tính, tâm thanh tịnh, vô nhiễm. Qua thời gian rèn luyện, Chu Lợi phủi sạch được ba độc tham sân si từ trong đáy lòng. Trước ngũ dục, Chu Lợi không động tâm, không ý niệm phân biệt hận thù, ganh ghét, đố kỵ, tâm nhập với pháp lý giới bình đẳng, dứt hết vô minh, hoàn toàn giải thoát. Để nhờ Phật ấn chứng, Chu Lợi đến trước Phật bái yết và trình bày sự chứng ngộ. Đức Phật tán thán Chu Lợi và họp đại chúng dạy rằng: Này các tỳ kheo, người đọc tụng hàng ngàn quyển kinh nhưng không hiểu được ý nghĩa của kinh, cũng không theo ý kinh để hành trì, ích lợi không bằng việc chỉ đọc một câu kệ mà thấu rõ nghĩa lý và quyết tâm hành trì. Chu Lợi bàn đặt trước đây rất ngu muội, nhưng giờ quyết tâm thọ trì một câu kệ ngắn mà được nhập chứng. Chu Lợi là một tấm gương sáng cho tất cả noi theo trên bước đường tìm cầu đạo lý, nhập thánh siêu phàm. Trong các đệ tử, Đức Phật xem kẻ quét bụi Chu Lợi là người khôn khéo nhất khi chuyển hóa tâm thức. Ngày nay, người ta vẫn nói, những ai muốn phát triển tâm thức nên thành tâm cầu nguyện đến sự gia trì của A-la-hán Chu Lợi, nhất là khi nghe giảng pháp mà họ không hiểu cũng chẳng nhớ gì. Tôn giả Chu Lợi là một thí dụ lịch sử sinh động nhằm chứng minh rằng lòng từ bi và tâm chí thành tha thiết thực hành Phật Pháp có khi quan trọng hơn một đầu óc tri thức thế gian sắc sảo. Trưởng lão Chu Lợi bàn đặt, tiếng Phạn là Kula Panthaka, tiếng Tạng là Chunda, là một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật với danh hiệu Bậc Liễu Nghĩa Đệ Nhất. Trong Tăng Chi, chương 1 Pháp liệt kê các vị tỳ kheo đại đệ tử, ngài Chu Lợi được nhắc đến 2 lần. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta, có thể dùng ý hóa thân, tối thắng là Kula Panthaka. Trong các vị đệ tử tỳ kheo của ta, thiện xảo về tâm thắng tiến, tối thắng là Kula Panthaka. Trong Tăng Nhất A Hàm, chương 1 Pháp thuộc Hán Tạng cũng có đề cập đến ngài. Tỳ kheo bậc nhất trong chúng thanh văn của ta, về tài hay thay đổi hình dạng, tạo mọi thứ biến hóa, chính là tỳ kheo Chu Lợi bàn đặt. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Quý vị.
Bốn anh em. Một gia đình nọ có bốn huynh đệ. Người anh cả trước 40 tuổi chuyên sát sinh ăn thịt. Tính trong thập ác nặng hay nhẹ gì cũng đều phạm, không ác nào mà chẳng làm. Đến 40 tuổi, nhờ đọc Lục Tổ Đàn Kinh mà phát tâm tu hành, tính đến nay đã 20 năm. Tuy trải qua đủ mài dũa gian lao, nhưng anh trọn chẳng thối tâm. Anh kể cho các bạn đồng tu nghe, mình đã nhớ ra nhiều đời trước từng là đệ tử Phật, do dâm tâm chưa đoạn nên bị đọa làm rồng. Đến đời này được gặp lại Phật Pháp, nhờ Bồ Tát Quan Thế Âm từ bi cứu độ mà biết đường về nhà. Nếu không nhờ tu học theo Phật Pháp, thì chắc chắn mãn đời này anh sẽ vào bụng bò, dê, do anh ăn thịt bò, dê quá nhiều, nên biết mình chết rồi, ắt sẽ làm bò, dê. E là phải nếm cảnh bị lột da xẻ thịt mấy trăm lần, rồi tiếp theo phải làm heo để trả nợ. Kế đó là làm cá, tôm, kiến, trùng, muỗi, vân vân. Nghĩa là phải làm súc vật vô số kiếp để trả nợ sát sinh. Như vậy thì biết đến bao giờ mới được mang thân người trở lại? Có tính cũng không tính xuể. Nhờ tu mà anh mở sáng túc mệnh, nhìn thấu các đời. Anh kể về chú hai em mình lúc 30 tuổi bị chết vì bướu não. Anh nhìn ra chú hai giống là từ trong loài heo tới, giờ lại đầu thai làm heo nữa, chính là con heo trắng đầu to trong nhà. Biết rõ điều này rồi, vì thương em nên anh thiết lập bàn hương án, chí thành lễ Phật, quỳ tụng 108 biến chú Đại Bi cầu cho em. Sau đó anh theo dõi thì thấy con heo trắng đầu to bỗng lăn ra chết bất ngờ và được sinh lên cõi trời. Anh nhìn thấy rõ cảnh chú em hiện giờ đang quét vườn hoa. Anh nói thầm, được ở trên trời thì dù có quét hoa viên cũng còn sướng hơn là bị đọa trong cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Anh hy vọng nhị đệ dưới lực gia trì của chú Đại Bi tương lai sẽ về nhân gian tu hành, học Phật, xuất ly tam giới, viên thành Phật quả. Phần chú ba và chú tư, ngay từ lúc bé đã không ưa chơi đùa cùng nhau. Lớn lên thường hay vì chút chuyện nhỏ mà đánh nhau, nên nhiều lần bị cha mẹ trách mắng. Sau khi họ thành gia rồi, lại vì nhà đất mà tranh giành, gây hấn nhau suốt mấy mươi năm. Anh cả dùng đủ cách giáo hóa mà chú tư tuy có tin Phật, nhưng nếu buộc phải bỏ tranh chấp thì khó hơn lên trời. Anh cả kể, hai chú em này kiếp trước là hai con rồng xanh, kiếp đó họ cũng không hòa thuận, một bề gây đánh nhau cho đến khi đầu thai vào nhân gian. Kiếp này nếu họ không hóa giải oán hận, thì chắc chắn do những ác nghiệp đã tạo, họ sẽ xuống địa ngục. Rồi từ địa ngục lên sẽ đọa vào súc sinh, tiếp tục tranh đấu giằng dai không dứt. Anh cả tâm sự, mình đã khuyên giải họ hơn 20 năm nay mà vô hiệu. Đây là do bởi nhiều đời họ tạo nghiệp ác sâu nặng, đối với Phật Pháp không có lòng kính tin. Gia đình tụ hội cùng nhau là do thiện duyên hay ác duyên, vô duyên thì không tụ, hoặc vì đòi nợ hay trả nợ mà tìm đến, không nợ thì chẳng tới. Sau này, anh cả đã vì cha mẹ và hai em tụng 108 bộ kinh Địa Tạng. Hai tháng sau, mẫu thân bắt đầu thay đổi trước tiên. Tiếp theo là chú ba, chú tư quyết định buông bỏ oán thù xưa, không còn tranh giành ầm náo với nhau nữa. Cho dù đây chỉ là bắt đầu, nhưng mối oán kết suốt hơn 30 năm được chuyển hóa trong một ngày, đây không thể không ca ngợi uy thần công đức của kinh Địa Tạng. Tôi kể câu chuyện có thực này ra là mong các đệ tử Phật sớm buông bỏ hết mọi ân oán cá nhân, đừng do dự nữa. Vì một khi vô thường tới, những ân oán chưa kết thúc này sẽ biến thành chướng ngại mạnh mẽ, ngăn cản bạn ra khỏi tam giới. Có câu rằng, chịu thiệt thòi chính là chiếm ưu thế. Buông xả chính là được tất cả. Xả có nghĩa là quên triệt để tất cả hận, yêu trong dĩ vãng, đắc quả liễu sinh thoát tử, lìa khổ được vui. Bất kể bạn sinh ra là nữ hay nam,
bạn đâu biết lúc nào mình chết. Cho dù có sống đến 100 năm, bạn cũng không rõ cách chết của mình ra sao. Là bệnh hoạn hành chết hay bị hoạn tử, hoặc chết lành, đã có sinh thì phải có tử. Bất kể cả đời bạn sống trong nghèo túng hay vinh hoa phú quý, thì cuối cùng rồi ai cũng phải lìa đời tay không, ra đi trong tiếng khóc vĩnh biệt của thân quyến, giống như bài Hảo Liễu Ca đã viết. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, duy có công danh quên chẳng được. Vui dày thuở xưa nay đâu rồi, chỉ có mồ hoang xanh cỏ thôi. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, duy có tiền vàng quên không nổi. Trọn ngày chỉ hận trữ chưa đầy, mê mãi đến khi nhắm mắt ngủm. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, nhưng nào có quên được yêu đương. Sống nghe bạn tình nói mật đường, mình chết rồi họ theo người khác. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, nhưng luyến cháu con buông không được. Si tâm phụ mẫu đeo mang nhiều, nhìn đi được bao con cháu hiếu. Đây là bài ca mà đạo nhân hay ngâm nga, giải thích rất rõ. Vạn sự trên đời, liễu tức ngộ là tốt nhất. Nếu muốn tốt thì tu cho liễu. Chữ liễu trong đây chính là khai ngộ, buông tất cả thế gian, tu đạo bồ đề, lìa khổ được vui, tức là liễu, cũng là hảo. Thế gian chớ vội phê bình người tin Phật là kẻ chán đời, không có tâm hướng thượng. Ngược lại là khác, người tin Phật chân chánh luôn có nhiều cống hiến tốt đối với xã hội quốc gia. Bởi việc họ nghĩ đến đầu tiên là lợi ích của quốc gia, là chuyện được mất của tha nhân. Bao giờ họ cũng nghĩ cho người trước nhất và lấy lợi ích của tha nhân làm lợi ích của mình. Vì vậy, việc người Phật tử cần làm trước tiên là phải nghĩ cho chúng sinh, dùng lòng từ bi bình đẳng mà đối với tất cả chúng sinh, tuyệt không có lòng muốn ăn thịt chúng sinh. Người học Phật chân chính nhất định là không có chút mảy may dị kỷ, chuyên nghĩ đến lợi người, luôn tuân thủ kỷ luật, giữ phép tắc, hiếu kính song thân. Như vậy mới là người học Phật có chánh tín, chánh tri, chánh kiến, chánh hạnh. Nếu là người sơ cơ muốn nghiên cứu kinh Phật, tôi đề nghị trước tiên bạn nên tìm đọc Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh do Ngài Tuyên Hóa giảng. Hãy nghiên cứu cho tỉ mỉ, kỹ càng. Tôi chắc rằng bạn sẽ ưa thích Phật Pháp. Bạn chỉ cần chăm chỉ đọc bộ kinh này thì đã có thể tăng trưởng trí huệ, có được hỏa nhãn kim tinh, là đôi mắt sáng thần kỳ. Bất kể yêu tà nào cũng bị bạn nhận ra, nhìn thấu hết. Đương nhiên, nếu có chút sai lệch, thì bản thân bạn cũng sẽ biết rõ thông suốt. Nếu bạn nghe người nói, kinh Lăng Nghiêm là giả, chẳng phải Phật thuyết, thì tuyệt đối không nên tin. Vì người tuyên bố kia chưa làm được những điều như trong tứ trọng thanh tịnh minh hối nơi kinh Lăng Nghiêm dạy, nên họ rất sợ mọi người khi đọc kinh Lăng Nghiêm sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của họ. Nếu lời này là sai, tôi xin chịu đọa địa ngục. Xem kinh rồi thì bạn hãy bắt đầu thử bỏ mặn ăn chay chừng nửa tháng xem. Tôi không dám nói thử làm một tháng vì sợ bạn thiếu kiên nhẫn không làm nổi. Nhưng ít nhất thì khi đọc kinh Lăng Nghiêm, trước đó 3 ngày bạn hãy khởi sự bỏ mặn ăn chay. Như vậy càng biểu lộ tâm thành tôn kính Phật. Hằng ngày, những lúc rảnh thì bạn ngồi hay quỳ tụng một bộ kinh Địa Tạng. Nếu nhà có người bệnh nặng thì tụng cho người bệnh, nếu có thai phụ thì tụng cho thai nhi, nếu có đại khổ nạn lớn gì chưa thể giải quyết, chẳng hạn như vợ chẳng thể mang thai, công tác không thuận lợi, thì hãy vì những con vật mình từng đã giết, ăn qua mà tụng kinh. Bạn chỉ cần tụng thành tâm, ắt sẽ có chuyển biến tốt. Bởi vì Phật Pháp là thuốc hay vi diệu không thể lường, mà bạn không phải tốn tiền nộp phí chữa trị. Tính ra nửa tháng hay một tháng bạn thí nghiệm bỏ mặn ăn chay đó, chẳng những không ảnh hưởng gì đến sức khỏe bạn,
ngược lại còn khiến nó tốt hơn lên mà chẳng tốn tiền. Quả thực là thế. Nhất định bạn sẽ thấy được sức mạnh Phật Pháp và điều kỳ diệu không thể nghĩ lường. Nếu bạn thành tâm thực hành đúng như tôi khuyên mà không có cảm ứng thì quả là vô lý. Khi bạn chứng nghiệm được điều hay rồi, có tín tâm kiên định rồi, dần dần sẽ bước vào chánh đạo tu hành. Chúng ta tạo vô biên tội, chư Phật đều thấy rõ. Chỉ có sám lỗi trước, dứt lỗi sau, cải đổi tu sửa, mong nhờ lực gia trì của Phật, phát tâm bồ đề, nguyện như pháp tu hành mới có thể tiêu hết tội. Những người chuyên nghiên cứu tướng học, vừa thấy mặt hoặc xem tay bạn thì có thể đoán biết vận mệnh bạn ra sao. Là bởi vì tướng mạo một người cũng tùy thuộc nhân gieo đời trước đến nay đã kết quả. Khi nhìn quả trổ, đương nhiên có thể suy ra nhân đã gieo. Thí như chúng ta thấy một người có tướng lưỡi rộng dài, mềm mại, hồng tươi. Khi lè ra, nếu có thể che mặt và liếm đến mí tóc, thì biết đây chính là một trong các quả lành do nhiều đời họ không nói vọng ngữ. Thực ra, không nói láo còn chiêu nhiều quả tốt khác nữa. Thí như lời nói ra người người đều tin. Do vậy mà chúng ta có thể căn cứ vào tướng mạo đặc trưng để nói ra số mệnh đặc định. Thực ra, có nói tới nói lui, thảy đều là tác dụng của luật nhân quả mà Phật từng thuyết giảng thôi. Nhưng tu hành có thể cải đổi số mệnh. Phật giáo chủ trương tất cả đều do tâm tạo. Mọi sự tùy thuộc nơi mình, chẳng chấp nhận hay cam chịu số mệnh. Bởi chỉ có chính ta mới có thể cải đổi số mệnh mình. Phật giáo không tán thành việc đoán mệnh xem tướng. Bởi vì việc khăng khăng tin chấp theo bói mệnh đoán tướng sẽ đóng bạn dính cứng vào định đặt của túc mệnh. Phật là bậc đại giác, là bậc thầy đức hạnh viên mãn của trời người, được gọi là Thế Tôn. Lời Ngài dạy chắc chắn không sai. Quan trọng ở chỗ, khi nghe Phật Pháp rồi, bạn không thể không hồi tâm quy hướng Phật, khéo nắm bắt thời cơ, lo điều chỉnh nhịp sống của mình hướng thượng, tiến đến nẻo quang minh. Phật Pháp luôn đem lợi lạc đến cho muôn loài, như trận mưa cam lộ rưới xuống, vạn vật đều thọ ích. Hãy tranh thủ tham dự pháp hội lễ lương hoàng sám hoặc lễ một mình tại nhà cũng được, vì đây là dịp lành để sám hối. Chỉ cần nương theo sám văn nhắc nhở, bạn sinh tâm tỉnh ngộ, nhận ra những tội mình đã phạm trong đời này và sinh tâm ăn năn, thệ chẳng phạm lại nữa thì có thể chuộc tội. Tất nhiên cũng đừng quên Ngài tuyên hóa khai thị. Làm thiện mà muốn người biết thì không là thiện, làm ác mà sợ người hay là đại ác. Nếu như bạn phạm lỗi ác, không sợ người biết, thậm chí dám dũng cảm thổ lộ trước đại chúng, việc này có thể phát huy tác dụng giáo hóa người khác. Thế thì bạn đã chuyển ác nhỏ thành đại thiện. Mỗi vị Phật Bồ Tát đều có nguyện lực riêng để độ chúng sinh. Chỉ cần chúng ta thành tâm sám hối, Phật Bồ Tát đều nhìn rõ, thấy hết, biết hết, nhất định sẽ tiếp thọ tâm thành của ta, dùng lực đại thần thông gia trì cho ta. Tâm chân thành sám hối sẽ giúp chuyển biến vận mệnh, là then chốt quan trọng giúp ta ly khổ đắc lạc. Đã phát nguyện thì nhất định phải làm cho được, cần phải hành trì bền bỉ. Không nên vừa được chút như ý liền phóng túng tái phạm. Phải hiểu cơ hội dành cho người sám hối chuộc lỗi chỉ có một lần duy nhất. Có thể ví dụ thế này: nếu tôi lén trộm của bạn 1.000 đồng, tất sẽ bị bạn níu áo đòi đưa lên quan. Ngay lúc đó tôi khẩn cầu năn nỉ, xin bạn hãy cho tôi cơ hội để sửa lỗi. Nhưng được một thời gian không lâu, tôi dở thói hư cũ, phạm tội tiếp, lén trộm của bạn 1.000 đồng nữa. Lúc này khi bị bạn bắt, tôi lại cầu xin bạn tha cho, thì xem như không được chấp nhận nữa rồi, bởi vì bạn đã mất lòng tin. Lúc đó, uy lực của 10 phương chư Phật cũng không cứu vãn được. Xem như nợ trước nợ sau gì cũng đồng tính hết.
Do vậy, hễ biết lỗi là phải sửa liền. Đã hiểu thì nên thực hành ngay. Làm thế không những được quỷ thần cung kính mà còn được chư Phật Bồ Tát gia trì. Chương 4. Phát tâm Bồ Đề. Ngày nay, đại chúng trong đạo tràng đã rửa sạch tâm ô uế rồi. Lỗi thập ác, tội chướng không còn, nghiệp lụy đã hết, trong ngoài đều thanh tịnh. Kế đến, cần học tu theo các vị Bồ Tát, công đức trí huệ nhờ vậy mà sinh. Thế nên, chư Phật thường khen phát tâm là đạo tràng hay thành tựu được đạo quả. Xin đại chúng nên kiên tâm trì chí, chớ tưởng sống lâu mà để thời gian luống qua uổng phí, sau có hối cũng muộn. Bây giờ gặp thời cơ tốt thì đừng để phiền não che lấp tâm, ngày đêm nỗ lực phát tâm Bồ Đề. Giải thích. Tâm Bồ Đề tức là tâm Phật, công đức trí huệ vô lượng không thể nghĩ bàn. Hôm nay chúng ta có duyên lành được dự lễ sám thù thắng, không nên để phiền não thế gian che ám mình mãi. Đã biết tất cả đều là nhân duyên quả báo, ôm phiền muộn nào có ích chi. Nên phát tâm Bồ Đề tu hành mới là hữu ích. Phát một niệm cầu giác ngộ, công đức tính không hết. Huống nữa, nhiều người tự mình phát tâm tu học theo Phật, đồng thời còn tùy duyên hóa độ, khuyên người trì giới học Phật, tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ. Những người phát tâm này công đức lớn bao nhiêu? Giả sử có người trăm ngàn vạn kiếp đến nay hành vô lượng bố thí, đời này vẫn tiếp tục làm việc thiện kia, như thí tiền cho người nghèo, xây cầu sửa đường, lập chùa giúp tăng, tạo Phật tượng. Công đức họ có thể dùng cụm từ không thể nghĩ lường để ví von, nhưng so với kẻ phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh thì không bằng một phần ngàn. Đủ thấy phát tâm Bồ Đề công đức lớn vô biên, không tính nổi. Sám văn. Lại có người chỉ làm phước chớ không phát tâm vô thượng Bồ Đề, giống như kẻ cày ruộng mà không gieo hạt. Vì vậy, phải phát tâm Bồ Đề là tạo nhân cho việc chứng quả. Trước là báo ân chư Phật, sau là cứu vớt muôn loài. Vì vậy, Phật mới khen rằng, lành thay, vì muốn lợi ích cho hết thảy chúng sinh, phát tâm Bồ Đề là cách cúng dường lớn hơn tất cả. Phát tâm Bồ Đề không phải là chỉ phát qua một lần, mà phải phát luôn luôn, làm cho tâm Bồ Đề tiếp tục phát rộng lớn mãi. Vì thế, trong Kinh Phật dạy rằng, nên ở nơi hằng hà sa số chư Phật nhiều kiếp phát đại thiện nguyện. Giải thích. Nếu có người chỉ biết trồng công đức phúc điền, tất nhiên kiếp sau sẽ được đại phú, hưởng vinh hoa bất tận. Nhưng nếu chỉ làm phúc mà không phát tâm vô thượng Bồ Đề, thì giống như kẻ cày ruộng không gieo giống. Người này dù phúc báo lớn cũng chỉ là hoa quỳnh nở một lần thôi, đây không phải cứu cánh. Vì vậy, khi được gặp Phật Pháp, vạn kiếp khó tương phùng này, thì chớ sai lầm để cơ hội qua mất, cần phải y theo lời Phật dạy phụng hành, phát tâm vô thượng Bồ Đề, dũng mãnh tinh tấn, bất luận bên mình có bao chướng ngại thử thách, cũng phải gắn tiến lên, hành cho viên mãn. Nếu chỉ lo tu huệ mà không tu phước, thì cũng là thiếu sót. Nhiều người chỉ biết thắp hương lễ Phật, tham thiền tĩnh tọa, tụng kinh nghe Pháp mà không chịu bố thí, trì giới phóng sinh, tùy sức tạo phúc điền. Thậm chí, họ ngày ngày tụng kinh, giờ giờ niệm Phật, nhưng không lưu tâm sửa đổi các tập khí, tính nết xấu trong tâm. Phải biết huệ là hạt giống, phúc là phân bón, tâm là đất. Nếu có đất để trồng mà thiếu phân bón, thì
thì cũng không thu hoạch nhiều. Chỉ có phúc huệ song tu mới là con đường tốt, liễu sinh thoát tử. Thường người ta nghĩ hồi đó đánh một cái, giờ đánh lại một cái là huệ. Thực ra không có huệ, vì cái quả này còn là nhân quả sau nữa. Hột lúa hôm nay là quả của hột lúa ngày trước, là nhân của hột lúa ngày sau. Như vậy nó luôn chuyển hoài, chỉ khi nào lòng mình dứt, cởi mở bằng lòng, thôi thì mới hết đặn. Một người con bất hiếu với cha mẹ, con của người đó bất hiếu lại, mà nếu nó không tội là loạn, lấy gì làm tiêu chuẩn tội phước? Tội phước hết là do lòng mình cởi mở hết. Thí dụ như bây giờ mình không quán, cởi mở hết, dù mình bị oan ức việc gì đó, thì kẻ thù kia không bị mình trả, nhưng họ phải tự trả. Con chim đâu bắn lại thằng nhỏ. Do đó, nếu mình tự dứt ở lòng thì phần mình dứt. Còn nếu đối phương tự ôm lòng oán hận thù thì họ tự trả một mình và có nhiều cách trả. Ngay cả Đức Phật là người phước duyên đầy đủ, nhưng duyên báo đến cũng phải tự trả. Có lần Phật nhức lưng, người ta hỏi lý do tại sao thì Phật cho biết như vậy. Hồi trước, có lần Ngài đầu thai sanh trong dòng võ sĩ chuyên đánh đài. Một hôm võ sĩ đối thủ thương lượng với Ngài, giờ thua đi, hắn sẽ để tiền độ cho ăn. Hợp đồng xong, đến chừng xong trận đấu, hắn không giữ lời hứa, lấy hết tiền độ không chia cho Ngài. Sang năm sau, hắn cũng quỵt của Ngài nữa. Qua năm thứ ba, hắn cũng thảo luận, nhưng Ngài không chịu, bảo thân ai nấy giữ, không giả thua để hắn ăn nữa. Trận này, Ngài quăng hắn xuống đất gãy xương sống chết. Vì vậy, Ngài bị đọa địa ngục một thời gian lâu, trả quả. Cho đến giờ đã chứng quả Như Lai rồi, mà còn dư báo bị hành nhất lưng. Tóm lại, nghiệp của thân với khẩu thì trả về cho thân, gọi là nghiệp chướng, tức là cái khổ làm cản trở việc tu hành hay hạnh phúc của mình. Còn tâm trả về cho ý, gọi là phiền não chướng, làm cho lòng mình buồn bực khổ sở, trả về tâm thần. Thân tâm thì ảnh hưởng lẫn nhau, như đã nói lúc nãy. Lỗi thân thân chịu giải dầu, lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê man. Âu sầu mê man là phiền não chướng, còn thân chịu giải dầu là nghiệp chướng. Tuy riêng nhưng chúng ảnh hưởng lẫn nhau. Thân lao khổ bất an lòng dạ, mình bị nghiệp chướng lòng có vui gì đâu. Lòng âu sầu thân thể mòn hao, thân không đau nhưng tâm hồn rầu buồn quá cũng dày mòn cơ thể. Mỗi một nghiệp báo gồm có y báo và chánh báo. Y báo là hoàn cảnh xã hội, là các môi sinh. Thí dụ mình sinh ở đây không may bệnh hoạn hay nghèo khổ đi nữa, mà y báo mình cũng hưởng được dòng sông nước ngọt Cửu Long Giang này, cây lành trái ngọt, trên cơm dưới cá. Mình hưởng chung những y báo này, còn bản thân mình thì nghèo. Chánh báo là trả cho bản thân, còn y báo là hoàn cảnh xã hội, là cộng nghiệp. Làm ăn mài vùng Hậu Giang này cũng sướng hơn làm người dân xứ Iraq. Ban ngày nóng 40 mấy độ, còn ban đêm thì tuyết rơi, gọi là thời tiết khắc nghiệt vùng Trung Đông. Mình hiểu được vậy để sống an vui với hạnh phúc hiện có. Tất cả việc lành dữ mình gây ra đều có nghiệp. Cái nghiệp cũng như cái nếp, mình kéo ra nó thẳng, buông lại nó nhăn, y cái nếp gọi là nghiệp. Mình tạo ra nhân lành dữ có cái nghiệp. Nghiệp có sức mạnh gọi là nghiệp lực, đem lại cho mình hạnh phúc hay khổ đau. Bởi vì cuộc sống hiện tại là do nghiệp lực của riêng mình, chứ không phải do trời hay Phật hoặc vua chúa gì cho được. Dầu vua chúa có ban là do nghiệp lành mình chiêu cảm. Ông vua Ba Tư Nặc thí nghiệm nhiều việc thật độc đáo. Hôm đó nhằm ngày đãi tiệc trong hoàng cung, các công chúa tụ họp lại rất đông. Nhà vua bèn hỏi: các con được hạnh phúc như vậy là nhờ ai? Các công chúa trả lời: nhờ phụ hoàng và mẫu hậu, nhờ phước đức của phụ hoàng và mẫu hậu mà các con mới được như vậy. Riêng có một cô công chúa đáp rằng: con nghĩ là nhờ cái nghiệp lực của con. Nhà vua nghe qua không ưa, không chịu câu nói đó. Một hôm nhà vua gặp một cậu công tử cha mẹ chết sớm, chỉ lo ăn chơi, làm tan quan sự nghiệp hết. Cậu ta làm không đủ sống, đến mức phải đi ăn xin. Nhờ dáng công tử nên thân không đến nỗi xác xơ. Vua Ba Tư Nặc kêu gả công chúa cho cậu công tử đó,
cho cụ hồi môn theo chồng theo tục cổ xưa của người Ấn Độ. Nàng công chúa ôm cụ hồi môn của vua cho theo chồng. Nàng hỏi chồng: Anh có giường đất gì không? Chồng nàng đáp: Bán sạch hết rồi, chỉ còn một miếng đất rộng nhưng cằn cỗi nên người ta chê không ai chịu mua hết. Công chúa nói: Thôi, mình về đất nhà kiến tạo lại đi. Vợ chồng về nhà mướn nhân công làm lại miếng đất, bất ngờ đào gặp một số vàng lớn. Công chúa dùng số vàng ấy cất lên dinh thự. Về danh nghĩa đó là dinh của phò mã chứ không phải thường. Vợ chồng làm nên sự nghiệp hết sức lớn lao. Phần vua cha tuy vậy chứ không bỏ con được, cho người theo dõi con xem cuộc sống thế nào. Thấy con quá giàu có, vua cha hỏi thì công chúa cũng đem câu chuyện y vậy kể cho vua nghe. Vua bèn hỏi Đức Phật thì Phật trả lời: Đúng vậy, người ta sống theo nghiệp của mình, không phải vua ban hay trời làm mà được. Tự nhiên nó như vậy. Vua Ba Tư Nặc còn thử nghiệm nhiều việc táo bạo. Hôm đó ông đang ngủ trưa, thức dậy nghe hai tên lính cận vệ gác ngoài cửa nói chuyện. Tên thứ nhất nói: Đời tao sống nhờ vua, vua nuôi dưỡng tao nên tao theo phụng sự vua, sống nhờ với vua. Tên lính thứ nhì nói: Tao nghĩ không phải vậy.